Sát thần vô thượng tập 90, bảng quân công kiếm hồng trần. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thần sắc Tiêu Phàm thay đổi, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, tốc độ tăng lên, một phệ thiên ma kiến bị hắn đâm trúng đầu, thân thể treo trên tu la kiếm. Phệ thiên ma kiến điên cuồng giãy giụa, sáu cái chân sắc bén dương nhanh múa vuốt tấn công Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phóng kiếm khí, đầu phệ thiên ma kiến nổ tung, sau đó thân thể nó nhanh chóng cứng ngắc, rơi xuống mặt đất. Chết rồi ư? Tiêu Phàm híp mắt, chỉ ít tin tức ghi chép trong tu la truyền thừa không phải giả, chỉ cần đánh nát đầu phệ thiên ma kiến thì sẽ giết chết được bọn chúng. Nhưng Tiêu Phàm không hiểu tại sao phệ thiên ma kiến chỉ chết khi bị đánh nát đầu. Trong lúc Tiêu Phàm đang kinh ngạc, một sợi tơ nhỏ bé theo tu la kiếm chậm rãi lan đến cánh tay hắn, Tiêu Phàm lộ vẻ đề phòng, muốn xua tan sợi tơ này. Cùng lúc đó, bạch thạch trong thân thể hắn đột nhiên chấn động một cái, lập tức hút sợi tơ vào trong thân thể, sau đó bị bạch thạch hấp thu. Bạch thạch phóng ra từng vầng sáng bạch sắc, dường như nó đang kích động vì hấp thu được đạo năng lượng huyền diệu này. Cái này, đôi mắt Tiêu Phàm sáng lên, trong lòng có chút vui vẻ. Vừa rồi hắn chưa cẩn thận cảm ứng sợi tơ kia, nhưng bây giờ nhớ lại thì hắn phát hiện một chuyện vô cùng kỳ diệu, sợi tơ kia và mệnh thạch hắn từng hấp thu của bạch ma có khí tức khá tương đồng. Mệnh ngoại chi khí. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kích động, hắn biết đến mệnh ngoại chi khí, từ trong miệng bạch ma, hắn không biết mệnh ngoại chi khí có tác dụng gì, nhưng nhất định là nó có thể giúp bạch thạch trở nên lớn mạnh, hắn biết vậy là đủ rồi. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao phệ thiên ma kiến khó giết chết, chính bởi vì sợi mệnh ngoại chi khí này nên bọn chúng mới có thể sống sót. Hơn nữa sợi mệnh ngoại chi khí này được giấu trong đầu phệ thiên ma kiến, vậy nên đánh nát đầu phệ thiên ma kiến thì có thể giết chết bọn chúng. Tiêu Phàm bình tĩnh lại, lần này hắn không tránh né nữa mà là nhanh chóng xuất kích, chém giết phệ thiên ma kiến thì sẽ lấy được mệnh ngoại chi khí, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện tốt thế này. Phụt phụt, từng đạo kiếm khí chuẩn xác xuyên thủng đầu phệ thiên ma kiến, sau khi tu la kiếm hấp thu một hồ đại đế sát huyết, nó càng thêm lăng lệ khủng bố, pháp bảo phổ thông cũng không so được với nó. Sau khi đầu đám phệ thiên ma kiến nổ tung, từng sợi tơ theo tu la kiếm tiến vào trong thân thể Tiêu Phàm, quang hoa trên bạch thạch càng ngày càng sáng chói. Đúng là như thế. Tiêu Phàm ngâm khẽ trong lòng, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ. Tu sĩ bên trong Mặc Thạch Thành thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cổ thần cảnh đỉnh phong bị phệ thiên ma kiến cắn nuốt không còn một mảnh mà không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ một tu sĩ cổ thần cảnh hậu kỳ lại đang chém giết phệ thiên ma kiến đơn giản như chém rau chặt dưa, bọn họ tin nổi sao? Hắn thật sự chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ ư? Người này là ai mà cường đại như thế? Có khi nào hắn là thiên tài của siêu cấp cổ vực nào đó hay đến từ Vạn La Đế vực hay không? Hay là tu sĩ đế vực khác? Nếu là người Vạn La Đế vực thì chúng ta phải nghe nói đến hắn rồi, không có khả năng đến từ đế vực khác, khu vực này cách Vạn La Đế vực gần nhất, đế vực khác không thể vòng qua mấy hung địa kia để chạy tới đây. Hơn nữa thiên tài như hắn không nên dừng ở khu vực ngoại vi này. Đoàn người bắt đầu suy đoán thân phận Tiêu Phàm, lo lắng trong lòng giảm bớt đi nhiều, có Tiêu Phàm ở đây, bọn họ đã thấy được hy vọng sống sót. Đôi nam nữ trẻ tuổi trong đám đông nghe lời mọi người nghị luận, thì lộ ra ánh mắt vô cùng phức tạp. Bọn họ nhớ là Tiêu Phàm không đến từ cổ vực nào, càng không xuất thân từ đế vực, mà là người thiên vũ vực nhỏ yếu. Hai người có chút hoài nghi với thân phận Tiêu Phàm, theo lẽ thường, thiên vũ vực không thể xuất hiện nhân vật thiên tài đến mức này. Huyết Vô Tuyệt, Bạch Ma và Lôi Viên Vương cũng vô cùng kinh ngạc, Tiêu Phàm diệt sát phệ thiên ma kiến quá dễ dàng, bọn họ không thể làm được như hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh vì thực lực của Tiêu Phàm, mỗi người ở đây đều nhớ kỹ dung mạo hắn. Ngoài tường thành, Tiêu Phàm xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, càng lúc càng nhanh, hư không bị kiếm ảnh bao trùm, nơi kiếm ảnh đi qua đều để lại thi thể phệ thiên ma kiến. Trong chốc lát, vô số phệ thiên ma kiến đã chết trong tay Tiêu Phàm, đám phệ thiên ma kiến xung quanh hoảng sợ, nhất thời không dám tới gần hắn. Phệ thiên ma kiến chỉ đến vậy mà thôi. Tiêu Phàm cầm kiếm đứng trên không, lạnh nhạt nhìn phệ thiên ma kiến bốn phía. Bạch thạch trong thân thể hắn tinh thuần hơn trước, tuy mệnh ngoại chi khí hắn lấy được rất ít nhưng gom góp lại cũng thành một số lượng kinh người. Đoàn người nghe lời Tiêu Phàm nói thì khóe miệng run rẩy. Trong toàn bộ nhân tộc Tam Thiên vực này có tu sĩ cổ thần, cảnh nào dám coi thường phệ thiên ma kiến chứ? Người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tiêu Phàm có thể xem là một người trong số đó. Có lẽ thiên vũ vực sắp quật khởi rồi. Đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn nhau, trong lòng cảm thán. Xì xì, kiến vương ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng rít vô cùng chói tai, hóa thành sóng xung kích lan đến chỗ Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, thân hình nó lóe lên, móng vuốt giận dữ vung xuống, kiến vương thần vương cảnh không nhịn được mà động thủ. Ta đang chờ ngươi đây. Tiêu Phàm thấy kiến vương đánh tới thì lộ vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với cường giả thần vương cảnh chân chính. Hắn lập tức thi triển vô tận chiến thể. Vô tận chiến huyết sôi trào, quanh thân bùng lên vô tận chi hỏa kim sắc, tư thái siêu phàm nhập thánh tựa như thần linh.
Đồng thời, Tu La kiếm trong tay hắn cũng phóng ra quang mang tử huyết sắc yêu dị, lộ ra khí tức tà tính. Khi kiến vương sắp tới gần, Tiêu Phàm nhấc Tu La kiếm lên, kiếm quang xẹt qua hư không, trong phút chốc đã giáng lên người kiến vương. Kiến vương không thể ngăn cản, quanh thân hiện lên quang mang hắc kim, dùng thân thể đỡ lấy công kích của Tiêu Phàm. Một tiếng vang giòn vang lên, kiếm quang chém lên người kiến vương, tia lửa bắn tứ tung trong hư không, nhưng thế công của kiến vương chỉ chậm lại một chút chứ nó không chịu chút thương tổn nào. Công kích cỡ này mà hoàn toàn vô dụng ư? Tiêu Phàm trợn tròn mắt, một kích này đã đủ để chém giết cường giả phong hầu bình thường. Với cảnh giới của hắn bây giờ, dù không sử dụng thần thông thì uy lực cũng rất mạnh mẽ. Tiêu Phàm gặp phiền toái rồi. Đoàn người cũng khiếp sợ vì sự cường đại của kiến vương. Tiêu Phàm cường hãn như vậy mà không làm gì được kiến vương ư? Phụt! Đám người còn chưa bình tĩnh lại, công kích của kiến vương đã tới gần. Nó chém về phía Tiêu Phàm nhưng bị Tu La kiếm ngăn cản. Một cái càng khác rạch lên vai trái hắn, máu tươi bắn tung tóe. Nếu Tiêu Phàm phản ứng chậm một chút thì công kích này đã chém rụng cánh tay hắn. Quá mạnh! Đây là ấn tượng của Tiêu Phàm về kiến vương, không hồ là dị ma thần vương cảnh, thực lực bậc này dù là ở khu vực trung ương bách sát chiến trường, thì cũng được tính là cường đại. Thương thế trên vai trái Tiêu Phàm nhanh chóng khôi phục, vết thương thế này không đủ để ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Nhưng kiến vương không muốn cho Tiêu Phàm cơ hội, sáu cái chân sắc bén của nó đồng thời chém xuống, vô số đao quang lóe lên, nó thực sự là một đao khách trời sinh. Tiêu Phàm thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, tốc độ phát huy đến cực hạn, tuy có thể ngăn cản đao quang nhưng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ sơ ý một chút thôi thì đống đao quang kia cũng có thể khiến hắn trọng thương, cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì Tiêu Phàm cũng phải thua. Tiêu Phàm nghi hoặc, không hiểu vì sao kiến vương không thi triển lực lượng pháp tắc. Nó không phải là thần vương cảnh sao? Nếu nó thi triển lực lượng pháp tắc thì Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không cản lại được. Sâu trong đáy mắt Tiêu Phàm lóe qua quang mang lăng lệ, tựa như đã có quyết định nào đó. Vừa vặn có thể thử xem uy lực chiêu thức kia. Tiêu Phàm híp mắt, tự nhủ trong lòng. Quanh thân Tiêu Phàm hiện ra vô tận hỏa diễm. Biển lửa kim sắc mãnh liệt cuộn trào ngăn cách tứ phương, có thể thấy rằng trong ngọn lửa kim sắc ẩn chứa tử sắc chí tôn quý khí. Nếu không phải ẩn giấu thân phận, thì Tiêu Phàm đã thi triển vô tận động thiên và lực lượng thần thông ngự. Thế nhưng hắn tiến vào bách sát chiến trường sau người Thiên Vũ vực, nếu hắn bại lộ thân phận thì chắc chắn sẽ có người hoài nghi, đến lúc đó hắn sẽ không chỉ đối mặt với Thiên Vũ vực, mà còn có Huyền Nguyệt cổ vực và hơn trăm vực dưới quyền Vạn La đế vực, thậm chí còn có thể kinh động đến Tu La tộc. Dù sao, ngay cả Huyền Nguyệt cổ vực cũng không có bách sát đế lệnh. Phải dùng bách sát đế lệnh của Vạn La đế vực thì mới vào được bách sát chiến trường, thậm chí Tu La tộc cũng là như thế, từ điều này có thể nhìn ra bách sát đế lệnh quý giá ra sao. Vô tận chi hỏa cuồn cuộn che khuất bầu trời, đốt cháy hư không, dù có trận pháp ngăn cách, thì người trong Mặc Thạch Thành vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa xuất hiện khiến bầu trời tối đen được chiếu sáng, Phệ Thiên Ma kiến bị vô tận chi hỏa thiêu đốt phát ra từng đợt thanh âm lốp bốp. Kiến vương đang điên cuồng tấn công Tiêu Phàm cũng phải lui về phía sau mấy bước. Quanh thân phóng ra vầng sáng hắc kim sắc ngăn cản vô tận chi hỏa. Quả nhiên sợ lửa. Tiêu Phàm nở nụ cười. Trước đó hắn đoán rằng Phệ Thiên Ma kiến sợ lửa, không ngờ điều này lại là thật. Phệ Thiên Ma kiến là tuyệt thế hung vật, nhưng dù sao vẫn chỉ là một loại kiến mà thôi, kiến sợ lửa là bản tính. Vô tận chi hỏa vừa xuất hiện, tất cả Phệ Thiên Ma kiến dưới cổ thần cảnh đỉnh phong đều không thể tới gần Tiêu Phàm, từng sợi tơ nhanh chóng chui vào thân thể hắn. Lúc này, bạch thạch tỏa ra quang mang hừng hực, toàn thân trở nên tinh khiết hơn. Nếu dị ma nào cũng có loại mệnh ngoại chi khí, này thì lần tiến vào bách sát chiến trường này của ta không uổng công rồi. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ, bạch thạch hấp thu mệnh ngoại chi khí rồi thuế biến, đây là điều Tiêu Phàm chưa bao giờ ngờ tới. Trong thành, đoàn người nhìn thấy vô số Phệ Thiên Ma kiến bị lửa thiêu cháy, bọn họ thở ra một hơi, lửa của Tiêu Phàm có thể khắc chế bọn chúng. Phệ Thiên Ma kiến có danh xưng thân thể kim cương bất phôi, vậy mà lại sợ lửa ư? Hơn nữa tiểu tử Tiêu Phàm này còn nắm giữ một cổ hỏa rất giống thần hỏa. Bạch Ma lộ vẻ cổ quái. Sao ta lại cảm nhận được mệnh ngoại chi khí nồng đậm? Chẳng lẽ là, Bạch Ma ngắm nhìn hư không, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng trách Phệ Thiên Ma kiến giết mãi không chết, lần này tiểu tử kia lại được lợi rồi. Bạch Ma nói không sai, lần này Tiêu Phàm đã được lợi lớn, mệnh ngoại chi khí chính là thuốc bổ tốt nhất cho Bạch Thạch. Nhưng Tiêu Phàm không dành chú ý đến Bạch Thạch, hắn nhìn chăm chú kiến vương phía đối diện, vô tận chi hỏa không làm gì được nó. Kiến vương hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Nhè răng trợn mắt, hàm răng sắc bén lóe lên hàn quang khiếp người, tựa như hận không thể lập tức nghiền nát Tiêu Phàm. Tiếp đi. Tiêu Phàm cầm kiếm lạnh lùng nhìn kiến vương, tựa như hắn mới là vương giả trong bóng tối. Xì xì, kiến vương kêu to, nó đứng thẳng lên, bốn cái chân chém xuống, từng đạo phong nhận sắc bén xé rách hư không lao về phía Tiêu Phàm. So tốc độ với ta sao? Tiêu Phàm tỏ vẻ khinh thường, dưới chân hắn đột nhiên lóe lên lưu quang, cửu tiêu đạp thiên hoa xuất hiện, tốc độ của hắn trực tiếp tăng gấp 2 lần.
Tiêu Phàm xuất thủ càng lúc càng nhanh, tuy hắn chỉ có một thanh kiếm, nhưng hư không kiếm khí lạ không ít hơn đao khí chút nào, thậm chí còn nhiều hơn. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm kịch liệt tiếp tục vang lên, có vô tận chi hỏa cản tầm nhìn của đám người vây xem, Tiêu Phàm bắt đầu ra tay không chút kiêng kỵ. Quanh thân hắn xuất hiện một vòng xoáy hắc sắc, lực lượng xé rách đáng sợ xuất hiện, nó như từng chiêu kiếm sắc bén vô tận chém lên thân Kiến Vương, ken két mấy tiếng giòn vang truyền đến, vỏ ngoài cứng rắn của Kiến Vương xuất hiện vết nứt. Hắn thắng ư? Người trong Mặc Thạch Thành nghe được thanh âm này đều nghĩ ra điều gì đó, rất nhiều người lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ cần giết được Kiến Vương thì bọn họ sẽ được cứu vớt, đám người cảm thấy an tâm. Nhưng Tiêu Phàm lại không cao hứng nổi, bởi vì lớp vỏ bị phá vỡ của Kiến Vương hồi phục như cũ trong nháy mắt. Nếu luận về năng lực khôi phục, có vẻ Kiến Vương không thua hắn chút nào. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, thu hồi thần thông ngự, dùng một chiêu kiếm đẩy lui Kiến Vương, thần sắc trở nên ngưng trọng. Có vẻ Kiến Vương này không dễ giết, chẳng lẽ ta phải sử dụng chiêu thức kia sao? Tiêu Phàm híp mắt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thực lực và năng lực khôi phục của Kiến Vương khiến Tiêu Phàm phải thận trọng đối đãi, trừ việc có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, thực lực của nó còn mạnh hơn Lôi Viên Vương và Tử Huyết Bức Vương, Thanh Long Vương đã chết không biết bao nhiêu lần. Cho dù nó không sử dụng lực lượng pháp tắc, thực lực cũng là thần vương cảnh chân thật. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm giao phong chính diện cùng cường giả thần vương. Tư hàm răng sắc bén của Kiến Vương rung động, hiển nhiên nó đã tức giận, đường đường là thần vương mà nó lại bị một tu sĩ cổ thần cảnh hậu kỳ làm bị thương. Sau một thoáng, sau lưng Kiến Vương đột nhiên hiện ra một đạo hắc ảnh cao mấy trượng, bộ dáng hắc ảnh giống Kiến Vương như đúc, chỉ là khí thế trên người nó cường đại gấp mấy lần. Đây là năng lực gì? Trong lòng Tiêu Phàm trầm xuống. Thực lực Kiến Vương vừa thể hiện ra chưa phải là mạnh nhất ư? Không chờ hắn bình tĩnh lại, Kiến Vương đã nhào tới, hắc ảnh cũng vung chân tấn công. Tiêu Phàm không dám giao phong chính diện, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ nhanh chóng lui lại, đồng thời chém ra vài kiếm, mỗi kiếm đều đủ để nghiền sát cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng những nhát kiếm này lại bị Kiến Vương đỡ được, hắc ảnh còn trực tiếp phá vỡ chiêu kiếm của Tiêu Phàm, uy lực của nó càng đáng sợ hơn. Sao trông nó như linh hồn thiên phú vậy? Tiêu Phàm nghi ngờ, dị ma cũng nắm giữ linh hồn thiên phú ư? Tiêu Phàm càng cảm thấy ngưng trọng, hắn đang do dự không biết nên triệu hồi thí thần hay không, với năng lực của thí thần thì hẳn là không khó để đối phó với hắc ảnh kia. Thế nhưng Tiêu Phàm tạm thời không muốn bại lộ thí thần, đây chính là thần thú xếp hạng 16 trên thần thú bảng, nếu bại lộ thì sẽ có thêm rất nhiều phiền phức. Hơn nữa hiện tại hắn chưa rơi vào đường cùng, không cần thiết phải bại lộ sự tồn tại của thí thần. Thậm chí, vì ẩn giấu thân phận, vừa rồi Tiêu Phàm còn cố ý thay đổi hình thái vô tận chi hỏa. Lúc thi triển thần thông ngự cũng cố ý không cho kẻ khác nhìn thấy. Nhưng hắn không ngờ thần thông ngự không làm gì được Kiến Vương. Tiêu Phàm cũng muốn thi triển thần thông chọc, nhưng Kiến Vương còn chẳng có mệnh số, chỉ có một sợi mệnh ngoại chi khí, thần thông chọc chắc chắn cũng không làm gì được nó. Thực chất Tiêu Phàm không muốn thử nghiệm không phải vì sợ không làm gì được Kiến Vương, mà là vì không muốn hủy mệnh ngoại chi khí trong đầu nó. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm bị Kiến Vương áp chế ở hạ phong, chỉ có thể phòng thủ, vết thương trên người nhanh chóng gia tăng. Tiêu Phàm không bình tĩnh nổi nữa, không biết là Kiến Vương không thể thi triển lực lượng pháp tắc hay là không muốn bại lộ toàn bộ lực lượng, mà đến giờ nó vẫn không thi triển ra. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn, nếu Kiến Vương thi triển lực lượng pháp tắc, uy lực mạnh hơn thì hắn chắc chắn sẽ bại trận. Tiêu Phàm âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau nếu gặp phải thần vương cảnh chân chính thì nhất định phải thật cẩn thận. Tư, Kiến Vương gào thét, hai chân hung hăng đâm vào Tu La kiếm, trực tiếp đánh bay Tiêu Phàm, giờ phút này Kiến Vương quá cường thế. Tốc độ lực lượng đều tăng gấp 2 lần. Oanh, Tiêu Phàm ngã xuống mặt đất, Phệ Thiên Ma kiếm bốn phía ầm ầm xông về phía hắn. Người này nguy rồi. Đoàn người nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Tiêu Phàm bại rồi ư? Kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ ư? Nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt, bọn họ chỉ hy vọng ban đêm nhanh chóng đi qua, để ban ngày tới sớm một chút, chỉ cần ban ngày đến, Phệ Thiên Ma kiếm sẽ tự động lui lại, bọn họ sẽ được an toàn. Đáng tiếc, hiện tại ban đêm mới kéo dài 6-7 canh giờ. Cách thời hạn 12 canh giờ còn không ít thời gian. Nếu Tiêu Phàm chết, Kiến Vương chắc chắn sẽ có đủ thời gian phá vỡ trận pháp, giết sạch người ở đây. Nghĩ vậy, một cơn khủng hoảng tràn ngập trong Mặc Thạch Thành, rất nhiều người chờ đợi tử vong đến. Công tử cẩn thận. Lôi Viên Vương kêu to, chuẩn bị xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Thực ra gã làm bộ mà thôi, gã không có lá gan thật sự xông ra cứu Tiêu Phàm. Vừa rồi Tiêu Phàm lộ ra thực lực không kém đa số cường giả nửa bước thần vương, nhưng hắn vẫn không phải đối thủ của Kiến Vương. Lôi Viên Vương gã lại càng không thể so sánh. Các ngươi đừng ra ngoài, hôm nay ta nhất định phải tự tay làm thịt nó. Một tiếng quát vang lên từ trong phế tích, Tiêu Phàm mang theo vô tận chi hỏa đạp không bay lên. Ngọn lửa đầy trời đốt sạch Phệ Thiên Ma kiếm xung quanh, thế như trẻ tre, trong chớp mắt hắn đã đi tới trước người Kiến Vương. Thật nhanh, đoàn người thấy tốc độ của Tiêu Phàm thì đều sợ hết hồn. Vạn Trượng Hồng Trần.
Tiêu Phàm hét lớn, ngay sau đó, một vòng đỏ nhàn nhạt lan tràn về bốn phương tám hướng, mấy chục dặm hoàn toàn bị hồng quang bao phủ. Người trong Mặc Thạch Thành thấy cảnh này thì đều lộ vẻ kinh hãi. Sao ta lại có cảm giác thời gian ngừng lại? Không đúng, không phải thời gian ngừng lại mà là thời gian chậm đi. Các ngươi nhìn kìa, đám vệ thiên ma kiến kia rõ ràng đã chậm hơn không ít. Đây là thần thông gì? Trên đời này có thần thông biến thái như thế ư? Chẳng lẽ là thần thông thời gian trong truyền thuyết? Nhưng thứ này khác với ghi chép trên cổ tịch, thần thông thời gian không có hồng quang. Đoàn người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ không hiểu tại sao tốc độ thời gian trong một vùng không gian lại trở nên chậm chạp. Quả thật có một vài người đã đoán đúng, Tiêu Phàm thi triển một loại thần thông tên là Vạn Trượng Hồng Trần, mà hắn đã lĩnh ngộ sau khi luyện hóa mấy mảnh pháp tắc hắc sắc lần trước. Thần thông này không có lực công kích cường đại, nhưng lại có lực lượng phụ trợ cực kỳ biến thái. Một là thay đổi tốc độ thời gian trôi trong không gian vạn trượng, trừ Tiêu Phàm, những người khác đi vào khu vực Vạn Trượng Hồng Trần đều có tốc độ thời gian dài gấp 2 lần. So ra, tốc độ thời gian bên ngoài nhanh gấp 2 lần, vậy nên nhìn như tốc độ người bên trong bị chậm lại. Hai là có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, dù là cường giả thần vương thì cũng đầu váng mắt hoa. Tiêu Phàm chưa từng sử dụng loại thần thông này, nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn phụ trợ rất hữu dụng, phối hợp với thần thông khác có lực sát thương rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm đặt tên cho loại thần thông này là Vạn Trượng Hồng Trần. Vừa vào Hồng Trần, mệnh không do mình. Thấy không gian chậm chạp kia, Tiêu Phàm lạnh lùng đưa tay chém một kiếm, kiếm khí túc sát xé rách hư không. Bành bành bành. Từng tiếng nổ vang vọng trong bóng tối, phệ thiên ma kiến bị hồng quang bao phủ đều nổ tung, mệnh ngoại chi khí bị Tiêu Phàm rút lấy. Tê đoàn người hít sâu một hơi, trong lòng có chút run rẩy. Một kiếm. Chỉ một kiếm mà chém giết được hàng trăm phệ thiên ma kiến. Đám vệ thiên ma kiến kia cơ bản đều là cổ thần cảnh, vậy mà bị một mình Tiêu Phàm chém giết. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy đây mới chỉ là bắt đầu, nếu hắn đã xuất thủ thì đương nhiên phải dùng thế lôi đình để diệt kiến vương. Phá! Tiêu Phàm hét lớn, cầm tu la kiếm tấn công đầu kiến vương, kiếm khí đáng sợ xông thẳng lên trời, thiên địa cũng không chịu được cỗ khí tức lăng lệ kia. Kiếm khí trùng thiên, xé nát hư không, trong chớp mắt đã tới gần kiến vương, uy thế kinh thiên. Kiến vương trúng thần thông Vạn Trượng Hồng Trần. Nó đang lâm vào huyễn cảnh, cảm nhận được cỗ khí tức lăng lệ kia, nó kinh hãi tỉnh lại. Dù đã tỉnh lại thì tốc độ của nó vẫn rất chậm, muốn phản kháng cũng khó. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng đầu kiến vương, tu la kiếm đâm sau vào đầu nó, điên cuồng hút lấy máu và mệnh ngoại chi khí của kiến vương. Quỷ dị là kiến vương vẫn chưa mất mạng, sáu chân nổi giận chém về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, hắn rút ra tu la kiếm, nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát công kích của kiến vương. Vẫn không chết ư? Đoàn người kinh ngạc, không phải là đánh nát đầu phệ thiên ma kiến thì có thể giết nó sao? Nhưng tại sao kiến vương vẫn chưa chết? Tiêu Phàm cũng không hiểu, trong lòng nghĩ tới một khả năng, có lẽ điểm chí mạng của kiến vương đã rời đến vị trí khác, không phải ở trên đầu. Không quan trọng, chỉ cần hút hết mệnh ngoại chi khí của nó thì nó cũng không sống được. Tiêu Phàm đạm mạc nói, nhân lúc Vạn Trượng Hồng Trần vẫn còn ảnh hưởng kiến vương, hắn lại tiếp tục xuất thủ, hút lấy mệnh ngoại chi khí trong thân thể nó. Tiêu Phàm phải thừa nhận rằng kiến vương này thực sự rất ương ngạnh. Mệnh ngoại chi khí trong thân thể nó nồng đậm hơn đám vệ thiên ma kiến cổ thần, cảnh không biết bao nhiêu lần. Tiêu Phàm đã đả thương nó tầm 10 lần, đồng thời điều động lực lượng bạch thạch mà vẫn không rút sạch được mệnh ngoại chi khí của nó. Tư kiến vương ngửa mặt lên trời giống to, không dám tiếp tục giao phong chính diện với Tiêu Phàm, nó nhanh chóng lui về phía sau, tu sĩ nhân tộc kia khiến nó có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Muốn chạy ư? Tiêu Phàm cười lạnh, nếu hắn đã xuất thủ thì sao có thể để kiến vương chạy trốn được? Ai biết dị ma có đồng loại hay không, nếu có. Lần sau gặp gỡ có khả năng không chỉ có mình kiến vương này mà sẽ là vô số con khác. Vạn Trượng Hồng Trần. Tiêu Phàm lại thi triển thần thông bao phủ kiến vương, tuy hắn đã thu hồi Cửu Tiêu Đạp Thiên Ngoa nhưng tốc độ vẫn vượt xa kiến vương. Tiêu Phàm đánh ra vô số chiêu kiếm, vết thương trên người kiến vương càng ngày càng nhiều. Dù Tiêu Phàm không biết nhược điểm chí mạng kiến vương ở đâu nhưng hắn tin rằng chỉ cần rút sạch mệnh ngoại chi khí của nó thì chắc chắn sẽ giết chết được nó. Quả nhiên, theo sự biến mất của mệnh ngoại chi khí, khí thế kiến vương càng ngày càng yếu, sức phòng ngự của lớp vỏ cứng cũng đang không ngừng giảm xuống. Tiêu Phàm đã thấy được hy vọng giết chết kiến vương, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ. Kiến vương tương đương với cường giả thần vương cảnh, mà lại bị hắn áp chế để đánh như vậy ư? Kẻ này rốt cuộc là ai? Sao lại yên lặng vô danh được? Tu vi cổ thần cảnh hậu kỳ nghiền sát cường giả thần vương cảnh, nhân tộc cùng thế hệ với hắn cũng không có mấy người làm được. Sau trận chiến này, uy danh người này chắc chắn sẽ vang vọng bách sát chiến trường, thậm chí lưu truyền khắp Tam Thiên Vực. Hình như chúng ta vẫn chưa biết tên hắn là gì. Đoàn người hoàn toàn bị thực lực của Tiêu Phàm chấn nhiếp, hắn quá biến thái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối không tin tưởng cổ thần
cảnh hậu kỳ có thể đối chiến với cường giả thần vương cảnh. Cực hạn của tiểu tử này rốt cuộc là ở đâu? Bạch Ma nhỏ giọng thì thầm, Tiêu Phàm mang đến cho y rất nhiều kinh hỉ. Với năng lực của sư đệ thì thừa sức giết chết kiến vương, dù là kiến đế thì có lẽ cũng sớm làm được thôi. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu mỉm cười, y đã chết lặng vì những kỳ tích do Tiêu Phàm tạo ra từ lâu rồi. Công tử thật mạnh. Lôi Viên Vương nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy may mắn thì bản thân mình chưa chạy trốn, không thì không chỉ mình gã bị trừng trị mà tộc nhân của gã cũng sẽ gặp xui xẻo. Hiện tại gã chỉ biết là Tử Huyết Bức Vương và Thanh Long Vương chết không oan chút nào. Ngoài thành, kiến vương ngửa mặt lên trời giống to, trong tiếng kêu tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, nó không ngờ bản thân mình lại có một ngày bị tu sĩ nhân tộc nghiền ép như thế này. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, Phệ Thiên Ma kiến bọn nó vẫn luôn là phe nghiền sát tu sĩ nhân tộc. Chiến trường này vốn là sân nhà của bọn nó, nhất là trong đêm tối. Nhưng bây giờ kết quả hoàn toàn ngược lại, mọi chuyện hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của kiến vương, mà điều đáng sợ nhất là tu sĩ nhân tộc kia có thể rút ra mệnh ngoại chi khí của nó. Diệt! Tiêu Phàm giống to, Tu La kiếm nở rộ huyết quang, kiếm khí huyết sắc vô cùng vô tận trực tiếp xé xác kiến vương, xương máu màu đen bắn khắp không trung. Nhưng chỉ trong nháy mắt, xương máu lại tụ lại, trong hư không vẫn còn hư ảnh kiến vương. Trùng trăm chân, chết cũng không hàng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, vất vả lắm mới giết được kiến vương, sao hắn có thể để nó phục hồi như cũ được. Một vòng xoáy kiếm khí đột nhiên xuất hiện điên cuồng nghiền nát xương máu, đồng thời còn có một vòng xoáy thuận thời châm nhanh chóng rút ra lực lượng trong đó. Thần thông ngự. Tiêu Phàm quát trong lòng, tốc độ thần thông ngự rút ra mệnh ngoại chi khí cực kỳ đáng sợ, chỉ trong mấy tức, Tiêu Phàm đã không còn cảm ứng được mệnh ngoại chi khí trong huyết vụ nữa. Đồng thời, bạch thạch trong thân thể hắn tỏa ra bạch quang chói lòa, bề mặt càng ngày càng trong suốt. Tiêu Phàm ngừng xuất thủ, lặng lặng nhìn xương máu màu đen, trong đó vẫn còn sinh cơ tồn tại. Sinh mệnh lực thật mạnh. Tiêu Phàm cảm thấy ngưng trọng, sinh mệnh lực của Phệ Thiên Ma kiến vượt quá sức tưởng tượng của hắn, trong những sinh linh hắn từng gặp chỉ có trường sinh thú có thể so sánh. Hắn vung tay lên, một vòng xoáy cắn nuốt sạch đoàn xương máu, trong hư không không còn lại gì. Cho dù là đã chết thì Tiêu Phàm vẫn không dám mặc kệ thân thể Phệ Thiên Ma kiến tồn tại, nhỡ đâu nó có biện pháp nào đó để hồi sinh thì sao? Chết rồi ư? Đoàn người thấy cảnh tượng này thì đều chấn động, thực lực của Tiêu Phàm đã hoàn toàn chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Xì xì, kiến vương bị giết, đám Phệ Thiên Ma kiến lập tức chạy loạn về bốn phía, như thủy triều tràn về hướng chân trời. Tiêu Phàm không truy sát, chỉ giết những Phệ Thiên Ma kiến cách tương đối gần, dù sao mệnh ngoại chi khí cũng là thứ đồ tốt. Nhìn thấy Phệ Thiên Ma kiến thối lui, Tiêu Phàm thở dài một hơi, trong lòng vẫn có chút bất an, vì sao Phệ Thiên Ma kiến xuất hiện ở đây? Thời khắc Tiêu Phàm giết chết kiến vương, trong bóng đêm vô tận, một tiếng gầm thét vang vọng bầu trời, nhân tộc khốn kiếp giết phân thân của ta, bản vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sau một hồi lâu, cỗ oán khí mới chậm rãi tán đi, một thanh âm âm trầm vang lên, Tu La tộc, các ngươi giỏi lắm, dám dụ dỗ phân thân của bản vương đi đối phó với một tòa thành của nhân tộc. Nếu Tiêu Phàm nghe được lời này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, kiến vương mà hắn giết chết chỉ là phân thân, vậy chẳng phải là bản thể kiến vương sẽ cường đại hơn nữa sao? Hơn nữa phân thân kiến vương này còn bị Tu La tộc dụ dỗ, chẳng lẽ người Tu La tộc muốn tiêu diệt tất cả mọi người ư? Từ giờ trở đi, bản vương sẽ diệt hết những tòa thành trì kia. Thanh âm khắc nghiệt quanh quẩn trong hư không, sát khí lạnh lẽo xông thẳng lên trời. Cuối bóng tối hiện ra vô số hắc ảnh che khuất bầu trời, cuối cùng trời cũng sáng. Tu sĩ mặc thạch thành thấy bóng đêm chậm rãi thối lui, tất cả xôi trào, đối với bọn họ mà nói, đêm qua đúng là một quãng thời gian dày vò. May mà Tiêu Phàm đã diệt sát kiến vương, khiến Phệ Thiên Ma kiến chạy trốn, nhờ vậy bọn họ mới có thể bình an. Đã qua mấy canh giờ từ lúc Tiêu Phàm giết chết kiến vương, đánh lui Phệ Thiên Ma kiến, chân trời đã sáng lên. Tiêu Phàm đang ngồi xếp bằng trên tường thành, nhắm mắt dưỡng thần, lúc này hắn chậm chậm mở hai mắt, ngắm nhìn phía dưới tường thành. Dưới ánh nắng, hài cốt Phệ Thiên Ma kiến chậm rãi tan rã, hóa thành hắc sắc vũ khí tiêu tán trong không khí. Trận pháp hộ thành cũng tự động lui về, mấy người Huyết Vô Tuyệt đi tới bên cạnh Tiêu Phàm. "Sư đệ, ta sẽ ở lại đây, các ngươi hãy lên đường chạy tới trung tâm Bách Sát chiến trường, qua một thời gian nữa, ta sẽ đuổi theo các ngươi." Huyết Vô Tuyệt mở miệng. "Có lẽ người Nguyệt gia và Cổ gia sẽ đến gây phiền phức. Ngươi chịu nổi không?" Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi Huyết Vô Tuyệt. "Không vấn đề gì." Huyết Vô Tuyệt suy nghĩ một chút rồi đáp. Tiêu Phàm ngạc nhiên với sự tự tin của Huyết Vô Tuyệt, thần sắc nghiêm túc nói, "Thật ra điều ta lo lắng nhất không phải Nguyệt gia hay Cổ gia mà là Phệ Thiên Ma kiến, ta có cảm giác vụ đột kích của Phệ Thiên Ma kiến không đơn giản." "Yên tâm đi, dù gặp thần vương cảnh thì ta cũng có thủ đoạn tự vệ." Huyết Vô Tuyệt cười nói, "Tu La điện sẽ tiến vào Bách Sát chiến trường, không thể vì những người khác mà kéo bước chân ngươi được. Ta ở đây tiếp ứng bọn họ là được rồi." Tiêu Phàm gật đầu, hắn ở lại đợi đám người Ảnh Phong đến cũng không sao, nhưng không biết sẽ phải chờ bao lâu.
Hơn nữa, trì hoãn càng lâu thì cơ duyên trong bách sát chiến trường sẽ càng ít, đây không phải điều Tiêu Phàm mong muốn. Lôi Viên. Tiêu Phàm đột nhiên gọi Lôi Viên Vương. Sư đệ, hãy tin tưởng ta, Lôi Viên Vương nên đi cùng ngươi, một mình ta chạy trốn thì sẽ nhanh hơn. Huyết Vô Tuyệt cắt đứt lời Tiêu Phàm muốn nói. Y biết Tiêu Phàm quan tâm đến mình, nhưng nếu phải chạy trốn thì một mình y sẽ an toàn hơn, dù gặp phải cường giả thần vương thì cũng như vậy. Lôi Viên Vương nghe Huyết Vô Tuyệt nói vậy thì trong lòng có chút khó chịu, dù sao gã cũng sắp đến thần vương cảnh, vậy mà Huyết Vô Tuyệt lại chẳng coi trọng gã, trong lòng gã không thoải mái chút nào. Được. Tiêu Phàm lựa chọn tin tưởng Huyết Vô Tuyệt, hắn nhảy lên lưng Bạch Ma, chỉ một hướng nói, Tiểu Bạch, Tiểu Lôi, chúng ta đi. Bạch Ma gầm nhẹ một tiếng phát tiết khó chịu trong lòng, sau đó lao nhanh về hướng chân trời. Đêm tối đã qua, ban ngày đã đến, nhưng ban ngày của bách sát chiến trường vẫn vô cùng u ám, nhưng giờ phút này nơi đây là thiên hạ của nhân tộc, dị ma bình thường đều giấu mình trong bóng tối âm trầm. Nhìn phương hướng Tiêu Phàm rời đi, Huyết Vô Tuyệt hít sâu một hơi, thần sắc kiên định nói, sư đệ, ngươi yên tâm đi, Tu La Điện chắc chắn sẽ trở thành thế lực lớn có thể trợ giúp ngươi. Tiêu Phàm không biết gì cả, dưới sự dẫn dắt của Bạch Ma, bọn họ nhanh chóng đi xa mấy ngàn dặm, đến một đỉnh núi mới dừng lại. Bách sát chiến trường rộng lớn hơn bọn họ tưởng tượng, dựa theo ghi chép trên địa đồ, địa vực trung ương của bách sát chiến trường tương đương với trăm vực của nhân tộc. Cho dù là cường giả cổ thần, cảnh muốn chạy hết bách sát chiến trường thì cũng phải mất thời gian mấy chục năm. Một khi vượt qua khu vực của bọn họ, tiến vào địa vực khác, có lẽ bọn họ sẽ phải đối mặt với thiên tài tộc khác. Vị trí hiện tại của bọn họ chỉ là một nơi hẻo lánh ở Đông Phương mà thôi. Công tử, sao lại ngừng? Lôi Viên Vương nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý tới Lôi Viên Vương, khóe miệng hắn nhếch lên, quay đầu nói, các vị, theo dõi lâu như vậy, nên đi ra đi. Cái gì? Lôi Viên Vương nghe vậy, sắc mặt thay đổi, con người lạnh lẽo liếc nhìn tứ phương, gã không hề phát hiện mình bị người ta theo dõi. Gã là thần vương cảnh mà còn không phát hiện, vậy Tiêu Phàm phát hiện bằng cách nào? Đúng là một đám thích tự tìm đường chết. Bạch Ma hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một vệt sáng bỗng rơi xuống giữa rừng núi phía sau. Oanh! Cổ lâm nổ vang, bụi bặm đầy trời, mấy thân ảnh vọt ra từ trong cổ lâm, máu me khắp người, nhìn qua vô cùng chật vật. Các hạ có ý gì, vì sao lại tấn công chúng ta? Một người sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi đám người Tiêu Phàm. Chẳng lẽ chúng ta mới là người không đúng à? Tiêu Phàm buồn cười nhìn những người kia. Đừng nói là các ngươi chỉ trùng hợp xuất hiện ở đây đấy nhé. Chúng ta vốn luôn ở đây, không theo dõi các ngươi. Có hai người đồng thời đáp lại, bốn năm người khác cũng gật đầu hùa theo. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Theo dõi từ Mặc Thạch Thành đến tận đây, vậy mà vẫn không biết xấu hổ nói rằng không theo dõi chúng ta ư. Bạch Ma khịt mũi coi thường. Tiểu Lôi, giết bọn họ. Tiêu Phàm lười nói nhảm với những người này, từ lúc rời Mặc Thạch Thành, hắn đã phát hiện ra những người này có ý đồ với hắn thì đương nhiên hắn cũng sẽ không khách khí. Vâng, công tử. Bị Tiêu Phàm gọi là Tiểu Lôi khiến Lôi Viên Vương có chút khó chịu, nhưng gã không làm trái lệnh Tiêu Phàm. Lời còn chưa dứt, Lôi Viên Vương đã hóa thành một đạo chớp lóe lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. A! Một tiếng hét thảm vang lên, có hai người trực tiếp bị Lôi Viên Vương dùng một quyền đánh nát, máu tươi văng ra. Chúng ta là người Nguyệt gia, các ngươi dám giết chúng ta thì Tam công tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một người gầm thét dọa dẫm, nhưng vừa dứt lời thì gã ta đã lập tức hối hận. Tiêu Phàm dám giết cả nanh vuốt của Nguyệt Thiên Hạo, thì đám chó săn bọn họ tính là gì? Nếu như cái danh Nguyệt gia có thể uy hiếp Tiêu Phàm, thì người Nguyệt gia và cổ gia đã chẳng phải chết. Ầm ầm, lại thêm mấy tiếng nổ vang lên, toàn bộ người Nguyệt gia đã tử vong, bọn họ căn bản không đủ sức phản kháng Lôi Viên Vương, chỉ có thể bị đổ sát. Người cuối cùng bị Lôi Viên Vương tấn công giận dữ hét, Tam công tử đang ở Đế Huyết Thành chờ ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm. Đế Huyết Thành sao? Đúng lúc ta cũng đang muốn đến đó. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Hắn căn bản không đặt Nguyệt Thiên Hạo trong lòng, Nguyệt gia vốn là địch nhân của hắn, hắn không giết Nguyệt Thiên Hạo thì Nguyệt Thiên Hạo cũng sẽ giết hắn. Công tử, giờ chúng ta đi đâu? Sau khi diệt đám người Nguyệt gia, Lôi Viên Vương trở lại bên người Tiêu Phàm. Đế Huyết Thành. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp. Mấy người tiếp tục xâm nhập bách sát chiến trường, đi về hướng Đế Huyết Thành. Sau khi đám người Tiêu Phàm rời đi, có mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên đi ra từ một hướng khác. Nếu Tiêu Phàm thấy người cầm đầu thì chắc chắn sẽ nhận ra kẻ đó là Thần Vô Tâm bị hắn chặt đứt tay. Thần tử, gia hỏa kia vẫn chưa chết, chẳng lẽ nhiều phệ thiên ma kiến như vậy mà vẫn không giết được hắn ư? Một người ngữ khí ngưng trọng nói. Thời khắc nhìn thấy Tiêu Phàm, mí mắt tất cả mọi người đều hơi run lên. Tiêu Phàm sống sót nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không thể khinh thường người này. Thần Vô Tâm trịnh trọng gật đầu. Thần tử, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết hắn. Phương hướng hắn đang đi tới hẳn là Đế Huyết Thành. Hắn đã giết người Nguyệt gia, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn tính sổ với hắn. Một tu sĩ Tu La tộc khác nói. Dù hắn là ai thì cũng đều phải chết.
Thần Vô Tâm lạnh giọng lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương, đám Vệ Thiên Ma kiến kia chỉ là đồ vô dụng, chúng ta nhận quân công bài xong rồi sẽ đi giết một lần. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Đế Huyết Thành, trên đường gặp được không ít tu sĩ, đa số mọi người đều bay về một hướng, hiển nhiên đều đang tới Đế Huyết Thành. Nhiều người chạy tới Đế Huyết Thành như vậy làm gì, không phải đêm tối vừa mới đi qua sao? Bạch Ma nghi hoặc nhìn những bóng người kia. Đương nhiên là tới Đế Huyết Thành báo danh, nhận quân công bài. Tiêu Phàm thản nhiên đáp. Quân công bài gì? Bạch Ma nghi ngờ hỏi, đêm qua, sau khi Tiêu Phàm đuổi Phệ Thiên Ma kiến đi, hắn liền tiến vào trạng thái nhập định, căn bản không tìm hiểu về quy tắc trong Bách Sát chiến trường. Ta biết cái này. Lôi Viên Vương chen lời, đêm qua gã đã tìm hiểu được rất nhiều tin tức từ tu sĩ nhân loại. Nhân tộc tiến vào nơi đây săn giết dị ma đổi lấy quân công, muốn ghi chép quân công thì nhất định phải có quân công bài. Phải đến 81 tòa quân công thành ngoại vi Bách Sát chiến trường, thì mới được nhận quân công bài. Không có quân công bài, điểm quân công giết đám Vệ Thiên Ma kiến đều sẽ lãng phí, những quân công đó có thể đổi lấy không ít thứ. Ý ngươi là giết chết dị ma thì có thể đổi lấy giá trị quân công. Bạch Ma lộ vẻ cổ quái, nhân tộc biết chơi thật đấy, vừa có thể diệt sát dị ma, vừa được tu sĩ sơ giai ủng hộ. Không chỉ đơn giản như thế, ta nghe nói nếu quân công thuộc top 10 trong 64 khu vực của Bách Sát chiến trường, thì có thể lấy được một đại cơ duyên. Lôi Viên Vương lại nói, cơ duyên gì? Bạch Ma kinh ngạc hỏi lại. Cơ duyên có thể đột phá thần vương, cũng có thể là cái khác chân quý hơn. Không đợi Lôi Viên Vương mở miệng, Tiêu Phàm đã đáp. Tiểu tử, vậy chẳng phải là Tu La Điện ngươi phát đạt rồi sao, các ngươi độc chiếm cả một khu vực đấy. Bạch Ma kinh ngạc nói với Tiêu Phàm. Cần lấy được cơ duyên đã rồi nói, nếu không tất cả đều là uổng công. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu thật sự có cơ duyên này thì đương nhiên Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua, dù sao đó chính là cách có thể tăng cường tốc độ phát triển của Tu La Điện. Nếu Tu La Điện có thể sinh ra 10 vị thần vương thì cần gì phải sợ Thiên Vũ vực nữa. Người nói không sai, nhưng nếu có cơ duyên này, ta hy vọng ngươi hãy liều mạng tranh đoạt, sau này sẽ có ích cho ngươi. Bạch Ma gật đầu. Có ích gì? Tiêu Phàm hỏi lại, trong mắt là sự kinh ngạc. Bạch Ma bắt đầu quan tâm đến mình từ lúc nào vậy? Liên quan đến Bách Sát Đế lệnh. Bạch Ma không giải thích nhiều, chỉ nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, Bạch Ma không nói là vì tốt cho hắn, không cho hắn mơ tưởng xa vời, nhưng hắn biết Bách Sát Đế lệnh không đơn giản chỉ là công cụ để bước vào Bách Sát chiến trường, chắc chắn vẫn còn tác dụng khác. Bạch Ma từng nói nếu muốn lợi dụng triệt để Bách Sát Đế lệnh, thì nhất định phải đột phá thần vương cảnh, không thì không có tư cách sử dụng nó. Tiêu Phàm không cưỡng cầu, hắn thu liễm tâm thần, chìm vào vô trần bí điển lĩnh ngộ. Hắn muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong thì phải có mảnh pháp tắc, không thì không có khả năng. Hiện tại, muốn tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn thì chỉ có thể lợi dụng vô trần bí điển. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh trong lúc tu luyện. Mấy ngày chớp mắt đã qua, Bạch Ma dừng lại, nói, đã đến Đế Huyết Thành. Tiêu Phàm mở mắt, nhìn đích đến ở nơi xa, một ngọn núi nguy nga tọa lạc ở phía chân trời, da đầu hắn tê dại, đây đâu phải là thành trì, rõ ràng là một tòa ma sơn mới đúng. Ma sơn cao ngất trong mây, không biết cao mấy ngàn trượng, dốc đứng thẳng tắp, mọi thứ mơ hồ, không cảm thụ được sinh cơ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên vách đá có từng đoàn hắc vụ quấn quanh. Quanh ma sơn có mấy dãy núi, muốn lên ma sơn có thể dùng núi non bốn phía để đi lên. Quanh đó vân vụ lượn lở, dốc đá đứt gãy, lộ ra khí thế bằng bạc, trông như một cấm địa. Tiêu Phàm từng gặp vô số thành trì nhưng chưa bao giờ gặp cổ thành giống như vậy, hắn liếc mắt một cái cũng có cảm giác áp bách. Đế Huyết Thành này bị người ta dùng kiếm gọt ra ư? Lôi Viên Vương cảm khái, gã chưa từng gặp cổ thành nào thế này. Có lẽ nơi đây từng xảy ra đại chiến, núi sụp đất nứt, sau này có người xây thành trì bên trên để có thể quan sát thiên địa. Bạch Ma nói ra phỏng đoán trong lòng mình. Đi thôi, vào thành trước rồi lại nói. Tiêu Phàm không có cảm xúc gì nhiều, sau khi đột phá cổ thần cảnh, tâm cảnh hắn đã có chút thay đổi. Dứt lời, hắn bay lên, dùng tốc độ cực nhanh lướt về phía Đế Huyết Thành, trong thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, hắn đã xuất hiện ngoài thành. Vào thành, một vạn thần thạch trung phẩm. Ở cửa thành có hai tướng sĩ khoác chiến giáp ngăn cản đám người Tiêu Phàm, lạnh nhạt nói một câu. Tiêu Phàm nhíu mày, Đế Huyết Thành cũng bị người chiếm đoạt ư? Một vạn thần thạch trung phẩm cho một ngày hay vĩnh viễn? Lôi Viên Vương trầm giọng hỏi, gã không muốn nộp lên 3 vạn thần thạch trung phẩm. Một vạn thần thạch trung phẩm mà ngươi đòi vĩnh viễn ở trong Đế Huyết Thành ư? Một tướng sĩ khịt mũi coi thường. Không có thần thạch thì xéo đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Lôi Viên Vương không nhìn được, đang định nổi giận thì lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Tiểu Lôi, xem ra chúng ta thu 1 vạn thần thạch trung phẩm là quá rẻ rồi. Ách, Lôi Viên Vương không hiểu, đồ nhà quê từ đâu tới đây, không có thần thạch thì đừng chặn đường, chó ngoan còn không chặn đường đây này. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lùng từ sau lưng truyền đến, mấy đôi nam nữ trẻ tuổi khinh thường nhìn mấy người Tiêu Phàm. Kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc chiến bào kim sắc, khí tức vô cùng bất phàm, đã là cổ thần cảnh đỉnh phong,
ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn ta tràn đầy kính sợ, có vẻ không phải người đơn giản. Để bọn họ vào trước. Tiêu Phàm dùng mắt ra hiệu với Lôi Viên Vương, sau đó đứng sang một bên. Đám nhà quê không bỏ ra nổi mấy vạn thần thạch trung phẩm mà, cũng muốn tiến vào Đế Huyết Thành ư? Thanh niên cầm đầu đi ngang qua thì đột nhiên ngừng lại, khinh thường nói với ba người Tiêu Phàm. Bái kiến Kinh Vân công tử. Hai tướng sĩ thấy thanh niên mặc chiến bào kim sắc đi tới thì vội vàng khom người, trong mắt tràn đầy kính sợ. Giám sát bọn họ, nếu bọn họ không nộp lên 10 vạn thần thạch trung phẩm cho mỗi người, thì đừng để bọn họ vào thành, nếu không bản công tử sẽ hỏi tội các ngươi. Thanh niên mặc chiến bào kim sắc lạnh nhạt mở miệng, Kinh Vân công tử yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không để bọn họ vào thành. Hai tướng sĩ vội vàng đáp, ánh mắt liếc nhìn đám người Tiêu Phàm tràn đầy thương hại, dường như bọn họ muốn nói rằng, vừa rồi các ngươi chỉ cần trả 1 vạn thần thạch trung phẩm cho một người là có thể tiến vào, nhưng bây giờ phải tốn gấp 10 lần mới được. Ta đã đắc tội gì các hạ ư? Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Thanh niên kia quá khoa trương, chẳng phải chỉ là vào một tòa thành thôi sao, có nhất thiết phải làm khó hắn như vậy không? Vừa dứt lời, hai tướng sĩ và đám người xung quanh lập tức nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt thương hại. Ngươi không đắc tội với ta, nhưng ta khó chịu khi thấy người Huyền Nguyệt cổ vực, ngươi có ý kiến gì không? Thanh niên mặc chiến bào kim sắc ngừng lại, cười lạnh nói với Tiêu Phàm, dường như chỉ cần Tiêu Phàm dám nói thêm một chữ, thì hắn ta sẽ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Huyền Nguyệt cổ vực. Tiêu Phàm không hiểu, hắn chỉ vừa mới đến Đế Huyết Thành, tại sao thanh niên này lại nhìn ra hắn thuộc địa vực cấp dưới của Huyền Nguyệt cổ vực, chẳng lẽ người Huyền Nguyệt cổ vực có gì đặc biệt, hay do ăn mặc phục sức khác nhau? Đám người của thanh niên kia khinh miệt nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó nghênh ngang đi vào trong thành. Chờ đã. Tiêu Phàm tiến lên một bước, cản trước mặt thanh niên kia. Hai tướng sĩ gác cổng hít sâu một hơi, tiểu tử này muốn chết hay sao mà dám cản đường Kinh Vân công tử. Đám tu sĩ xung quanh thấy vậy thì không nhịn được vây tới, rất nhiều người nhận ra thân phận Kinh Vân công tử, bọn họ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Người này quá to gan, dám cản đường Tử Dương Kinh Vân. Tử Dương Kinh Vân là nhân vật mạnh mẽ xếp hạng 47, trên bảng quân công vạn la đế vực. Đúng là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, gặp ai cũng dám cản, không biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn phục sức mấy người này thì hình như là thuộc thế lực cấp dưới của Huyền Nguyệt cổ vực, chẳng lẽ bọn họ không biết Nguyệt Thiên Hạo của Huyền Nguyệt cổ vực là đối thủ một mất một còn với Tử Dương Kinh Vân của Tử Dương cổ vực sao? Đoàn người xì xào bàn tán, trong giọng nói tràn đầy kiêng dè với Tử Dương Kinh Vân. Tiêu Phàm nghe được hết, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, Tử Dương Kinh Vân này đúng là dựa vào phục sức để nhận ra hắn là người Huyền Nguyệt cổ vực. Cẩn thận quan sát, Tiêu Phàm phát hiện phục sức của Huyền Nguyệt cổ vực đúng là hơi khác so với Tử Dương cổ vực. Tiêu Phàm còn hiếu kỳ một chuyện, mới mấy tháng trôi qua, không ngờ đã có bảng quân công, hơn nữa Tử Vân Kinh Vân kia còn xếp hạng 47. Tiêu Phàm biết về bảng quân công, mỗi người tiến vào Bách Sát chiến trường đều có thể nhận một khối quân công bài, mỗi lần giết chết một đầu dị ma thì quân công bài sẽ tự động ghi chép giá trị quân công. Sau đó tất cả tu sĩ đế vực cấp dưới của Vạn La đế vực sẽ xếp thứ hạng dựa theo giá trị quân công thành một bảng danh sách tên là bảng quân công. Ban đầu bảng quân công dùng để khen ngợi công lao của tu sĩ diệt sát dị ma, để người khác chiêm ngưỡng. Sau này, ý nghĩa của bảng quân công dần thay đổi, trừ việc vinh danh người trên bảng ra thì còn là một cách triển lộ thực lực. Người xếp hạng càng cao trên bảng quân công thì chứng tỏ càng giết được nhiều dị ma, xét theo phương diện nào đó thì cũng đại biểu thực lực càng mạnh. Trong Vạn La đế vực có hơn 100 địa vực, Tử Dương Kinh Vân này có thể xếp hạng 47 trên bảng quân công, đủ để chứng minh thực lực hắn ta không tệ. Chẳng trách hắn ta phách lối như thế, tên Tử Dương Kinh Vân này quả thật có vốn liếng để phách lối. Tử Dương Kinh Vân thấy Tiêu Phàm dám cản đường mình, thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng. Ta chỉ nói 3 câu, thứ nhất, quỳ trước mặt ta. Thứ hai, dập đầu nhận sai. Thứ ba, lăn ra khỏi tầm mắt của bản công tử. Dứt lời, Tử Dương Kinh Vân phóng ra khí tức cường hoành về hướng Tiêu Phàm. Đoàn người nín thở, bọn họ biết ba kẻ kia sắp gặp xui xẻo rồi. Kẻ này dám đắc tội Tử Dương Kinh Vân đúng là chán sống rồi, hắn chết cũng không sao, nhưng vấn đề là còn liên lụy đến một người một thú kia. Đoàn người kinh hãi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm thì vẫn bình tĩnh, nhưng Bạch Ma và Lôi Viên Vương đều vô cùng phẫn nộ. Nhóc con còn chưa đủ lông đủ cánh mà dám ra ngoài phách lối, có tin bản đế sẽ diệt ngươi hay không? Bạch Ma hầm hầm giận dữ. Dám nhục nhã công tử, ngươi muốn chết sao? Lôi Viên Vương hừ lạnh một tiếng, bước lên cản trước người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn Bạch Ma, Lôi Viên Vương bảo vệ cho hắn nằm trong dự liệu, nhưng không ngờ Bạch Ma cũng sẽ bảo vệ hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cũng bình thường trở lại. Hắn xem Bạch Ma như tọa kỵ, Bạch Ma vốn thấp hơn hắn một bậc, vậy mà Tử Dương Kinh Vân lại muốn hắn quỳ xuống nhận sai. Nếu Tiêu Phàm thật sự quỳ xuống, thì chẳng phải là Bạch Ma cũng thấp hơn Tử Dương Kinh Vân một bậc ư? Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, tên Bạch Ma này quá coi trọng mặt mũi, nhưng dù sao y cũng từng là đại đế, y có thể mặc cho kẻ khác lăng nhục được ư?
tiểu tử này còn cười được kìa, chắc hắn điên rồi. Thấy Tiêu Phàm nở nụ cười, đoàn người vô cùng kinh ngạc. Tử Dương Kinh Vân cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hắn ta cảm thấy nụ cười này của Tiêu Phàm là đang khinh thường mình. Tiểu tử chán sống kia, công tử cho ngươi cơ hội mà ngươi không trân quý, lại còn dám châm chọc khiêu khích. Một nam tử trung niên mặc hắc bào bên cạnh Tử Dương Kinh Vân gầm thét, đánh một trưởng về hướng Tiêu Phàm. Trưởng phong bá đạo khiến hư không run rẩy, uy thế khủng bố bao phủ cửa thành khiến đoàn người phải lui lại. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đoàn người nhìn Tiêu Phàm như nhìn người chết, cả địa vị và thực lực của Tử Dương Kinh Vân đều đủ để nghiền sát một tiểu tử vô danh. Khi nam tử trung niên sắp đánh trúng người Tiêu Phàm, không ít người không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng đa số là cười trên nỗi đau của người khác. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người trợn tròn mắt đã xảy ra. Cút! Một tiếng gầm thét truyền ra, con sư tử trắng dài cao chừng một trượng hung hăng vung vuốt. Bành! Trưởng phong của nam tử trung niên nổ nát vụn, lồng ngực lão bị móng vuốt đánh trúng, không biết đã gãy mất bao nhiêu xương cốt, lão bay ngược đập lên tường thành, không biết còn sống hay đã chết. Cái gì? Đoàn người trợn mắt há hốc mồm, không ai ngờ người của Tử Dương Kinh Vân lại bị con sư tử kia dùng một kích đánh bay. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm đã thay đổi, sủng vật đã cường đại như thế thì bản thân hắn sẽ kinh khủng đến mức nào. Tử Dương Kinh Vân cũng bị một màn này làm cho kinh động, thực lực của con sư tử kia nằm ngoài sự đoán của hắn ta. Hắn ta không tức giận chút nào, lại còn cười lớn nói, sủng vật mạnh đấy, bản công tử muốn nó. Muốn cái tít. Bạch Ma phẫn nộ đến cực điểm, y gầm thét như nổi điên. Tiêu Phàm bất lực nhìn Tử Dương Kinh Vân, hắn còn chẳng dám coi Bạch Ma là sủng vật. Đây chính là tôn nghiêm và danh giới cuối cùng của kẻ từng là đại đế như Bạch Ma, vậy mà tiểu tử này lại trắng trợn muốn cướp Bạch Ma làm sủng vật, Bạch Ma không giận mới là lạ. Ngươi chán sống rồi. Thấy Bạch Ma đánh tới, Tử Dương Kinh Vân không sợ, hắn ta quát khẽ một tiếng, dùng một trưởng tấn công Bạch Ma. Trong nháy mắt, trưởng và vuốt kịch liệt đụng vào nhau, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tử Dương Kinh Vân lui về phía sau tầm 10 bước mới đứng vững thân hình. Còn Bạch Ma thì vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Con người lạnh lẽo nhìn Tử Dương Kinh Vân, hận không thể xé xác hắn ta. Khi Bạch Ma định tiếp tục xông lên, Tiêu Phàm ngăn y lại. Tiểu tử, ngươi đừng cản ta, bản đế muốn tiêu diệt hắn. Bạch Ma phát cuồng, thậm chí không thèm để Tiêu Phàm vào mắt. Đoàn người trợn tròn mắt, chuyện gì vậy? Thanh niên hắc bào kia và con sư tử này không phải quan hệ chủ tớ hay sao? Để ta. Tiêu Phàm vỗ đầu Bạch Ma, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tử Dương Kinh Vân. Ta cũng chỉ nói ba câu thôi. Thứ nhất, quỳ xuống trước mặt ta. Thứ hai, dập đầu nhận sai. Thứ ba, về sau đừng xuất hiện trong tầm mắt ta. Tiêu Phàm trả lại y nguyên những gì Tử Dương Kinh Vân đã nói, lời nói lạnh lùng vang vọng trong hư không, sát khí băng lãnh tập trung vào Tử Dương Kinh Vân. Đoàn người nghe vậy thì trợn tròn mắt, không dám tin một tiểu tử vô danh dám nói vậy với Tử Dương Kinh Vân. Bộ dáng tiểu tử vô danh kia như thể muốn nói rằng nếu Tử Dương Kinh Vân không đáp ứng, thì hắn sẽ động thủ. Cường thế, bá đạo, những từ này vốn thích hợp để hình dung Tử Dương Kinh Vân. Nhưng bây giờ nó dùng để hình dung Tiêu Phàm thì hợp lý hơn. Tiêu Phàm cảm thấy việc tiến vào Đế Huyết Thành chẳng quá to tát, nhưng tên Tử Dương Kinh Vân này lại gây phiền phức cho hắn, thế thì sao Tiêu Phàm chịu đựng được? Nhiều năm qua, chỉ có Tiêu Phàm hắn cường thế bá đạo trước mặt người khác, nếu bây giờ gặp phải một tên không có mắt thì Tiêu Phàm đương nhiên sẽ phải giáo huấn một phen. Ngươi muốn bản công tử quỳ xuống, dập đầu nhận sai ư? Tử Dương Kinh Vân sững sờ, sau đó hắn ta bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường như nghe được một chuyện rất buồn cười. Ha ha, tiểu tử này cuồng vọng thật, không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí mà bảo công tử quỳ xuống nhận sai. Trước đó tâm tình công tử tốt nên không giết ngươi, hiện tại ngươi dám vũ nhục công tử như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không sống nổi đến ngày mai. Thậm chí những kẻ liên quan đến ngươi đều phải chết. Người của Tử Dương Kinh Vân ngửa mặt lên trời cười lớn, âm hiểm nhìn Tiêu Phàm, chỉ cần Tử Dương Kinh Vân ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ lập tức xông lên không chút do dự. Đoàn người bình tĩnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, thương hại nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này tới tấu hay sao? Tiểu tử, để ta diệt bọn họ. Bạch Ma tức giận nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng như đang nói ngươi kém quá, để ta. Tiêu Phàm lơ đễnh nhún vai, kẻ khác cho rằng hắn đang nói đùa, nhưng hắn biết mình không đùa. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn về phía tu sĩ vây xem bên cạnh, cười tủm tỉm nói, các vị, ta muốn hỏi một vấn đề, có thể giết người ở đây không? Có thể giết người ở đây không ư? Đoàn người hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này không nói đùa ư? Hắn dám giết người thật sao? Tiếng cười của đám người kẹt lại, phe Tử Dương Kinh Vân cũng ngưng cười, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Bọn họ không dám đáp vấn đề của ngươi, để ta trả lời cho. Tử Dương Kinh Vân nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, có thể giết người bên ngoài Đế Huyết Thành. Vậy thì tốt. Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu, lại hỏi, vậy trong Đế Huyết Thành thì sao? Yên tâm, ngươi không vào được Đế Huyết Thành đâu. Tử Dương Kinh Vân khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Hơn nữa,
ta giết ngươi xong, ngươi cũng chỉ có thể chôn xương ngoài Đế Huyết Thành mà thôi. Vậy thì ta yên tâm rồi, chỉ sợ rằng lát nữa ngươi sẽ trốn vào Đế Huyết Thành. Tiêu Phàm gật đầu, thản nhiên lên tiếng như đang nói một chuyện không quan trọng. Đoàn người càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện không thích hợp, tiểu tử này quá bình tĩnh, biết rõ đối phương là Tử Dương Kinh Vân mà chẳng sợ chút nào, còn nổi lên sát ý, có lẽ hắn thật sự dám giết Tử Dương Kinh Vân. Nhưng muốn giết và có thể giết được hay không là hai chuyện khác nhau, thực lực Tử Dương Kinh Vân không kém, dù không phải đối thủ của sủng vật nhưng nếu hắn ta muốn rời đi, thì cũng không có bao nhiêu người dưới thần vương cảnh có thể ngăn được hắn ta. Trốn ư? Ngươi nghĩ rằng mình có sủng vật cường đại thì có thể giết ta sao? Nực cười. Tử Dương Kinh Vân mông cuồng cười nói, thần sắc lạnh lẽo, sát ý lạnh băng bùng nổ. Hai người các ngươi đóng cửa lại cho ta, đừng để hắn trốn vào Đế Huyết Thành. Nếu giết hắn trong Đế Huyết Thành thì bản công tử sẽ bị trừ 100 điểm quân công. Tử Dương Kinh Vân nói với hai tướng sĩ kia, sát khí bừng bừng nổi lên. Giết người trong nội thành chỉ bị trừ 100 điểm quân công thôi ư? Tiêu Phàm cảm thấy hơi ngoài ý muốn, căn bản không có giác ngộ của một người sắp chết. Bạch Ma và Lôi Viên Vương nhìn Tử Dương Kinh Hồng bằng ánh mắt cổ quái, ngươi thật sự muốn đóng cửa thành à? Đừng chặn đường lui của bản thân như vậy chứ. Ầm. Sau mệnh lệnh của Tử Dương Kinh Vân, cửa thành thật sự đóng lại. Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên, có vẻ tên Tử Dương Kinh Vân này có bối cảnh không nhỏ, vậy nên tướng sĩ mới nghe lệnh hắn ta mà đóng cửa thành. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Tử Dương Kinh Vân thật sự chạy vào Đế Huyết Thành, thì muốn giết hắn ta sẽ rất phiền toái. Dù sao, Tiêu Phàm còn chưa nhận được quân công bài, không có điểm quân công để trừ. Tiểu tử, không phải ngươi muốn giết ta sao, bản công tử cho ngươi cơ hội. Tử Dương Kinh Vân cười âm hiểm, bước từng bước về hướng Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, hắn ta phất phất tay. Mấy tên thuộc hạ lập tức bao vây Bạch Ma và Lôi Viên Vương, không cho bọn họ xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Nhưng Tử Dương Kinh Vân không biết rằng Bạch Ma và Lôi Viên Vương căn bản không định ra tay. Tiêu Phàm có thể giết chết Kiến Vương, hắn sẽ sợ một tên cổ thần cảnh đỉnh phong sao? Ta hỏi lại lần nữa, có thể giết người ở đây không? Tiêu Phàm nghiêm túc hỏi. Hắn không muốn giết Tử Dương Kinh Vân xong lại bị người Đế Huyết Thành đến tính sổ, không cần nghĩ cũng biết trong Đế Huyết Thành chắc chắn có cường giả thần vương tọa trấn. Đoàn người nhìn Tiêu Phàm như nhìn kẻ ngu. Đến lúc này còn không tỉnh táo, vẫn hỏi xem có thể giết người hay không ư? Chắc chắn là tiểu tử này đang hy vọng không thể giết người ở đây, như vậy Kinh Vân công tử sẽ không dám giết hắn. Ý nghĩ thật nực cười, nơi này là bên ngoài Đế Huyết Thành, mà dù ở trong Đế Huyết Thành thì Kinh Vân công tử cũng chỉ lãng phí 100 điểm quân công mà thôi. Tiểu tử này chết chắc rồi, không ai cứu được hắn. Đoàn người nghị luận không kiêng nể gì, không ai xem trọng Tiêu Phàm. Nếu người Mặc Thạch Thành ở đây thì có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Cũng có thể sẽ nhắc nhở Tử Dương Kinh Vân, dù sao bọn họ đã tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm đuổi bầy Phệ Thiên Ma Kiến đi. Tiếc là ba người Tiêu Phàm dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến Đế Huyết Thành, có lẽ những người khác còn đang trên đường đi. Vậy ta yên tâm rồi. Nghe được âm thanh nghị luận của đoàn người, Tiêu Phàm gật đầu, chân đạp mạnh một cái, thân thể biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước người Tử Dương Kinh Vân. Quá nhanh. Đoàn người bị kinh động vì tốc độ của Tiêu Phàm, Tử Dương Kinh Vân cũng giật nảy mình. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta cũng coi như phong phú, thân hình lóe lên, bàn tay hóa đao phản kích Tiêu Phàm. Ha! Tiêu Phàm khẽ cười, trong lòng mặc niệm, vạn trượng hồng trần. Đột nhiên một đạo hồng chỉ từ trên người Tiêu Phàm lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt đã bao phủ Tử Dương Kinh Vân, tốc độ của Tử Dương Kinh Vân bỗng nhiên giảm bớt. Tiêu Phàm không bỏ qua cơ hội, hắn hung hăng phất tay. Ba! Một tiếng văng giòn giã truyền ra, Tử Dương Kinh Vân bị tát bay, miệng còn phun ra mấy ngụm máu tươi kèm cả mấy chiếc răng dính máu. Làm sao lại như vậy? Đoàn người trợn tròn mắt, kẻ bị đánh bay không phải Tiêu Phàm mà là Tử Dương Kinh Vân ư? Rất nhiều người lập tức nhớ lại lời Tiêu Phàm đã nói, có thể giết người ở đây không? Gia hỏa này không bị điên, hắn thật sự muốn biết nếu mình giết Tử Dương Kinh Vân thì có bị trừng phạt hay không? Hiện tại hắn biết không có trừng phạt thì không kiêng kỵ gì nữa. Bảo hộ công tử! Đám thuộc hạ của Tử Dương Kinh Vân nhận ra nguy cơ, quát lớn một tiếng, toàn bộ đều nhào tới như không muốn sống. Nhưng Bạch Ma và Lôi Viên Vương sẽ cho bọn họ cơ hội làm vậy ư? Thân hình hai người nhanh như chớp cản trước mặt 6, 7 người kia, uy thế đáng sợ tản ra. Ngươi là ai? Tử Dương Kinh Vân bị Tiêu Phàm tát bay, trong lòng lạnh đi, có cảm giác nguy cơ tử vong tràn ngập. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ta bị người ta tát nhưng lại không dám nói gì. Vừa rồi hai người giao phong chính diện, hắn ta thua Tiêu Phàm chỉ bằng một kích, bộ dáng cao cao tại thượng không còn nữa, có chỉ còn lại sự sợ hãi. 47 bảng quân công mà chỉ có thực lực như vậy thôi ư? Người cướp điểm quân công đấy à? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Tử Dương Kinh Vân, khịt mũi coi thường. Tử Dương Kinh Vân vô cùng phẫn nộ, hắn ta biết lần này mình đã trúng ván sắt rồi. Hắn ta không hiểu, kẻ trước mắt này rõ ràng là người Huyền Nguyệt cổ vực. Hắn ta biết tất cả thiên tài Huyền Nguyệt cổ vực,
Trong ấn tượng của hắn ta căn bản là không có nhân vật thiên tài nào như Tiêu Phàm. Ta là Tử Dương Kinh Vân, ca của ta là Tử Dương Kinh Hồng. Thấy Tiêu Phàm chậm rãi ung dung tới gần, Tử Dương Kinh Vân vội vàng nói ra. Chuyện này thì liên quan gì đến việc ta muốn giết ngươi? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy coi thường. Bắt đầu từ lúc Tử Dương Kinh Vân muốn hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai, Tử Dương Kinh Vân đã là một người chết trong mắt Tiêu Phàm. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, hắn không giết người thì người khác sẽ giết hắn. Nếu bản thân hắn không bằng người ta thì sẽ phải chết, vậy nên Tiêu Phàm xuất thủ không do dự chút nào. Tử Dương Kinh Hồng, Tử Dương cổ vực cái gì? Liên quan gì đến việc Tiêu Phàm hắn muốn giết Tử Dương Kinh Vân? Ta đã muốn giết ngươi thì đừng nói là ca ngươi, dù tổ tông ngươi đến thì cũng vô dụng. Đoàn người nghe vậy thì đều hít sâu một hơi, bọn họ nhận ra Phàm hoàn toàn không sợ Tử Dương Kinh Hồng. Sắc mặt Tử Dương Kinh Vân hoàn toàn thay đổi, chậm rãi lui về hướng cửa thành, quát to, nhanh mở cửa thành ra. Hiện tại hắn ta chỉ muốn trốn vào trong Đế Huyết Thành, trong lúc giao thủ vừa rồi, việc bị Tiêu Phàm đánh bại trong chớp mắt khiến hắn ta nhận ra sự đáng sợ của Tiêu Phàm, đối phương tuyệt đối có đủ khả năng giết hắn. Ai dám mở cửa thành, ta sẽ giết kẻ đó. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn về phía cửa thành. Hai tướng sĩ kia đứng trong cửa thành, chuẩn bị mở cửa ra bất cứ lúc nào, nhưng nghe được lời Tiêu Phàm nói thì đều run lên một cái, nhanh chóng bỏ chạy vào trong thành. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Tử Dương Kinh Vân chết. Hiển nhiên là chạy vào trong Đế Huyết Thành gọi người. Ngươi, ta là người Tử Dương gia tộc của Tử Dương cổ vực, ngươi phải hiểu rõ điều này. Tử Dương Kinh Vân thật sự sợ hãi. Con ngươi đen kịt của Tiêu Phàm khiến hắn ta cảm nhận được tử vong giáng lâm. Ta đã hỏi rồi, có thể giết người ở đây là đủ. Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp lại, đưa tay đánh ra một chưởng, khí thế sát phạt bắn ra bốn phía. Ầm ầm, uy áp khủng bố nghiền ép về hướng Tử Dương Kinh Vân, hư không chấn động không dứt, dao động thần lực sôi trào bành trướng. Ngăn hắn lại cho ta. Tử Dương Kinh Vân mất đi dũng khí đối đầu với Tiêu Phàm, hắn ta quay người bỏ chạy. Cửa thành đã đóng, hắn ta không thể tiến vào thành, phía trên lại có trận pháp cách trở, càng không có khả năng vượt qua tường thành. Hiện tại đường lui duy nhất của hắn ta là chạy trốn. Kinh Vân công tử chạy trốn ư? Đoàn người trợn tròn mắt, Tử Dương Kinh Vân cường đại biết bao, thế mà giờ phút này lại chạy trốn ư? Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Tiêu Phàm. Người kia là ai? Sao lại cường đại như vậy? Muốn chạy trốn ư? Tiêu Phàm nhe răng cười, bỗng nhiên nhào tới như một đầu dã thú khát máu. Tốc độ của Tiêu Phàm rất nhanh, Tử Dương Kinh Vân có thể so được với hắn ư? Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã cản trước mặt Tử Dương Kinh Vân, ngón tay điểm nhẹ, một đạo kim quang bắn ra chui vào trong thân thể Tử Dương Kinh Vân. Không đợi Tử Dương Kinh Vân phản kháng, Tiêu Phàm đã điểm thêm mấy lần, thân thể Tử Dương Kinh Vân bay ngược như diều đứt dây, thanh âm hít sâu than thở liên tiếp vang lên. Tử Dương Kinh Vân bại, hơn nữa còn bại triệt để như thế ư? Đoàn người hoảng sợ, Tử Dương Kinh Vân mà không có nổi sức hoàn thủ, bị thanh niên hắc bào kia dùng một chưởng đánh bay. Công tử, thuộc hạ của Tử Dương Kinh Vân, thấy vậy thì cố gắng vượt qua Bạch Ma và Lôi Viên Vương. Bạch Ma và Lôi Viên Vương không kịp chuẩn bị, có hai người chặn bọn họ, hai người khác đi vòng qua tấn công về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, thấy hai người đánh tới, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm chém ra. Phụt, đầu hai người kia bay lên, hai mắt trợn to, chỉ cảm thấy cổ mình lạnh lẽo. Hai người cúi đầu nhìn nhưng không thấy thân thể, phía sau, hai cột máu bắn ra từ cổ hai người, nhuộm hư không thành huyết sắc. Ta chết rồi sao? Đây là ý nghĩ trong đầu hai người, nhưng bọn họ còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì khác, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí nghiền đầu bọn họ thành bột mịn, thần hồn câu diện. Gần như đồng thời, thân thể hai người cũng bị kiếm khí xé rách, hóa thành xương máu tràn ngập không trung. Giờ khắc này, khắp nơi im ắng, toàn trường tĩnh mịch. Tử Dương Kinh Vân vừa đứng dậy từ trong phế tích đã chứng kiến cảnh này. Con ngươi hắn ta co rụt kịch liệt, đó là hai thủ hạ thực lực mạnh mẽ của hắn ta mà cứ như vậy chết đi. Quá mạnh, kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao lại đáng sợ như thế? Tại sao Huyền Nguyệt cổ vực lại xuất hiện nhân vật biến thái như vậy? Một loạt nghi hoặc xuất hiện trong đầu Tử Dương Kinh Vân và mọi người ở đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy hoảng hốt và kính sợ. Tử Dương Kinh Vân nhanh chóng bình tĩnh lại, co cẳng muốn chạy trốn, thế nhưng hắn ta vừa bước ra một bước thì thân thể bỗng nhiên ngã xuống mặt đất. Sao lại như vậy? Thân thể ta? Tử Dương Kinh Vân hoảng sợ, hắn ta phát hiện mình không điều động được thần lực. Bỗng nhiên hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, sợ hãi nói, ngươi làm gì ta? Ta đã cho ngươi một cơ hội, tiếc là ngươi không biết trân quý. Tiêu Phàm thản nhiên lên tiếng, ánh mắt hờ hững, sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người hắn. Cơ hội ư? Tử Dương Kinh Vân nhớ lại lời Tiêu Phàm từng nói với mình. Thứ nhất, quỳ xuống trước mặt ta. Thứ hai, dập đầu nhận sai. Thứ ba, về sau đừng xuất hiện trong tầm mắt ta nữa. Ban đầu, Tử Dương Kinh Vân nghĩ rằng Tiêu Phàm đang nói đùa, ai biết là hắn thật sự nghiêm túc. Nhưng nghĩ lại việc Tiêu Phàm động tay chân trên người mình, hắn ta thả lỏng,
mặt mũi âm trầm nói, tiểu tử, ta biết ngươi không dám giết ta, nếu không thì ngươi đã chẳng cần động tay động chân trên người ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tử Dương Kinh Vân âm trầm nói, tiểu tử, ta biết ngươi không dám giết ta, nếu không thì ngươi đã chẳng cần động tay động chân trên người ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Bạch Ma và Lôi Viên Vương lộ ra thần sắc cổ quái, tiểu tử này vẫn nghĩ rằng Tiêu Phàm đang đùa với hắn ta ư. Tiêu Phàm cũng suýt bật cười, hắn nghiền ngẫm nhìn Tử Dương Kinh Vân, ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn cùng ngươi sao? Dứt lời, một đạo kiếm quang xông thẳng tới chỗ Tử Dương Kinh Vân, tốc độ nhanh đến khó tin, dừng tay. Một tiếng quát truyền ra từ trong Đế Huyết Thành, ngay sau đó cửa thành bật mở, mấy cỗ khí tức cường hoành mãnh liệt phóng tới chỗ Tiêu Phàm. Đại ca, cứu! Tử Dương Kinh Vân kêu to, trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng còn chưa dứt lời, đạo kiếm quang kia đã xuyên thủng mi tâm Tử Dương Kinh Vân, biểu tình hắn ta cứng ngắc, con người giãn rộng, tràn đầy hoảng hốt và không cam lòng. Bịch! Tử Dương Kinh Vân ngã về phía sau, con người co rút kịch liệt, tràn đầy sợ hãi, trên mặt vẫn giữ nét cười trong thời khắc cuối cùng, cực kỳ quỷ dị. Hắn ta sợ hãi vì cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn ta vui mừng vì có người chạy đến cứu mình, nhưng không ai kịp cứu được hắn ta. Đến chết Tử Dương Kinh Vân, cũng không ngờ rằng bản thân lại nằm xuống trước cửa Đế Huyết Thành. Nếu như có thể làm lại, Tử Dương Kinh Vân chắc chắn sẽ hối hận vì hôm nay đã trào phúng một người xa lạ, như vậy thì hắn ta sẽ không cần phải chết. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh ngạc đứng nhìn, Tử Dương Kinh Vân chết rồi ư? Trong lòng bọn họ rung động kịch liệt, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy khiếp sợ. Kẻ kia là Tử Dương Kinh Vân, vậy mà hắn lại trực tiếp giết chết. Làm vậy chính là đắc tội với Tử Dương Cổ Vực, chẳng lẽ hắn không sợ Tử Dương Cổ Vực ư? Người trẻ tuổi này có địa vị lớn đến vậy sao? Rất nhiều người hồi tưởng lại lời Tiêu Phàm từng nói, bọn họ cảm thấy mặt mình nóng rát. Sau khi nghe những lời Tiêu Phàm nói, bọn họ tưởng rằng hắn là đồ đần, bây giờ mới phát hiện Tiêu Phàm thật sự muốn xác nhận có thể giết người ở đây hay không? Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Thần tử, hắn giết chết Tử Dương Kinh Vân thật ư? Trong đám người có mấy người mặc hắc bào kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm hỏi. Nếu Tiêu Phàm nhìn thấy thì sẽ nhận ra những người này chính là người Tu La tộc, do Thần Vô Tâm cầm đầu. Thần Vô Tâm cũng vô cùng kinh ngạc, gã biết với thực lực của Tiêu Phàm thì hoàn toàn có thể giết chết Tử Dương Kinh Vân. Mấu chốt là dũng khí của hắn thật sự khiến gã khiếp sợ. Hắn dám giết Tử Dương Kinh Vân, vậy chẳng phải là hắn cũng dám giết Thần Vô Tâm gã sao? Kẻ này rốt cuộc là ai? Thần Vô Tâm trầm ngâm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm như muốn nhìn thấu hắn, trong lòng lạnh lùng quyết định, dù hắn là ai thì cũng sẽ phải chết. Khốn kiếp! Một tiếng quát đánh thức tất cả mọi người, mười mấy người từ Đế Huyết Thành vọt tới, kẻ cầm đầu là một thanh niên tử bào sát khí nặng nề nhìn về phía Tiêu Phàm. Thanh niên tử bào phong thần như ngọc, tóc đen bay lên trong gió, bá khí kiêu ngạo, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Là Tử Dương Kinh Hồng. Đoàn người cả kinh kêu ra tiếng, kinh hãi đến cực điểm. Tử Dương Kinh Hồng đích thân đến đây ư? Tiêu Phàm mặc kệ hắn ta, dù sao chỉ có tu sĩ cổ thần cảnh có thể tiến vào bách sát chiến trường, chắc chắn là không có ai có thể đột phá thần vương cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ cần không phải thần vương cảnh thì Tiêu Phàm sẽ không sợ hãi, huống chi, dù phải đối mặt với thần vương cảnh tiền kỳ, nếu hắn muốn rời đi thì cũng không có kẻ nào có thể ngăn được. Tử Dương Kinh Hồng lách mình xuất hiện trước thi thể Tử Dương Kinh Vân, thần lực điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn ta. Đừng nhìn nữa, người bị ta giết chết thì không kẻ nào cứu được. Tiêu Phàm lạnh nhạt mở miệng. Đoàn người ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này quá mức phách lối. Dám giết người Tử Dương gia tộc ta, một vạn cái mạng của ngươi cũng không đủ để trả. Tử Dương Kinh Hồng dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Giết hắn cho ta. Tử Dương Kinh Hồng vung tay, mười mấy người sau lưng hắn ta và thuộc hạ của Tử Dương Kinh Vân, đều lao đến tấn công Tiêu Phàm. Giết hết. Tiêu Phàm không thèm nhìn bọn họ, hắn thản nhiên ra lệnh. Lời nói vô cùng bình tĩnh như đang nói đến một chuyện chẳng quan trọng gì, nhưng đám người nghe được lại thấy sấm nổ bên tai. Chẳng lẽ đến Tử Dương Kinh Hồng mà tiểu tử này cũng không ngông tha sao? Hay hắn thực sự có đủ thực lực để giết chết Tử Dương Kinh Hồng? Giết! Bạch Ma mặc kệ tất cả, trực tiếp xuất thủ, y vốn tưởng rằng Tiêu Phàm ngăn cản mình là vì không muốn giết Tử Dương Kinh Vân. Ai ngờ Tiêu Phàm lại quyết đoán như thế, điều này khiến Bạch Ma không khỏi lau mắt mà nhìn, kỳ thật dù Tiêu Phàm không động thủ thì Bạch Ma cũng sẽ không bỏ qua cho Tử Dương Kinh Vân. Tiêu Phàm vừa ra lệnh, Bạch Ma muốn phản kháng cũng không được. Nhưng giờ phút này y hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phản kháng, y thật sự muốn diệt những người này. Nếu không giết bọn họ, sau này kẻ nào cũng muốn nhảy ra làm phiền bọn họ thì sẽ rất phiền phức. Lôi Viên Vương cũng không do dự, thực lực gã vốn áp đảo những người này, Tiêu Phàm vừa ra lệnh, gã đương nhiên không hề cố kỵ mà ra tay. Tiêu Phàm tĩnh bình tĩnh đứng yên, con người u lãnh nhìn chằm chằm Tử Dương Kinh Hồng như đang đợi hắn ta xuất thủ. Tiêu Phàm không định xuất thủ với thuộc hạ của Tử Dương Kinh Hồng, hắn tin rằng Bạch Ma và Lôi Viên Vương sẽ tạo ra kết quả mà hắn muốn. A,
từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch Ma và Lôi Viên Vương đại sát tứ phương, cổ thần cảnh đỉnh phong chẳng là cái thá gì trước mặt hai người, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội hoàn thủ nào. Cảnh tượng này khiến đám tu sĩ bốn phía hoàn toàn choáng váng, thực lực Bạch Ma và Lôi Viên Vương vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ sau chốc lát, mấy người đã chết trong tay Bạch Ma và Lôi Viên Vương. Cứ tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, có lẽ tất cả thuộc hạ của Tử Dương Kinh Hồng đều sẽ chôn xương nơi đây. Chết đi! Cuối cùng Tử Dương Kinh Hồng không nhịn được nữa, trong tay xuất hiện một tòa linh lung tiểu tháp, toàn thân tòa tháp ánh lên màu tím, tản ra uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Tử Dương Kinh Hồng vung tay lên, linh lung tiểu tháp nhanh chóng phóng đại, quang mang tử sắc hừng hực, trong nháy mắt đã biến thành một tòa tháp cao 10 trượng, từ trên không trung giáng thẳng xuống người Tiêu Phàm. Pháp bảo. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, loại uy thế này tuyệt đối là pháp bảo. Cỗ uy áp kia chấn động đến mức khiến lục phủ ngũ tạng Tiêu Phàm cuộn lại, sắc mặt chứng đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính gặp phải uy áp của pháp bảo. Trên người hắn, ngoại trừ Tu La kiếm ra, thì còn một món pháp bảo khác chính là Định Hư đỉnh hắn cướp từ tay Hoàng phủ Hoàng Tiêu. Nhưng nếu sử dụng Định Hư đỉnh thì hắn sẽ bại lộ thân phận, vậy nên Tiêu Phàm không định sử dụng nó. Kinh Hồng Linh Tháp. Đoàn người kinh hô, kinh ngạc nhìn tòa tử sắc linh lung tháp khổng lồ kia. Người này gặp nguy hiểm rồi, dù hắn giết chết được Tử Dương Kinh Vân, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Tử Dương Kinh Hồng. Có tin đồn Kinh Hồng Linh Tháp sinh ra vì Tử Dương Kinh Hồng, vậy nên hắn mới đặt tên như vậy, hắn có thể phát huy uy lực của tháp này gấp mấy lần những người khác. Tử Dương Kinh Hồng, nắm giữ Kinh Hồng Linh Tháp có thể xưng là vô địch dưới thần vương cảnh, trừ khi gặp phải đối thủ nắm giữ pháp bảo cường đại tương đương, nếu không kẻ địch chỉ có kết cục là bị đánh giết mà thôi. Đoàn người cảm khái uy áp của Kinh Hồng Linh Tháp, bọn họ cảm thấy Tiêu Phàm chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không có khả năng địch nổi Tử Dương Kinh Hồng. Pháp bảo này không rồi, nếu ta chiếm được thì không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm lạnh nhạt phun ra một câu, thái độ bình phẩm quá rõ ràng. Đoàn người nghe vậy thì nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Tiểu tử này sắp chết đến nơi mà còn sinh lòng tham với Kinh Hồng Linh Tháp. Chưa nói đến việc ngươi có thể cướp được Kinh Hồng Linh Tháp hay không, vấn đề là sắp tới ngươi có thể sống sót không đã. Thời khắc Kinh Hồng Linh Tháp sắp rơi xuống, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm tử huyết sắc yêu dị, hắn đạp không bay lên, trực tiếp đón lấy Kinh Hồng Linh Tháp trong không trung. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này cuồng vọng đến mức muốn cứng đối cứng với Kinh Hồng Linh Tháp ư? Tuy Tiêu Phàm mạnh, nhưng không ai cho rằng hắn có thực lực cứng đối cứng với Tử Dương Kinh Hồng, nhất là Tử Dương Kinh Hồng còn sử dụng Kinh Hồng Linh Tháp. Thấy Tiêu Phàm cầm kiếm xông thẳng về phía Kinh Hồng Linh Tháp, đa số người đều lộ vẻ khinh thường, chuyện này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không có bất kỳ phần thắng nào. Tử Dương Kinh Hồng thấy vậy cũng khinh thường cười lạnh, hắn ta đã đoán trước được cảnh kiếm trong tay Tiêu Phàm bị Kinh Hồng Linh Tháp đập nát, Tiêu Phàm bị giết chết. Nhưng mà, bang một tiếng, mọi người kinh hãi nhìn trường kiếm trong tay Tiêu Phàm va chạm với Kinh Hồng Linh Tháp, tiếng va chạm chói tai vang lên, tia lửa bắn ra hư không. Thanh âm va chạm khiến màng nhĩ rất nhiều người chảy máu, tu sĩ đứng gần bị dao động thần lực hất văng. Chặn lại được ư? Đoàn người kinh ngạc nhìn không trung, da đầu tê dại. Đó chính là Kinh Hồng Linh Tháp đại danh lừng lẫy, vậy mà lại bị một thanh kiếm chặn lại ư? Bảo kiếm. Đoàn người lập tức nghĩ tới một phương án. Kiếm trong tay thanh niên hắc bảo kia chắc chắn không phải vật phàm, mà là một chuôi bảo kiếm chân chính, cũng là pháp bảo giống như Hồng Linh Tháp. Chỉ có pháp bảo thì mới có thể nhẹ nhàng ngăn cản Kinh Hồng Linh Tháp như vậy. Nụ cười trên mặt Tử Dương Kinh Hồng cứng ngắc, khó tin nhìn Tiêu Phàm. Hắn ta không ngờ tiểu tử vô danh kia chặn được Kinh Hồng Linh Tháp, mà hắn ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Một tiếng nổ vang lên, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm phóng ra một đạo huyết quang, Kinh Hồng Linh Tháp lập tức bay ngược, thân hình Tử Dương Kinh Hồng lui về phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Tử Dương Kinh Hồng sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Phàm, người có thể nắm giữ pháp bảo chắc chắn là kẻ bất phàm, chẳng trách lại dám giết chết đệ đệ hắn ta không kiêng nể gì. Nhưng y phục của Tiêu Phàm thuộc về Huyền Nguyệt cổ vực, hắn ta biết hết tất cả thiên tài của Huyền Nguyệt cổ vực, nhưng hiện giờ hoàn toàn không nhớ ra Tiêu Phàm là ai. Ngươi không tư cách biết ta là ai. Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp lại, con ngươi khẽ liếc nhìn nơi xa, trong lòng trầm xuống, quả nhiên Đế Huyết Thành có cường giả thần vương cảnh. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về một hướng hẻo lánh, nơi đó có hai thân ảnh mơ hồ, nhìn bằng mắt thường thì căn bản không thấy hai người này. Hướng lão, có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi. Lão giả mặc trường bào màu cho ngạc nhiên nói, lão cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Phàm, toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Lão giả hắc bào nhíu mày, khó nén được vẻ ngoài ý muốn trong mắt, bọn họ cảm thấy mình đã ẩn giấu rất tốt, không ngờ lại bị một tiểu tử cổ thần cảnh hậu kỳ phát hiện. Hai người cảm thấy xấu hổ như đang làm việc trái với lương tâm. Không ngờ Huyền Nguyệt cổ vực lại có nhân vật bậc này, lão hủ vốn nghĩ rằng bọn họ sinh ra một kẻ như Nguyệt Thiên Huyền đã là không tệ. Lão giả hắc bảo tên Hướng lão nói. Hướng lão, ngươi lại động lòng yêu ngươi tài rồi ư? Lão giả áo xám kinh ngạc nhìn lão giả hắc bào. Giết chết Tử Dương Kinh Vân không tính là gì,
ngang sức ngang tài với Tử Dương Kinh Hồng cũng không tính là gì, chờ đến khi hắn có thể tranh phong với hào kiệt Vạn La Đế vực ta đã rồi nói. Hướng lão lắc đầu, hiển nhiên thực lực của Tiêu Phàm còn chưa đủ để lọt vào mắt ông ta. Nghe thấy mấy chữ hào kiệt Vạn La Đế vực, thần sắc lão già áo xám nghiêm lại, nghiêm túc nói, có lẽ đoàn người đại thiếu sắp đến Đế Huyết Nhai rồi. Hướng lão trầm mặc, chỉ lạnh nhạt gật đầu, trong con ngươi lóe lên vẻ chờ mong. Hướng lão, phải xử lý người này thế nào? E rằng sẽ khó bàn giao với Tử Dương cổ vực bên kia. Lão giả áo xám hỏi. Bàn giao cái gì? Tử Dương cổ vực dựa vào cái gì mà đòi lão hủ bàn giao? Hướng lão bá khí hung hăng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thuộc hạ nói bừa. Lão giả áo xám vội hối lỗi. Hướng lão khoát tay, không sao. Lão Vu, có lẽ những người nên tới cũng tới đông đủ rồi. Ngươi hãy tuyên bố nhiệm vụ đi. Vâng. Lão giả áo xám trịnh trọng gật đầu. Dứt lời, hai người bỗng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, câu nói ngươi không có tư cách biết ta là ai, của Tiêu Phàm khiến sắc mặt Tử Dương Kinh Hồng càng thêm khó coi. Tử Dương Kinh Hồng là thiên kiêu cỡ nào, xét trong hơn trăm địa vực dưới quyền Vạn La Đế vực thì cũng là nhân vật nổi bật, sao lại không tư cách biết tên một người. Đoàn người ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này quá phách lối, không ngờ hắn lại dám nói với Tử Dương Kinh Hồng như thế. Muốn chiến thì chiến đi, ta không có nhiều thời gian để chơi với ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Tử Dương Kinh Hồng một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Ma và Lôi Viên Vương nơi xa. Giờ phút này, hai người đang chém giết điên cuồng, 7-8 thuộc hạ của Tử Dương Kinh Hồng đã chết, mấy người khác cũng đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Dừng tay. Tử Dương Kinh Hồng biết mình không thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn ta cũng không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chịu chết. Dừng tay. Tử Dương Kinh Hồng biết mình không thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn ta cũng không thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chịu chết. Bọn họ sẽ mất mạng vì mệnh lệnh vô tri của ngươi. Tiêu Phàm lạnh nhạt mở miệng, hắn không định động thủ giết chết Tử Dương Kinh Hồng, nhưng cũng không định buông tha những kẻ khác. Hắn không giết Tử Dương Kinh Hồng vì sợ trên người hắn ta có thần vương pháp thân, thậm chí là thần niệm đại đế, như vậy thì sẽ rất khó giải quyết được Tử Dương Kinh Hồng. Còn Tử Dương Kinh Vân thì khác, thực lực Tiêu Phàm áp đảo hắn ta, dù trong người hắn ta có thần vương pháp thân thì Tiêu Phàm cũng có thể khiến hắn ta không thi triển ra được. Sắc mặt Tử Dương Kinh Hồng tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, sát ý lạnh lùng bộc phát. Ngươi không cứu được bọn họ đâu, không tin thì ngươi có thể thử xem. Tử Dương Kinh Hồng vừa bước một bước thì đã bị Tiêu Phàm ngăn cản. Đoàn người trợn tròn mắt, tiểu tử này đang uy hiếp Tử Dương Kinh Hồng ư? Thực lực hắn thật sự khủng bố đến vậy sao? Công tử, cứu chúng ta. Đại thiếu, cứu ta. Thuộc hạ của Tử Dương Kinh Hồng và Tử Dương Kinh Vân ra sức gào thét, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Phụt phụt. Đám cổ thần cảnh này chỉ có thể bị Bạch Ma và Lôi Viên Vương đổ sát. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, chém giết kết thúc, mùi máu nồng đậm tràn ngập trong hư không, tất cả mọi người câm như hến. Tử Dương Kinh Hồng nắm chặt tay, mắt nhìn chừng chừng người của mình ngã xuống, đến khi người cuối cùng bỏ mạng, hắn ta vẫn không xuất thủ. Đoàn người cảm thấy lòng mình tê dại, cảm thấy không đáng thay những kẻ đã chết đi. Rõ ràng là Tử Dương Kinh Hồng có thể làm gì đó nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, chỉ trơ mắt nhìn người của mình bị giết. Bọn họ không biết là Tử Dương Kinh Hồng không động đậy được, hắn bị khí tức của Tiêu Phàm khóa chặt, cỗ khí thế kia khiến hắn ta có cảm giác như kẹt trong vũng bùn. Nếu hắn ta chọc giận Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không buông tha cho cả hắn ta. Hắn ta không sợ Tiêu Phàm ra tay với mình, hắn ta chỉ không muốn bại lộ thủ đoạn của bản thân, còn những kẻ đã chết đi kia căn bản không là gì đối với hắn. Nói thẳng ra thì những người này vốn là bia đỡ đạn của hắn ta, chết cũng chẳng sao. Mục đích cuối cùng của hắn ta là xâm nhập Bách Sát chiến trường, thu hoạch cơ duyên trở thành thần vương chứ không phải dừng bước ở đây. Người giết người của ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá gấp 100 lần. Một lúc lâu sau, Tử Dương Kinh Hồng mới lạnh lùng phun ra một câu, ở trong lòng hắn ta, Tiêu Phàm đã là một người chết. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phụng bồi. Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp lại, thu liễm khí thế, bước về hướng Đế Huyết Thành. Đoàn người không dám ngăn cản, vội vàng nhường đường cho hắn, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Tiêu Phàm nghênh ngang đi vào Đế Huyết Thành, sau chuyện vừa rồi, có lẽ sẽ không có kẻ nào mắt mù dám tới gây chuyện với hắn nữa. Sau khi bóng lưng Tiêu Phàm biến mất ở cuối con đường, đoàn người mới bình tĩnh lại, Tử Dương Kinh Hồng cũng không còn bóng dáng. Đoàn người đồng cảm với gã, nếu bọn họ cũng phải trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị giết sạch, thì cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây. Thần tử, người này cường đại đến mức khiến Tử Dương Kinh Hồng cũng phải kinh hãi ư? Trong đám người, một tu sĩ Tu La tộc truyền âm hỏi. Không phải là hắn quá mạnh hay Tử Dương Kinh Hồng sợ hãi, mà là Tử Dương Kinh Hồng không muốn bại lộ tất cả thủ đoạn mà thôi, Đế Huyết Thành mới chỉ là điểm bắt đầu. Thần Vô Tâm lắc đầu. Vậy hắn trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị giết sao? Một tu sĩ Tu La tộc khác hỏi. Bọn họ vốn là pháo hôi, chết kẻ này thì sẽ có kẻ khác thay thế. Thần Vô Tâm hờ hững đáp.
Sáu tu sĩ Tu La tộc không nói nữa, bọn họ cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi đều là bất tử chi thân, lo cái gì? Thần Vô Tâm nhìn ra lo lắng trong lòng mấy kẻ này, trầm giọng nói. Vì đại nghiệp của thần tử, chúng ta không hề hối tiếc. Một kẻ thông minh vội vàng tỏ lòng trung thành. Cùng ta vào thành trước, có lẽ lần này muốn giết chết hắn sẽ dễ dàng hơn. Thần Vô Tâm hài lòng gật đầu, sâu trong đáy mắt lóe qua một tia sát khí. Công tử muốn liên thủ với Tử Dương Kinh Hồng ư? Ánh mắt sáu người sáng lên. Thần Vô Tâm không trả lời nhưng có thể xem như chấp nhận. Lúc này, chuyện xảy ra ở cửa thành Đế Huyết Thành, nghiền áp Tử Dương Kinh Vân, đánh bại Tử Dương Kinh Hồng đã lan truyền nhanh chóng. Nhưng Tiêu Phàm không quan tâm đến lời đồn này, ba người đi vào Đế Huyết Thành, tùy tiện tìm một gian tửu lâu, chọn chỗ hẻo lánh gần cửa sổ ngồi xuống. Trong lòng đám người Tiêu Phàm cảm thấy có chút ngạc nhiên, Bách Sát chiến trường 1000 năm mới mở ra một lần, nhưng kiến trúc trong Đế Huyết Thành lại không khác gì thành trì bên ngoài. Bọn họ mới tới Đế Huyết Thành thì đương nhiên phải tìm hiểu rõ quy củ nơi này, tránh đến lúc bị người tính kế mà còn không biết. Xin hỏi mấy vị khách quan cần gì? Một tiểu nhị đi tới, vẻ mặt hòa khí nhìn ba người Tiêu Phàm, khi thấy Bạch Ma thì trong đáy mắt lóe qua chút dị sắc. Giờ phút này Bạch Ma chỉ có kích thước chừng 1 mét, nhìn không uy phong, như trước nhưng vẫn vô cùng nổi bật trong Đế Huyết Thành gần như chỉ có nhân tộc. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lôi Viên Vương đã lấy ra một càn khôn giới ném cho tiểu nhị. Chúng ta mới đến, giải thích một chút quy củ Đế Huyết Thành này đi. Có ngay. Tiểu nhị quét qua càn khôn giới một cái, nét mặt lập tức tươi cười như hoa. Đế Huyết Thành không nhiều quy củ, nhưng không cho phép chém giết trong thành. Nếu không thì sẽ trừ điểm quân công, mấy vị đại gia muốn biết điều gì, tiểu nhân nhất định sẽ biết gì nói nấy. Đám người Tiêu Phàm đã biết điều này, không thì hắn đã không giết Tử Dương Kinh Vân ở cửa thành. Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi, Đế Huyết Thành do Tử Dương cổ vực chiếm giữ sao? Sao lại vậy được? Dù Tử Dương cổ vực cường đại thì vẫn không đủ để chiếm lấy cả tòa Đế Huyết Thành. Tiểu nhị không nghĩ nhiều đã đáp. Chắc chắn mấy vị vừa vào thành đã gặp được người Tử Dương gia tộc, Đế Huyết Thành có tổng cộng 4 cửa, bị 4 cổ vực chiếm cứ. Ngoại trừ Tử Dương cổ vực ra thì còn có Huyền Nguyệt cổ vực, Huyết U cổ vực và Thái Võ cổ vực, phàm là người vào thành thì đều phải giao nạp thần thạch cho bọn họ. Đương nhiên người Vạn La Đế vực là ngoại lệ, dù sao tứ đại cổ vực vốn lệ thuộc Vạn La Đế vực, bọn họ không dám làm khó người Vạn La Đế vực. Nói đến đây, trên mặt tiểu nhị lóe qua sự ngạo nhiên, không cần nghĩ cũng biết hắn ta là tu sĩ Vạn La Đế vực. Tiêu Phàm nghe tiểu nhị nói thì không khỏi nhíu mày, có vẻ hắn vẫn sẽ gặp phải người Huyền Nguyệt cổ vực. Tửu lâu của các ngươi luôn tồn tại trong Bách Sát chiến trường. Tiêu Phàm lại hỏi, rõ ràng tiểu nhị này chỉ có tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong, theo lẽ thường, hắn ta không thể nào tiến vào Bách Sát chiến trường. Không phải, tiểu nhân là người Vạn La Đế vực, tiến vào đây 3 năm trước khi Bách Sát chiến trường mở ra, cung cấp viện trợ vì tu sĩ thiên hạ. Tiểu nhị giải thích, thái cổ cổ vực của người Cổ gia, đúng không? Tiêu Phàm buồn bực nói. Vừa nhắc tới Cổ gia, Tiêu Phàm liền nhớ tới Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần luôn không tranh quyền thế đột nhiên muốn tiến vào Bách Sát chiến trường, 8-9 phần 10 là có liên quan đến thái võ cổ vực. Không sai, trong cả Vạn La Đế vực, Vạn Bảo Các của Cổ gia cũng là thương gia đứng hàng, Đế Huyết Thành cũng có phân các của Vạn Bảo Các. Tiểu nhị đáp lời. Đột nhiên, con ngươi hắn ta liếc nhìn tứ phương, thấy bốn phía không có ai thì lập tức nói nhỏ, mấy vị đại gia, nếu các ngươi gặp người 3 cổ vực khác thì còn đỡ hơn một chút, nếu gặp người Huyết U cổ vực thì nhất định phải cẩn thận. Tại sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, chẳng lẽ Huyết U cổ vực có địa vị lớn hay sao? Huyết U cổ vực là Tu La tộc, mặc dù bọn họ là nhân tộc nhưng huyết mạch trong thân thể hàm chứa lệ khí trời sinh, những người này đều rất ngang tàng bất kham. Tiểu nhị hít sâu một hơi nói, trong giọng nói lộ vẻ kiêng dè. Tu La tộc. Tiêu Phàm híp mắt, trong đầu lập tức nhớ đến Thần Vô Tâm, hắn nở nụ cười đắng chát, bản thân vừa mới đến Bách Sát chiến trường mà đã đắc tội Huyết U cổ vực và Tử Dương cổ vực, nếu như bị người ta nhận ra thân phận thì có lẽ người Huyền Nguyệt cổ vực cũng sẽ không buông tha cho hắn. Thái Võ cổ vực cũng khiến hắn cảm thấy có chút bất an, hắn có cảm giác quan hệ giữa Cổ Nhược Trần và Cổ gia không đơn giản như mặt ngoài. Nếu Cổ Nhược Trần và người Thái Võ cổ vực trở mặt, vậy Tiêu Phàm chắc chắn sẽ đứng về phía Cổ Nhược Trần. Vậy chẳng phải là hắn có thể sẽ đối địch với cả 4 đại cổ vực ư? Tiêu Phàm nghĩ thôi cũng cảm thấy áp lực, nếu là cổ thần cảnh thì không sao, nhỡ đâu có cường giả thần vương cảnh 4 cổ vực tiến vào thì sẽ rất phiền toái. Đúng rồi, sư tôn là tộc trưởng Tu La vương tộc, có lẽ ông ấy cũng đến từ Huyết U cổ vực, nếu có thời gian có lẽ phải đến Huyết U cổ vực một chuyến mới được. Tiêu Phàm nghĩ đến một điều. Mặc dù Thần Vô Tận đã chết nhưng Tiêu Phàm vẫn muốn đến gia tộc của Thần Vô Tận, dù sao đến chết Thần Vô Tận cũng vẫn nghĩ về tộc mình. Mấy vị đại gia, còn vấn đề nào khác không? Có muốn ăn uống chút gì hay không? Giọng nói của tiểu nhị kéo tâm trí Tiêu Phàm trở về. Ta có một vấn đề cuối cùng, nhận quân công bài ở đâu? Tiêu Phàm hỏi. Mấy vị đại gia đi dọc theo con đường này, cuối cùng sẽ thấy quân công điện, có thể nhận quân công bài trong đó,
chỉ cần báo tên và địa vực là được. Tiểu nhị giải thích, tiểu nhị dừng một chút rồi lại nói, đúng rồi, nếu như điểm quân công của mấy vị đại gia đủ để lên bảng, thì sẽ được dương danh trong toàn bộ Vạn La đế vực, đây là một cơ hội rất tốt. Đa tạ, cho chúng ta một bàn thịt rượu là được. Tiêu Phàm gật đầu. Tiêu Phàm hắn không nghĩ đến chuyện dương danh, hiện tại hắn đang lo lắng cho đám người U Vân Phủ, Thanh Minh và Thanh Dạ Vũ, có lẽ bọn họ cũng đã tiến vào đế huyết thành. Không lâu sau, thịt rượu mỹ vị chiếm cứ cả cái bàn, đến cảnh giới của đám người Tiêu Phàm thì bọn họ có thể tích cóp, nhưng nếu đã tới đây thì nên thể nghiệm sinh hoạt ở Bách Sắt chiến trường, một phen coi như không uổng công đi chuyến này. Cút, ngươi còn dám đến thần đan các lần nữa thì lão tử sẽ diệt ngươi. Trong lúc mấy người đang ăn như gió cuốn, một tiếng quát lớn vang lên, sát khí bao phủ hư không, đám người Tiêu Phàm cũng cảm thấy lạnh cả người. Kẻ nào to gan đến mức dám xuất thủ trong thành như vậy? Tu sĩ trong Tửu Lâu giật mình nhao nhao đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố, trên mặt đều là vẻ tò mò. Tiêu Phàm bị cỗ khí thế kia quấy nhiễu, trong lòng có chút khó chịu, ta đang ăn cơm ở đây thì chọc đến ai chứ? Nhưng Tiêu Phàm cũng không định lo chuyện bao đồng, thậm chí chẳng thèm nhìn xuống dưới một cái, vẫn tiếp tục thưởng thức bàn mỹ thực. Xì xì, muội tử này y phục hơi rách nát một chút nhưng dáng dấp không tệ, rất xinh đẹp, dáng người cũng đầy đặn nở nang. Nếu mang được lên giường thì ta cam đoan có thể khiến nàng ta vô cùng thoải mái. Tốt nhất ngươi nên ngậm chặt miệng lại để tránh trước lấy tai vạ. Nữ tử này không phải người mà chúng ta có thể ngấp nghé. Nàng ta là người bị Nguyệt Thiên Hạo coi trọng. Tam công tử Nguyệt Thiên Hạo của Huyền Nguyệt cổ vực ư? Sao lại vậy được? Sao người tam công tử coi trọng lại ăn mặc rách nát như vậy? Đoàn người nghị luận không nể năng gì. Chỉ khi nhắc đến Nguyệt Thiên Hạo thì mới có không ít người vội vàng ngậm miệng, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Bọn họ sợ hãi như vậy cũng chẳng có gì lạ. Huyền Nguyệt cổ vực là thế lực chiếm cứ một cửa thành trong đế huyết thành này, thực lực ra sao không cần nghĩ cũng biết. Nguyệt Thiên Hạo là một trong những thiên tài đứng đầu Huyền Nguyệt cổ vực, không thể khinh thường, đám người tiểu địa vực hoàn toàn không thể địch nổi. Sau khi nghe được ba chữ Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, chậm rãi đặt đũa xuống, mất kiên nhẫn lên tiếng, sao đi đến đâu cũng nghe thấy cái tên này vậy? Tiêu Phàm không có ấn tượng tốt gì với Nguyệt Thiên Hạo, nếu như có thể, Tiêu Phàm sẽ làm thịt hắn ta không chút do dự. Tiếc là lần trước thực lực hắn vẫn chưa đủ để đối phó với Nguyệt Thiên Hạo, không thì đã trực tiếp lấy mạng hắn ta rồi. Từ sau lần đó, hắn không có cơ hội nào khác. Tiêu Phàm nghiêng đầu, mắt hướng xuống đường phố phía dưới, một bóng lưng ăn mặc rách rưới xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn từ dáng người thì đó là một nữ tử, dưới lớp váy đen là cặp đùi ngọc ngà thon dài trắng nõn, rất nhiều nam tu sĩ nhìn thấy đều nuốt nước miếng. Nữ tử ngã trên mặt đất, trên lưng có vài vết thương, mái tóc cũng bị nhuộm thành màu máu lẫn lộn với vết thương khiến người ta có cảm giác như máu thịt bé bét. Nguyệt Thiên Hạo chỉ biết bắt nạt nữ nhân thôi ư? Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy phản cảm với hành vi của Nguyệt Thiên Hạo. Phía trước nữ tử kia là một thanh niên khôi ngô cao lớn, hung thần ác sát quát, còn không đi ư? Ngươi muốn lão tử động thủ sao? Cầu ngươi, cho ta mượn, thanh âm nữ tử khẩn cầu khàn khàn vang lên, lộ vẻ yếu ớt bất lực. Cầu hắn còn không bằng cầu tam công tử, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của tam công tử, thì sẽ có được thần đan cứu ca ca ngươi, địa vị cũng sẽ vô cùng cao quý. Tam công tử coi trọng ngươi là phúc ba đời của ngươi, đừng không biết điều như thế. Ba ngày nữa ca ca ngươi sẽ độc phát thân vong, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ca ca chết sao? Không đợi nam tử khôi ngô lên tiếng, hai nam tử trẻ tuổi khác đã cười âm hiểm, mỗi người một câu khuyên nhủ, trong ánh mắt là vẻ dâm tà. Nữ tử này thật vô tình, ca ca ruột thịt mà cũng không muốn cứu. Nhìn bộ dáng nàng là biết phóng đãng thế nào, vậy mà lại ra vẻ như thánh nữ thuần khiết trước mặt Thiên Hạo công tử, ta nhổ vào. Thật đáng tiếc, dù có bộ dáng vư vật trời sinh nhưng tâm địa quá ác độc. Xung quanh, người vây xem chỉ trò trò, có vài người hận không thể lập tức xông lên đặt nữ tử này, dưới thân trà đạp một phen. Nhưng bọn họ kiêng kỵ việc nữ tử này là người Nguyệt Thiên Hạo, coi trọng nên không ai dám xuất thủ. Ngươi đi đi, thần đan các ta không thể bán đan dược cho ngươi. Nam tử khôi ngô thở dài, không ra tay xua đuổi nữ tử này nữa. Đắc tội với Nguyệt Thiên Hạo chỉ vì một nữ tử thì không đáng. Y cũng không muốn thần đan các bị Nguyệt Thiên Hạo nhắm đến. Tuy y đồng tình với nữ tử này, nhưng không thể không lộ ra thần sắc hung thần ác sát, cũng không dám duỗi tay viện trợ. Nữ tử gian nan đứng dậy, thân thể lung la lung lay đứng không vững, khí tức hết sức yếu ớt, sinh cơ cũng tán loạn. Tiểu tử, ngươi không xuất thủ ư? Bạch Ma nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua nữ tử kia, tuy hắn phản cảm với hành vi của Nguyệt Thiên Hạo, loại chuyện thế này xảy ra khắp thiên hạ, hắn muốn quản thì cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng lần này hắn sẽ mặc kệ thật sao? Tam phu nhân, ngươi không có thời gian đâu, ca ca ngươi sắp chết rồi đấy. Trong lúc Tiêu Phàm đang do dự, đám chó săn của Nguyệt Thiên Hạo cười lạnh nói với nữ tử kia. Thanh Dạ Vũ, ta thà chết, cũng không muốn trở thành nữ nhân của tên xúc sinh Nguyệt Thiên Hạo kia. Nữ tử dùng hết sức lực toàn thân để hét lên. Thanh Dạ Vũ.
Tiêu Phàm đang do dự có nên xuất thủ hay không thì đột nhiên nghe được ba chữ này, con ngươi hắn trở nên lạnh băng. Thanh Dạ Vũ là ai? Đó không phải là muội muội của Thanh Minh ư? Mặc dù chỉ có vài lần duyên phận, nhưng Tiêu Phàm vẫn nhớ kỹ nữ tử Tịnh Lệ động nhân kia. Không phải là Tiêu Phàm động tâm với nữ tử này mà là vì bọn họ đều là tu sĩ U Vân Phủ, Tiêu Phàm có thể trơ mắt nhìn nàng chết ở đây ư? Bỗng nhiên Tiêu Phàm nghĩ tới một chuyện, nữ tử này là Thanh Dạ Vũ, thì ca ca mà những kẻ kia nói đến chẳng phải là Thanh Minh sao? Nguyệt Thiên Hạo động thủ với Thanh Minh. Những người U Vân Phủ Thiên Võ Thần Sơn khác thì sao? Càn rỡ! Ngươi chán sống rồi! Thủ hạ của Nguyệt Thiên Hạo gầm thét, gã nâng tay đánh về phía nữ tử kia. Đoàn người thấy vậy chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, có kẻ lộ vẻ phức tạp, có kẻ đồng tình, cũng có người khinh thường, nhưng không có bất cứ kẻ nào dám xuất thủ trợ giúp nữ tử kia. Nếu chúng phải cái tát này, với trạng thái hiện giờ của nàng thì có thể chịu được không? Khi bàn tay kia sắp ung xuống, nữ tử con người, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, nữ tử khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì nàng phát hiện mình không làm sao cả. Khi nàng mở to mắt, một thân ảnh mặc hắc bào in sâu vào trong đôi mắt nàng. Nàng không ngờ trong bách sát chiến trường tàn khốc này vẫn còn người dám xuất thủ cứu nàng. Bóng lưng thon dài kia trở nên vô cùng cao lớn vĩ ngạn trong mắt nàng. Đoàn người cũng bị biến cố bất ngờ làm cho khiếp sợ. Rất nhiều người đều nhìn về phía thanh niên hắc bào, không ai ngờ rằng lại có người không có mắt dám đắc tội với Nguyệt Thiên Hạo. Người xuất thủ đương nhiên là Tiêu Phàm, giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, âm trầm đến cực điểm, trong con ngươi phóng ra sát ý lạnh như băng. Ngươi là ai? Ra mặt vì nàng không sợ đắc tội với Tam công tử sao? Kẻ bị Tiêu Phàm tóm cổ tay lạnh lùng nhìn hắn, trợn mắt nói. Cút! Tiêu Phàm quát, vung tay tát thẳng lên mặt nam tử kia, gã đập mạnh xuống mặt đất, trượt mấy chục mét mới dừng lại. Ngươi! Ngươi chán sống rồi! Người còn lại thấy Tiêu Phàm dám động thủ thì sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Tiện nhân, dù ngươi tìm được một dã nam nhân, nhưng các ngươi có thể đối đầu với Tam công tử sao? Miệng ngươi quá bẩn! Nghe đến từ dã nam nhân, đôi mắt Tiêu Phàm lóe lên, một tay đột nhiên tóm cổ người kia. Một tay khác nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyết quang lóe lên trong hư không. Một cái lưỡi bay lên không trung thấm đẫm máu tươi, hết sức huyết tinh. Trực tiếp bị rút lưỡi ư. Đoàn người thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, khiếp sợ vì thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Phàm. Kẻ kia là người của Nguyệt Thiên Hạo, vậy mà lại bị rút lưỡi ngay trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng điều này còn chưa kết thúc, Tiêu Phàm tức giận đánh một quyền lên lồng ngực nam tử kia. Trong thân thể gã vang lên tiếng nổ vang, đó là thanh âm thần lực hải vỡ nát. Sau đó nam tử kia bay ngược như diều đứt dây, co quắp ngã trên mặt đất, không đứng lên được nữa. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đoàn người đổ dồn vào Tiêu Phàm, không ai ngờ tiểu tử này dám động thủ không kiêng nể gì trong Đế Huyết Thành. Giết người rồi. Thật lâu sau, trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Giết người trong Đế Huyết Thành bị phạt rất nặng, sẽ bị trừ 100 điểm quân công, rất nhiều người cả đời cũng không thu hoạch được nhiều như vậy. Công tử hãy đi mau đi. Sau lưng Tiêu Phàm vang lên thanh âm sốt ruột thúc giục. Tiêu Phàm quay đầu nhìn, mắt đối mắt với nữ tử kia, lúc này Tiêu Phàm mới hoàn toàn nhận ra thân phận nàng chính là Thanh Dạ Vũ, muội muội của Thanh Minh. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm cười nhạt, sau đó cởi trường bào trên người nhẹ nhàng choàng lên người Thanh Dạ Vũ. Thanh Dạ Vũ ngây ngốc, vừa rồi khi nhìn thấy bóng lưng Tiêu Phàm, trong đầu nàng nghĩ tới một thân ảnh, tưởng rằng người kia đang xuất thủ cứu nàng. Thế nhưng khi thấy rõ bộ dáng người trước mắt này, nàng vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng hoàn toàn không quen biết hắn. Chẳng lẽ hắn cũng thích mình ư? Thanh Dạ Vũ chỉ nghĩ ra lý do này, để giải thích việc thanh niên trước mắt kia xuất thủ cứu mình. Thấy ánh mắt Tiêu Phàm, Thanh Dạ Vũ ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng có chút lạc lõng, không phải hắn sao? Ta nghĩ nhiều rồi, hắn đã bị Thiên Võ Thần Sơn gạch tên, sao có thể tiến vào bách sát chiến trường được nữa? Nghĩ tới đây, trong lòng Thanh Dạ Vũ có một suy nghĩ khó có thể nói rõ, trong lòng mỗi nữ hài đều có một Bạch Mã Vương Tử. Trong tình cảnh hiểm nguy, nàng rất hy vọng Bạch Mã Vương Tử của mình xuất thủ cứu giúp. Tiêu Phàm không để ý Thanh Dạ Vũ nghĩ gì, tay phải hắn khoác lên vai Thanh Dạ Vũ, thần lực cuồn cuộn trào ra. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vết thương trên người Thanh Dạ Vũ khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong 10 tức, Thanh Dạ Vũ đã không còn vẻ suy yếu nữa, khí tức cổ thần cảnh trung kỳ lộ rõ. Làm xong chuyện này, Tiêu Phàm vỗ bả vai Thanh Dạ Vũ, cho nàng ánh mắt trấn an, sau đó chậm rãi bước về phía hai người kia. Người đã bị đánh phế rồi, chẳng lẽ hắn định giết người thật sao? Đoàn người giật mình. Người bình thường không thể gánh nổi hậu quả của việc giết người trong Đế Huyết Thành. Công tử, Thanh Dạ Vũ lo lắng muốn ngăn cản Tiêu Phàm nhưng hắn lại quay đầu cười một tiếng, khiến những lời nàng định nói ra đều bị nghẹn lại. Ta là người của Tam công tử, ngươi dám giết chúng ta sao? Nam tử bị Tiêu Phàm tát bay cảm nhận được sát ý lạnh như băng, gã bỗng nhiên đứng lên từ trong đống đổ nát. Không giả chết nữa ư? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn nam tử kia.
Dứt lời, hắn đột nhiên quỷ dị xuất hiện trước người gã, một quyền trực tiếp đánh nát thần lực hải của gã. Ngươi! Nam tử kia kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, gã đã bị phế rồi sao? Trở về nói với Nguyệt Thiên Hạo rằng, ngươi hãy rửa cổ sạch sẽ chờ đi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn nam tử này khiến toàn thân gã run lên một cái. Nam tử cuống cuồng lộn nhào, bỏ mặc đồng bạn, nhanh chóng chạy về nơi xa. Nghe lời Tiêu Phàm nói, đoàn người vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ người này muốn giết Nguyệt Thiên Hạo sao? Bọn họ không biết là, nếu Nguyệt Thiên Hạo ở đây lúc này thì Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nương tay. Công tử, ngươi giết bọn họ thì sẽ rất phiền phức, ngươi đi mau đi. Thanh Dạ Vũ vội vàng khuyên nhủ, sự kinh khủng của Nguyệt Thiên Hạo đã in sâu vào trong tiềm thức của nàng. Yên tâm, ta không giết người, chỉ phế bọn họ mà thôi. Tiêu Phàm cười nói, khóe miệng đoàn người run rẩy, ngươi nghĩ mình chỉ phế tu vi bọn họ thì sẽ bình an vô sự sao? Đối với tu sĩ cổ thần cảnh mà nói, bị phế tu vi còn chẳng thống khoái bằng cái chết. Thanh Dạ Vũ không biết nên nói gì, từ trong mắt Tiêu Phàm, nàng thấy được cái gọi là phong khinh vân đạm, chẳng thèm để tâm. Mang ta đến gặp ca ca ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm trở nên vô cùng ngưng trọng. Được. Thanh Dạ Vũ bất giác gật đầu, không do dự chút nào. Nàng chỉ biết là thanh niên trước mắt này, cho nàng cảm giác an toàn khó có thể nói rõ. Nàng chưa bao giờ cảm thụ được loại cảm giác này trên người nam nhân khác. Không, nói đúng ra là có một người, nhưng người kia và nàng được định sẵn là sẽ không đến được với nhau. Chênh lệch giữa nàng và hắn quá lớn. Bạch Ma và Lôi Viên Vương đến bên cạnh Tiêu Phàm, bốn người nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Người này quá to gan, Nguyệt Thiên Hạo mà cũng không để trong lòng, có lẽ là hắn chán sống rồi, có lẽ sắp có trò hay để xem rồi, trừ khi tiểu tử này luôn trốn trong Đế Huyết Thành, nếu không Nguyệt Thiên Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Sao có thể ở mãi trong Đế Huyết Thành được, nghe nói Quân Công Điện sắp tuyên bố nhiệm vụ. Đến lúc đó muốn thu hoạch điểm quân công thì sẽ phải rời Đế Huyết Thành. Sau khi đám người Tiêu Phàm hoàn toàn biến mất, đám người mới bình tĩnh lại tiếp tục nghị luận không kiêng nể gì. Tiếc là bọn họ không biết chuyện vừa xảy ra ngoài cửa thành, nếu không thì bọn họ đã chẳng nghĩ như vậy. Thanh Dạ Vũ dẫn đường cho Tiêu Phàm, trong lòng vẫn có chút bàng hoàng, mặc dù Tiêu Phàm đã cứu nàng nhưng trong lòng nàng vẫn đề phòng cảnh giác. Công tử, xin hỏi tôn tính đại danh là gì? Thanh Dạ Vũ quay đầu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Lúc này mới nhớ ra hiện tại mình không mang dáng vẻ vốn có, vội vàng đáp, tại hạ Kiếm Hồng Trần, ngươi yên tâm, U Vân Phủ và ta có chút giao tình, ta sẽ không hại các ngươi. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, trong lòng Thanh Dạ Vũ hơi hồ nghi, nàng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tại sao U Vân Phủ lại có giao tình với vị tuấn kiệt trẻ tuổi này. Thực lực kiếm công tử cường đại như thế, lại có một sủng vật, khiến ta nghĩ tới một người. Thanh Dạ Vũ chậm chạp nói, người nào? Tiêu Phàm. Thanh Dạ Vũ hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe qua vẻ mê ly, tiểu tử, hình như nữ hài này có ý với ngươi. Bạch Ma vụng trộm truyền âm cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc Bạch Ma một cái, mặt mũi vẫn điềm nhiên đáp lại, Tiêu Phàm là bằng hữu của ta. Lần này đến phiên Bạch Ma trợn trắng mắt, bí mật truyền âm, tiểu tử, bản lĩnh tán gái của ngươi quá vụng về. Tiêu Phàm không thèm để ý đến Bạch Ma, hắn thật sự không muốn tán tỉnh ai, nếu hắn là một nam nhân hoa tâm, thì năm đó đã không cự tuyệt Huyết Yêu Nhiêu và Long Vũ. Nghĩ đến Long Vũ, trong lòng Tiêu Phàm nổi lên nỗi chua xót, nhiều năm qua không có chút tin tức nào về Long Vũ, cũng không biết hiện tại nàng thế nào rồi. Kiếm công tử là bằng hữu của Tiêu Phàm ư? Thanh Dạ Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, mong đợi hỏi, không biết Tiêu Phàm có tiến vào Bách Sát chiến trường hay không? Có lẽ đã tiến vào. Tiêu Phàm không biết trả lời Thanh Dạ Vũ thế nào, chỉ có thể đáp ba phải. Trong mắt Thanh Dạ Vũ lộ vẻ mất mát, sau đó nhìn về phía trước nói, Kiếm công tử, chúng ta đến nơi rồi. Đám người Tiêu Phàm ngừng lại bên ngoài một tiểu viện hoang tàn, nơi đây ở ngoại vi Đế Huyết Thành, ít người lui tới, không biết đã bao lâu không có người đến. Trong tiểu viện mọc đầy cỏ dại, người đi vào thì sẽ bị cỏ che lấp. Thanh Dạ Vũ không dừng lại, nàng nhanh chóng xông vào tiểu viện, kích động nói, ca, ta về rồi. Khụ khụ. Từ trong tiểu viện truyền đến tiếng ho khan, thanh âm này chính là của Thanh Minh, nhưng giờ phút này hắn ta vô cùng suy yếu. Hắn ta quan tâm hỏi, tiểu muội, ngươi không bị bọn họ khi dễ chứ? Tiêu Phàm cảm thấy khó chịu, dù chưa thấy Thanh Minh, nhưng lực lượng linh hồn của hắn đã cảm ứng được tất cả bên trong. Giờ phút này Thanh Minh mặc áo bào xanh rách dưới, trên áo bào còn dính vết máu, sắc mặt sạm đen, nằm ở một góc hẻo lánh trong gian phòng rách nát, muốn đứng dậy cũng rất gian nan. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại thanh niên ngạo khí trùng thiên trước đây, so với hắn ta giờ phút này thì chẳng khác gì hai người hoàn toàn khác nhau. Tiêu Phàm không biết Thanh Minh may mắn hay bất hạnh là Thanh Minh bị Nguyệt Thiên Hạo hạ độc thủ, có khả năng rất lớn là vì La Thiên. May mắn là bên cạnh hắn ta có muội muội không rời không bỏ, luôn luôn quan tâm đến hắn ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh bước vào. Tiểu muội, ngươi dẫn ai đến ư? Thanh Minh đột nhiên nghe được tiếng bước chân trong tiểu viện, sắc mặt hơi biến đổi.
Thanh Dạ Vũ đỡ Thanh Minh dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, vừa vặn phát hiện ba người Tiêu Phàm đứng đó, vội vàng giải thích, vị này là Kiếm Hồng Trần Kiếm Công Tử, hắn là bằng hữu của Tiêu Phàm, hắn đã cứu ta. Tên xúc sinh Nguyệt Thiên Hạo kia muốn ra tay với ngươi ư? Thanh Minh kinh sợ, tiểu muội, đừng lo cho ta, ca tình nguyện chết đi chứ không muốn người bị tên xúc sinh kia làm hại. Ta không sao rồi. Thanh Dạ Vũ cười đáp, tuy trông nàng hơi nhếch nhác nhưng lại cho người ta cảm giác phong hoa tuyệt thế, dáng người yêu kiều thướt tha khó có thể che giấu. Kiếm công tử, Thanh Minh đa tạ đại ân đại đức của ngài. Thanh Minh nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn ta muốn đứng dậy nhưng thân thể không nghe sai khiến. Đừng cử động. Tiêu Phàm bước tới bên người Thanh Minh. Ta từng nghe Tiêu Phàm nói về các ngươi, Kiếm Mỗ đương nhiên sẽ xuất thủ tương trợ trong khả năng của mình. Đa tạ. Thanh Minh nói lời cảm tạ xuất phát từ đáy lòng, tia khúc mắc cuối cùng trong lòng cũng tiêu tán. Kẻ nào hạ độc ngươi? Tiêu Phàm nắm tay Thanh Minh, lực lượng linh hồn rót vào thân thể hắn ta, hắn cau mày hỏi. Hoàng phủ Hoàng Tiêu. Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi không đi theo người Thiên Võ Thần Sơn sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, trong lòng đã có phỏng đoán. Hắn không ngờ Thiên Võ Thần Sơn cũng có vài người thực lực không tệ, mà lại trơ mắt nhìn Thanh Minh bị người khác gây thương tích. Thiên Võ Thần Sơn mạnh trong Thiên Vũ vực, nhưng lại chẳng là gì trong Bách Sát chiến trường này. Thanh Minh lộ vẻ khổ sở. Vừa tiến vào Bách Sát chiến trường, Thiên Võ Thần Sơn đã bị Nguyệt Thiên Hạo vây công, tổn thất thảm trọng. Cụ thể thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày. Thiên Võ Thần Sơn không phải là đối thủ của phe Nguyệt Thiên Hạo, đám người Lạc Vấn Hàn, La Thập Tam phản kháng nên bị giết, Tần Sở, Tử Vân Phong, Bi Thiên U và Tuyệt Ngân trọng thương chạy trốn. Thanh Minh cười buồn bã, ánh mắt hắn ta trở nên mông lung như đang chìm vào trong ký ức, trầm ngâm nói, Lục Vô Song, Lục Vô Trần thần phục Nguyệt Thiên Hạo, Thanh Mục Tuyền bị bắt sống, bây giờ không rõ sống chết. Ta và những người Thiên Võ Thần Sơn khác kẻ bị giết, người bị phế, Vũ Nhu và Mặc Lâm cũng chết rồi. Ngươi không biết đâu, chúng ta chỉ là đồ chơi của Nguyệt Thiên Hạo mà thôi. Nếu không phải Nguyệt Thiên Hạo coi trọng tiểu muội thì có lẽ ta cũng đã chết từ lâu. Trong đôi mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn khốc, hắn từng giao thủ với Lạc Vấn Hàn và La Thập Tam. Tuy lúc ấy có chút xung đột, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa bọn họ vào chỗ chết. Còn Tử Vân Phong, Tần Sở, Tuyệt Ngân, Tiêu Phàm cũng từng gặp bọn họ. Thực lực bọn họ không tệ, có thể chạy trốn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Tiêu Phàm không ngờ hai huynh đệ Lục Vô Song và Lục Vô Trần lại lựa chọn thần phục, chẳng lẽ bọn họ không để ý đến người Thiên Võ Thần Sơn sao? Tiêu Phàm nổi sát ý, hối hận vì trước đây đã buông tha cho đôi huynh đệ này. Thanh Mục Tuyển sư tỷ cứu chúng ta nên bị Lục Vô Trần đánh trọng thương, cuối cùng rơi vào tay Nguyệt Thiên Hạo. Thanh Dạ Vũ đau thương cười một tiếng, bọn họ xem như thiên tài số 1 số 2 trong U Vân phủ, dù là ở Thiên Vũ vực thì cũng có thể coi là nhân vật lớn một phương. Nhưng khi đối mặt với Huyền Nguyệt cổ vực thì lại chẳng là gì cả. Đúng rồi, Vũ Văn Tiên, Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử và Long Phi Vũ đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Thanh Minh và Thanh Dạ Vũ hồ nghi, Kiếm Hồng Trần không phải chỉ là bằng hữu của Tiêu Phàm thôi sao? Sao lại hiểu rõ Thiên Vũ vực như thế? Nhưng hai người không nghĩ nhiều, đoán rằng Tiêu Phàm và Kiếm Hồng Trần là chí giao hảo hữu, căn bản không nghĩ người trước mắt này là Tiêu Phàm. Ta không thấy bọn họ, với thực lực của bọn họ thì chắc là trốn được rồi. Thanh Minh lắc đầu đáp. Lúc đó tất cả mọi người đều muốn chạy trốn giữ mạng, không chú ý được nhiều, ngay cả bản thân cũng không chú ý hết được. Nếu Nguyệt Thiên Hạo không cướp đi càn khôn giới của chúng ta thì chúng ta đã không chật vật như vậy. Thanh Dạ Vũ hít sâu một hơi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có một ngày lưu lạc làm ăn mày, thậm chí suýt nữa đã rơi vào tay Nguyệt Thiên Hạo. Nguyệt gia nghĩ mình có thể một tay che trời sao? Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Nguyệt gia có cường giả đại đế tọa trấn, không ai làm gì được. Thanh Minh lắc đầu. Kiếm huynh, ngươi là bằng hữu của Tiêu huynh, ta biết ngươi sẽ không ngồi yên mặc kệ, nhưng ngươi đừng nên mạo hiểm, Huyền Nguyệt cổ vực chắc chắn có cường giả thần vương hộ đạo. Yên tâm, kẻ nào đáng chết thì ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm gật đầu. Ở trong Bách Sát chiến trường này, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, không muốn trở thành con mồi thì phải cố gắng trở thành thợ săn. Nếu không, dù ngươi có là tuyệt thế thiên kiêu thì cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nắm cát vàng, vĩnh viễn biến mất trong lịch sử. Tiếc là thần lực hải của ta bị phế. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, bị kịch độc từng bước xâm chiếm, kiếp này không có hy vọng báo thù. Thanh Minh sát khí nặng nề nói. Ta nhất định sẽ giết tên xúc sinh Nguyệt Thiên Hạo kia. Trong đôi mắt Thanh Dạ Vũ cũng lóe lên hàn quang. Mọi chuyện không tệ như ngươi nghĩ, ta sẽ chữa thương cho ngươi trước, sau đó hãy cùng ta làm một trận lớn. Tiêu Phàm bình tĩnh nói với Thanh Minh. Ngươi có thể chữa cho ta ư? Thanh Minh kích động nắm cánh tay Tiêu Phàm, run rẩy mở miệng. Nếu Kiếm huynh có thể cứu cái mạng này của ta, giết tên xúc sinh Nguyệt Thiên Hạo kia thì về sau Thanh Minh sẽ là thanh kiếm của Kiếm huynh. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Phàm gật đầu. Trong lòng hắn cảm khái, ở nơi người ăn thịt người như Bách Sát chiến trường này, kẻ cao ngạo như Thanh Minh cũng không thể không cúi đầu. Các ngươi hộ pháp thay ta.
Tiêu Phàm nhìn Bạch Ma và Lôi Viên Vương, trịnh trọng nói. Rõ. Bạch Ma và Lôi Viên Vương gật đầu, sau đó cùng Thanh Dạ Vũ ra khỏi gian phòng. Đế Huyết Thành, trong một tòa cung điện cổ rộng lớn. Là ai? Nguyệt Thiên Hạo nhìn nam tử máu me khắp người quỳ trong đại điện, sát khí nặng nề hỏi. Nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm xuống mười mấy độ, trong không trung bay xuống vô số sương lạnh. Mười mấy người đang đứng bên rìa đại điện có, tất cả đều có tu vi cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên, nhưng lúc này bọn họ đều không dám thở dưới lực áp bách của Nguyệt Thiên Hạo, thuộc hạ không biết. Nam tử đẫm máu nâm nấp lo sợ trả lời. Không biết. Nghe được đáp án này, Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ đến cực điểm. Hắn ta phái hai cường giả cổ thần cảnh hậu kỳ giám sát một nữ tử cổ thần cảnh trung kỳ, hơn nữa nữ tử kia còn không thể phát huy chiến lực, vậy mà bọn họ lại bị người ta phế đi, thậm chí còn chẳng biết tên đối phương. Nguyệt Thiên Hạo kiềm nén sát ý trong lòng, hỏi, tiện nhân kia thì sao? Thuộc hạ không biết. Nam tử cúi sát đầu xuống đất, lúc ấy gã chỉ biết chạy trốn, làm gì còn lòng dạ nào mà để ý đến đám người kia. Cái gì cũng không biết thì bản công tử cần ngươi làm gì? Nguyệt Thiên Hạo không nén nổi sát ý trong lòng nữa, một đạo quang mang sắc bén bắn ra. Công tử tha mạng. Nam tử kia dập đầu cầu xin. Nhưng Nguyệt Thiên Hạo đã xuất thủ thì sao có thể tha cho gã được, hơn nữa gã đã bị phế tu vi, giữ lại cũng chỉ vướng víu. Phụt một tiếng, đầu nam tử kia bị lợi quang xuyên thủng, ngã trong vũng máu, không còn sinh cơ. Những người khác cúi đầu không dám nhìn thẳng Nguyệt Thiên Hạo. Cha, tìm tiện nhân kia, ta muốn nàng sống không bằng chết. Nguyệt Thiên Hạo giận dữ hét. Vâng, công tử. Đám người trong đại điện cung kính đáp lời, sau đó rời khỏi đại điện. Sau mấy tức, trong đại điện chỉ còn một mình Nguyệt Thiên Hạo, Nguyệt Thiên Hạo càng nghĩ càng giận, sau đó hất áo bào đi sang thiên điện bên cạnh. Mở cửa thiên điện, mùi hương kỳ quái đập vào mặt, giữa đại điện có một nữ tử ngồi xếp bằng, y phục nàng rách dưới lộ ra da thịt trắng như tuyết, chỉ có mấy khối vải rách che khuất bộ vị tư mật. Tóc tai nàng bù xù, sắc mặt trắng bệch, nhìn vô cùng chật vật, toàn thân lộ vẻ u sầu. Thấy Nguyệt Thiên Hạo tiến đến, đôi mắt đỏ tươi của nàng nhìn thẳng hắn ta, hận không thể ăn sống nuốt tươi Nguyệt Thiên Hạo. Thấy khuôn mặt nữ tử, cơn giận của Nguyệt Thiên Hạo biến mất, hắn ta nở nụ cười, bản công tử đùa giỡn ngươi là vinh hạnh của ngươi, chờ ta hút khô thanh mộc chi lực, trong thân thể ngươi chắc chắn sẽ cho ngươi chết thống khoái. Dứt lời, Nguyệt Thiên Hạo liền lao tới như sói đói đặt nữ tử dưới thân, trà đạp một trận, nữ tử mặc cho Nguyệt Thiên Hạo đòi hỏi, tựa như thân thể này không phải của nàng, chỉ có ánh mắt cừu hận là không thay đổi chút nào. Giờ phút này, trong một ngõ nhỏ hoang vắng trong Đế Huyết Thành xuất hiện bốn thân ảnh mặc hắc bào, nhìn không rõ khuôn mặt. Cuối cùng cũng tiến vào. Một người mở miệng, ngữ khí thả lỏng. Nếu Tiêu Phàm nghe được thanh âm này thì sẽ nhận ra người nói chính là Long Phi Vũ. Ba người khác là Long Ngữ Yên, Kiếm Tử và Thi Hoàng Tử. Bọn họ vẫn luôn bị tu sĩ Huyền Nguyệt cổ vực truy sát, trễ nải thời gian hơn mấy tháng, đến hôm nay mới tiến vào Đế Huyết Thành. Ca, chúng ta làm vậy có mạo hiểm quá không? Tại sao không đến thành trì khác nhận quân công bài? Bách Sát Chiến Trường có 81 tòa thành trì có thể nhận kia mà. Long Ngữ Yên lo lắng nói. Đến nơi khác sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn, hơn nữa đêm tối trong Bách Sát Chiến Trường quá hung hiểm, nơi này an toàn hơn nhiều. Kiếm Tử trầm giọng, dù sao chúng ta cũng chỉ muốn tìm kiếm cơ duyên, không có quân công bài cũng không sao cả. Long Ngữ Yên hít sâu một hơi nói, nàng vẫn luôn không muốn đến Đế Huyết Thành. Chỉ khi lấy được quân công bài thì chúng ta mới có thể nhận được các cơ duyên khác, hơn nữa muốn xâm nhập Bách Sát Chiến Trường, thì nhất định phải dùng quân công bài làm giấy thông hành. Thi Hoàng Tử lắc đầu, tiểu muội. Đừng lo lắng, chúng ta lấy được quân công bài xong sẽ lập tức rời đi, còn Nguyệt gia, về sau chúng ta sẽ có biện pháp đối phó với bọn họ. Ngữ khí Long Phi Vũ vô cùng chắc chắn. Mọi người cẩn thận một chút, Vũ Văn Tiên và Lục Vô Trần đã nhiều lần tiết lộ vị trí của chúng ta, cho Nguyệt Thiên Hạo, Đế Huyết Thành rất nguy hiểm, sau khi lấy được quân công bài phải lập tức rút lui. Kiếm Tử bổ sung, nhận quân công bài trước đã. Đám người gật đầu, sau đó cởi ra hắc bào trên người, thay đổi dung mạo. Tiếc là bọn họ không có năng lực thay đổi khí tức thần lực như Tiêu Phàm, nói đến cùng thì bọn họ vẫn không có cách nào thay đổi khí tức mệnh cách. Tiêu Phàm không có mệnh cách, chỉ cần thay đổi khí tức thần lực thì sẽ hoàn toàn ẩn giấu được thân phận bản thân. Chốc lát sau, mấy người lách mình biến mất trong ngõ nhỏ, tiến về hướng quân công điện. Ở một nơi khác, Tiêu Phàm chữa thương cho Thanh Minh, người bình thường khó có thể chữa trị thương thế thần lực hải vỡ nát, kinh mạch vỡ vụn trong thời gian ngắn, nhưng điều này lại không làm khó được Tiêu Phàm. Chỉ trong 2 canh giờ, Tiêu Phàm đã thanh lọc hết độc tố trong thân thể Thanh Minh, chữa trị cả thần lực hải và kinh mạch của y. Nhưng Tiêu Phàm cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, sắc mặt hơi trắng. Đa tạ kiếm huynh. Cảm nhận được thương thế đã khôi phục, Thanh Minh còn tưởng rằng bản thân mình đang nằm mơ, y nghiêm túc bái Tiêu Phàm một lạy. Khôi phục thương thế đã, sau đó cùng ta đi nhận quân công bài. Tiêu Phàm khoát tay. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra rất nhiều thần thạch, bắt đầu khôi phục thần lực và tinh thần. Thanh Minh cũng biết lúc này không phải thời điểm để khách khí,
y phải lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thì mới có cơ hội báo thù Nguyệt Thiên Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, Tiêu Phàm và Thanh Minh tỉnh lại, trạng thái đã khôi phục đến tốt nhất. Bên ngoài, Thanh Dạ Vũ chờ đợi đã lâu, trong lòng vô cùng sốt ruột, đi qua đi lại trước cửa tiểu viện. Công tử ra rồi, Lôi Viên Vương đột nhiên kêu lên. Thanh Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn, khi thấy Thanh Minh khỏe mạnh đi ra, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả Lôi Viên Vương cũng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến y thuật thần kỳ của Tiêu Phàm, tâm trạng kinh động như gặp thiên nhân. Công tử ra rồi, Lôi Viên Vương đột nhiên kêu lên. Nhưng mấy canh giờ sau, bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, điều này khiến nàng có cảm giác như đang ở trong mộng ảo. Bao nhiêu người đang ở đây, Kiếm huynh còn đang nhìn kìa. Thanh Minh mỉm cười. Thanh Dạ Vũ cúi đầu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn Tiêu Phàm, có chút ngượng ngùng. Tiêu Phàm sờ mũi, ta có làm gì đâu. Đi thôi, nhận quân công bài trước, sau đó tìm Nguyệt Thiên Hạo tính sổ. Tiêu Phàm vội nói sang chuyện khác. Kiếm huynh, ngươi thật sự muốn đi tìm Nguyệt Thiên Hạo ư? Thanh Minh lộ vẻ lo lắng. Ngươi sợ ư? Tiêu Phàm nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt cổ quái. Không. Thanh Minh trịnh trọng lắc đầu, trong mắt lóe qua sát ý, ta phải báo thù, không chỉ muốn giết Nguyệt Thiên Hạo mà còn muốn diệt tất cả người Huyền Nguyệt cổ vực trong Đế Huyết Thành. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn và Thanh Minh quen biết đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra Thanh Minh cũng là một người tàn nhẫn đến vậy. Đề nghị này không tệ. Tiêu Phàm vỗ tay. Muốn chơi thì chúng ta chơi lớn một chút. Kia là quân công điện ư? Đám người Tiêu Phàm ngừng trước một quảng trường rộng lớn, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường. Cuối quảng trường có một tòa cung điện huyết sắc nguy nga bề thế, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, trên đó có dấu vết của những trận chiến xa xưa. Hiển nhiên đây chính là quân công điện của Đế Huyết Thành, nơi nhận quân công bài. Kiếm huynh, chúng ta cứ nghênh ngang tiến vào ư? Thanh Minh nghe Tiêu Phàm nói rằng muốn chơi lớn, ai ngờ Tiêu Phàm lại đến thẳng đây. Thế này sao chơi lớn được? Nếu gặp phải người Huyền Nguyệt cổ vực, đám người đó tụ tập đến đây thì dù không giết được bọn họ, nhưng vẫn có thể đánh bọn họ một trận. Nhỡ đâu lại bị phế tu vi thì lần này sẽ không còn vận may nào cứu vãn nữa. Ai dám đến thì ta sẽ phế kẻ đó. Ngữ khí Tiêu Phàm vô cùng bình thản, lộ ra khí thế bá đạo. Dứt lời, Tiêu Phàm đi thẳng đến quân công điện. Việc cấp bách là nhận lấy quân công bài, điểm quân công rất hữu dụng với bọn họ. Trước quân công điện có một hàng người dài chờ đợi, tu sĩ trăm vực dưới trước Vạn La Đế vực không ngừng chạy đến đây, nhận lấy quân công bài. Đám người Tiêu Phàm cũng xếp hàng, lặng lặng chờ. Lúc này, Nguyệt Thiên Hạo chỉnh trang y phục, đi ra khỏi thiên điện, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn. Trong thiên điện, nữ tử sụi lơ trên giường, toàn thân hỗn độn, nhiều chỗ tụ máu bầm, con người băng lãnh lạnh lùng nhìn Nguyệt Thiên Hạo rời đi. Nguyệt Thiên Hạo đi đến cửa đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía nữ tử, cười tà nói, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, không phải ngươi cũng sướng sao? Nữ tử chưa từng mở miệng, khuôn mặt thanh lãnh hàm chứa cừu hận và sát ý vô tận. Ha ha. Nguyệt Thiên Hạo ngông cuồng cười to, quay người rời phòng. Khởi bẩm Tam công tử, Lục Vô Trần cầu kiến. Nguyệt Thiên Hạo vừa mới ra khỏi thiên điện, ở cửa đại điện đã vang lên một thanh âm. Cho hắn vào. Nguyệt Thiên Hạo lạnh nhạt mở miệng, ngồi ngay ngắn trên chủ tọa. Chốc lát sau, một kẻ mặc bạch y tiến đến, kẻ này chính là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần đi đến trung ương đại điện, cung kính bái lại nói, Lục Vô Trần bái kiến Tam công tử. Chuyện gì? Nguyệt Thiên Hạo khó chịu hỏi. Dường như Lục Vô Trần đã quen với thái độ của Nguyệt Thiên Hạo, gã thi lễ báo cáo. Thuộc hạ phát hiện tung tích tu sĩ U Vân phủ trong Đế Huyết Thành. Kẻ nào? Nguyệt Thiên Hạo híp mắt, hàn khí bộc phát. Mấy người Long Phi Vũ, Kiếm Tử, đều là tiểu nhân vật không nổi danh, ngoài ra còn có đám người Tần Sở, Tử Vân Phong. Lục Vô Trần không giấu giếm chút nào. Nếu như gã có đủ thực lực thì đã chẳng cần Nguyệt Thiên Hạo xuất thủ, mình gã sẽ giết Tần Sở và Tử Vân Phong. Nếu Tử Vân Phong và Tần Sở đều chết, trong tương lai, Thiên Võ Thần Sơn sẽ là thiên hạ của Lục gia. Bọn họ ở đâu? Nguyệt Thiên Hạo thản nhiên hỏi, sát ý nổi lên, có lẽ là đến quân công điện. Lục Vô Trần suy nghĩ một chút rồi đáp, gã cũng không chắc chắn lắm. Truyền lệnh xuống, triệu tập người Huyền Nguyệt cổ vực theo bản công tử đến quân công điện. Nguyệt Thiên Hạo hất áo bào, ra khỏi cung điện. Chốc lát sau, hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đi đến quân công điện. Đám người Tiêu Phàm không biết chuyện này, bọn họ vẫn xếp hàng ở chỗ cũ, phía trước đã không còn nhiều người, sắp đến phiên bọn họ. Hả? Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào mấy đạo thân ảnh nơi xa, lực lượng linh hồn quét qua, lập tức phát hiện mấy người quen, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Kiếm huynh, sao vậy? Thanh Minh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đã phát hiện ra đám kiếm tử và thi hoàng tử, chỉ là không muốn bại lộ thân phận bọn họ. Thậm chí Tiêu Phàm còn phát hiện mấy người khác, trong đó có hai người Tiêu Phàm tương đối quen thuộc chính là Tử Vân Phong và Tuyệt Ngân, lúc trước hai người này từng giao thủ cùng hắn. Chờ đợi thêm một lát, cuối cùng cũng đến phiên đám người Tiêu Phàm.
Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ và Lôi Viên Vương tiến lên, thành công nhận lấy quân công bài, nhưng đến phiên Bạch Ma thì người giao quân công bài chợt ngừng lại. Nơi này là bách sát chiến trường của nhân tộc, thú tộc làm gì có tư cách nhận lấy. Người hầu thấy Bạch Ma không hề có tính tự giác thì mới lạnh như băng mở miệng. Bạch Ma nghe vậy thì hầm hầm giận dữ, dị tộc nơi này là địch nhân của tất cả chủng tộc thái cổ thần giới, thú tộc thì sao? Chẳng lẽ thú tộc không thể giết địch ư? Bạch Ma đường đường là đại đế, thế mà lại bị người ta coi thường như vậy, y có thể không tức giận được sao? Người kia ngậm miệng không nói gì nhưng vẫn không định giao quân công bài cho Bạch Ma, bởi vì đây là quy củ đã được định ra từ lâu. Đây là thú sủng của ai? Người hầu chỉ có thể nhìn về phía đám người sau lưng Bạch Ma. Thú sủng? Ngươi, Bạch Ma vừa định chửi ầm lên thì lại bị Tiêu Phàm che miệng. Tiêu Phàm cười nhìn người kia nói, ngại quá, sủng vật của ta không hiểu chuyện. Tên, đến từ vực nào? Người hầu lạnh lùng nhìn Bạch Ma một cái, sau đó mới nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, thái độ của hắn ta không tệ, dù sao người có thể sở hữu thú sủng chắc chắn bối cảnh rất bất phàm. Kiếm Hồng Trần, Thiên Vũ Vực. Tiêu Phàm cười đáp, Thiên Vũ Vực. Người hầu nhíu mày, trong mắt lóe qua vẻ khinh miệt, chút lòng kính sợ tan thành mây khói. Thiên Vũ Vực, địa vực yếu nhất dưới trướng Huyền Nguyệt cổ vực, đương nhiên người hầu này sẽ không để vào mắt cho dù hắn ta chỉ là cổ thần, cảnh tiền kỳ. Thiên Vũ Vực thì không thể nhận quân công bài sao? Tiêu Phàm híp mắt, sâu trong đáy mắt hiện lên chút lãnh ý, người hầu nhìn một cái thì tựa như mất hồn. Có thể, có thể. Người hầu gật đầu như gà mổ thóc. Ngài có thú sủng, có thể nhận một tấm bài, điểm quân công thú sủng giết được đều tính về phần ngài, chỉ cần nộp lên 10 vạn thần thạch trung phẩm, cộng thêm quân công bài của ngài thì tổng cộng là 15 vạn thần thạch trung phẩm. Nếu sở hữu vài thú sủng thì có thể làm thêm mấy tấm bài nữa đúng không? Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, lại hỏi. Không được, mỗi người chỉ có thể làm một tấm. Người hầu lắc đầu. Đây là 15 vạn thần thạch trung phẩm. Tiêu Phàm hơi thất vọng, lập tức ném càn khôn giới ra. Người hầu tiếp nhận càn khôn giới, không nhìn mà đã cất càn khôn giới đi. Sau đó lấy ra hai thanh thiết kiếm ngắn hắc sắc, đưa tin tức vào. Sau đó cho Tiêu Phàm và Bạch Ma lưu lại một đạo lực lượng linh hồn trên đó. Đây là quân công bài của ngài. Xin hãy cầm lấy, quân công bài có thể ghi chép thành tích ngài giết chết dị tộc, chuyển hóa thành điểm quân công bất cứ lúc nào. Người hầu cung kính đưa quân công bài. Tiêu Phàm gật đầu, ném một chuôi hắc thiết kiếm cho Bạch Ma. Hắn có thể cảm nhận được quân công bài của mình và quân công bài của Bạch Ma có một mối liên hệ yếu ớt. Sau khi Tiêu Phàm quay người, người hầu mới run lên một cái, tỉnh táo lại. Lúc này hắn ta mới phát hiện lưng mình ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, trong lòng run rẩy nói, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Nguyệt cổ vực làm việc, tất cả tránh sang một bên. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm truyền đến, thanh âm bá đạo dị thường. Ngay sau đó, hơn trăm đạo khí tức cường hoành từ cuối quảng trường cuốn tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, thấy hơn trăm người bước vào quảng trường, con người lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng quân công điện. Đoàn người cảm nhận được cỗ khí thế cường hoành kia thì vội vàng nhường ra một con đường. Đám người muốn nhận quân công bài cũng lui về hai bên quảng trường. Nguyệt Thiên Hạo, sắc mặt Thanh Minh và Thanh Dạ Vũ thay đổi, nhất thời không biết phải làm sao, đều quay sang nhìn Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm lại bình tĩnh đăm chiêu. Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ, đi mau. Lúc này, đột nhiên có người truyền âm cho Thanh Minh và Thanh Dạ Vũ. Hai người nhìn theo tiếng kêu, thì thấy bốn hắc y nhân đang nhanh chóng lẩn trốn trong đám người. Kiếm tử. Thanh Minh liếc mắt một cái đã nhận ra người kia, sau đó còn thấy Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử và Long Ngự Yên. Bọn họ muốn lui lại nhưng không kịp, Nguyệt Thiên Hạo đã thấy được bọn họ, đang đi thẳng đến chỗ bọn họ. Trong lúc Thanh Minh và Thanh Dạ Vũ đang lo lắng, Tiêu Phàm bước lên che bước mặt hai người, lạnh nhạt nhìn Nguyệt Thiên Hạo. Là Lục Vô Trần. Thanh Dạ Vũ phẫn nộ nhìn thanh niên bạch y bên người Nguyệt Thiên Hạo. Tiêu Phàm híp mắt nhìn chăm chú Lục Vô Trần, hắn biết Lục Vô Trần có vô trần chi thể, có thể truy tung linh hồn khí tức và dao động thần lực của kẻ khác. Lúc trước hắn bị Lục Đạo Nhất truy sát là vì Lục Vô Trần, thậm chí Chọc Thiên Hồng chết cũng có quan hệ rất lớn với gã. Nhìn thấy Lục Vô Trần, trong lòng Tiêu Phàm lặng yên sinh ra sát ý, ở Thiên Võ Thần Sơn, hắn không dám động thủ với Lục Vô Trần, nhưng ở đây thì hắn có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng Tiêu Phàm không cho rằng Nguyệt Thiên Hạo đến đây vì Thanh Minh và Thanh Dạ Vũ, dù sao hai người này vẫn luôn nằm trong sự giám sát của Nguyệt Thiên Hạo. Tiêu Phàm liếc qua mấy người kiếm tử trong đám người, khả năng cao là Nguyệt Thiên Hạo đến đây vì bọn họ. Thấy mấy người sốt ruột nhìn Thanh Minh và Thanh Dạ Vũ, Tiêu Phàm thay đổi ấn tượng về bọn họ, vừa rồi bọn họ có cơ hội rời đi nhưng đều lựa chọn ở lại. Hiện tại, người trên quảng trường đã bị vây lại, muốn đi sẽ rất khó khăn. Chốc lát sau, Nguyệt Thiên Hạo ngừng giữa quảng trường. Bộ dáng quân lâm thiên hạ, con người băng lãnh vô tình lạnh lùng đảo qua toàn trường. Người Thiên Vũ Vực ở lại, những người khác, cút. Nguyệt Thiên Hạo nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào trên người mấy người, hắn ta lạnh lùng quát. Những người khác không dám nán lại, đều lấy ra quân công bài chứng minh bản thân mình không phải người Thiên Vũ Vực.
Sắc mặt đám người kiếm tử và thi hoàng tử khó coi nhìn chằm chằm mấy người thanh minh, sau đó đành phải đi theo dòng người hướng ra bên ngoài. Mặt khác, ba người Tử Vân Phong, Tần Sở và Tuyệt Ngân cũng xen lẫn trong đám người, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Nguyệt Thiên Hạo mang theo quá nhiều người, bọn họ ở lại thì sẽ phải chết ở đây, dù sao Nguyệt Thiên Hạo cũng không thiếu chút điểm quân công này. 100 điểm quân công đổi một mạng người, bọn họ chỉ có mấy người, mấy trăm điểm quân công không tính là gì cả. Muốn chạy trốn ư? Bắt lấy mấy người bọn họ. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, Lục Vô Trần đột nhiên đạp không bay lên, lao về phía mấy người Tử Vân Phong. Mấy người khác cũng bay lên, trong nháy mắt đã cản đường đi của ba người Tử Vân Phong. Ba người thấy vậy thì nhanh chóng lui lại, dừng cách đám người thanh minh không xa, lạnh lùng nhìn mấy người đối diện. Còn mấy kẻ kia nữa? Lục Vô Trần thành công chặn ba người Tử Vân Phong, trên mặt lộ vẻ đắc ý, sau đó ánh mắt hắn rơi vào bốn người kiếm tử và thi hoàng tử. Sắc mặt bốn người thay đổi, bọn họ đã sắp thành công rời đi, không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Lui! Khi thấy người mấy người lao tới, Long Phi Vũ quyết định nhanh chóng lui về phía đám người thanh minh. Các ngươi không nên quan tâm đến chúng ta. Thấy bốn người Long Phi Vũ bị ngăn cản, thanh minh khổ sở nói, nếu ban nãy Long Phi Vũ không do dự mà rời đi thì có lẽ đã thoát khỏi quảng trường. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều bị Nguyệt Thiên Hạo ngăn cản, muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn. Các ngươi đừng trốn làm gì, rồi ta cũng sẽ tìm được thôi. Lục Vô Trần cười lạnh nhìn đám người. Lục Vô Trần, đều là tu sĩ Thiên Vũ vực mà ngươi hãm hại chúng ta như vậy, ngươi sẽ không được chết yên lành đâu. Long Ngữ Yên phẫn nộ mở miệng. Đoàn người nghe vậy thì đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không ngờ người trong Huyền Nguyệt cổ vực lại nội chiến tương tàn. Rất nhiều người dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn Lục Vô Trần, nhưng không ai dám nói gì. Chết không yên lành ư? Ta có chết yên lành hay không thì các ngươi cũng không thấy được đâu. Lục Vô Trần khinh thường đáp trả, các ngươi hãm hại Tam công tử, vốn đã mắc tội chết, hơn nữa Thiên Vũ vực vốn thuộc về Huyền Nguyệt cổ vực, cống hiến cho Tam công tử là quang vinh của ta. Vô sỉ, đáng giận. Đám người vô cùng tức giận, bọn họ hãm hại Nguyệt Thiên Hạo bao giờ, chẳng ai biết chuyện này cả. Nguyệt Thiên Hạo nghe Lục Vô Trần nói vậy thì lộ vẻ hài lòng, hắn ta thích cảm giác cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh này. Lần trước để các ngươi chạy thoát, lần này các ngươi hãy chết đi. Ngữ khí Lục Vô Trần lạnh như băng. Không được giết người trong Đế Huyết Thành, các ngươi dám động thủ ư? Thanh Dạ Vũ quát khẽ. Yên tâm, bản công tử sẽ không giết ngươi mà sẽ sủng hạnh ngươi. Đúng rồi, cả nữ nhân tên Long Ngữ Yên kia nữa, bản công tử sẽ cho các ngươi hiểu được niềm vui thú của nữ nhân. Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi đã làm gì Thanh Mộc Tuyền sư tỷ? Thanh Dạ Vũ phẫn nộ đến cực điểm, nàng rất lo lắng cho an nguy của Thanh Mộc Tuyền. Còn sao nữa, đương nhiên là dục tiên dục tử. Nguyệt Thiên Hạo cười tà, nhìn Thanh Dạ Vũ, bụng dưới nổi lên dục hỏa, hắn ta liếm bờ môi nói, ngươi thả ngươi mấy ngày, không ngờ ngươi vẫn cá tính như vậy, nhưng ta thích thế, ngươi đáng bị thiên đao vạn quả. Toàn thân Thanh Dạ Vũ run rẩy kịch liệt, không cần nghĩ cũng biết kết cục của Thanh Mộc Tuyền rất thảm. Tiêu Phàm vẫn luôn trầm mặc cũng không nhịn được nhíu mày, thấy Nguyệt Thiên Hạo còn sống, hắn liền biết mâu thuẫn hắn chôn xuống cho Nguyệt Thiên Hạo và Hoàng phủ Hoàng Tiêu đã không phát huy tác dụng. Trước đó hắn tưởng rằng Nguyệt Thiên Hạo chỉ phách lối mà thôi, nhưng bây giờ mới hiểu hóa ra hắn ta còn bẩn thỉu đến vậy. Liếc qua Nguyệt Thiên Hạo và Lục Vô Trần, Tiêu Phàm quay người đi đến Quân Công Điện. Tiểu tử này muốn cầu cứu Quân Công Điện ư? Có người thấy hành động của Tiêu Phàm thì lên tiếng chào phúng, những người khác cũng nở nụ cười không kiêng nể gì. Nếu Quân Công Điện quản những chuyện thế này thì Bách Sát chiến trường còn có gì nguy hiểm nữa? Nhưng lời Tiêu Phàm nói lại như một cái tát vào mạnh lên mặt bọn họ. Có thể dùng thần thạch đổi điểm quân công không? Tiêu Phàm không quan tâm đến ánh mắt đám người, hắn thản nhiên hỏi thị giả, đổi điểm quân công. Đoàn người lộ vẻ nghi hoặc, không biết Tiêu Phàm có ý gì. 100 vạn thần thạch trung phẩm đổi một điểm quân công. Người hầu sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, chuyện vừa rồi khiến hắn ta tràn đầy kiêng kỵ với Tiêu Phàm. Đổi cho ta 200 điểm quân công, ta muốn giết hai người. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tiện tay ném ra một càn khôn giới. Lời này khiến đoàn người trợn tròn mắt, bọn họ chưa bao giờ gặp ai dùng thần thạch đổi điểm quân công để đi giết người. Tiêu Phàm chắc chắn chính là người đầu tiên. Tiểu tử, đó là 2000 vạn thần thạch trung phẩm đấy, chỉ để giết hai người thôi ư? Quá lãng phí. Bạch Ma nhỏ giọng thầm thì. Đoàn người ngạc nhiên, nhưng chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Cũng đúng, hình như Đế Huyết Thành chỉ không cho phép giết người trừ phế tu vi, thì không bị hạn chế. Tiêu Phàm lạnh nhạt lên tiếng, thu hồi càn khôn giới, quay người nhìn về phía đám người Huyền Nguyệt cổ vực, phế tu vi không bị hạn chế. Đoàn người nghe vậy thì khóe miệng run rẩy, ngươi khoa trương quá rồi đấy, nói chuyện giết người mà thản nhiên như ăn cơm uống nước là sao? Ngươi đang phải đối mặt với hơn 100 cổ thần cảnh Huyền Nguyệt cổ vực, hơn nữa còn có không ít người đang chạy về hướng này. Các ngươi chỉ có 10 mấy người mà đòi giết người Huyền Nguyệt cổ vực ư? Còn phế tu vi nữa, chuyện này còn khó hơn giết người đấy.
Đa số người lộ vẻ trào phúng, ánh mắt khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Thế này thì không chỉ là phách lối nữa mà là cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là thần vương cảnh hay sao? Có lẽ người này thật sự làm được đấy. Đột nhiên có người mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Sao lại vậy được? Một tiểu tử ngu ngốc mà thôi, sao có thể phế được ai? Có người nghi ngờ. Mấy canh giờ trước Tử Dương Kinh Vân chết ở cửa thành, hắn là người giết. Người kia run giọng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy sợ hãi. Cái gì? Đoàn người kinh hô, tin tức Tử Dương Kinh Vân chết đã truyền khắp Đế Huyết Thành, chỉ là không biết người nào xuất thủ mà thôi. Bây giờ hung thủ đang ở ngay trước mắt, bọn họ không sợ hãi được sao? Tử Dương Kinh Vân có thực lực tương đương Nguyệt Thiên Hạo, địa vị cũng không kém chút nào, vậy mà lại bị người trước mắt này giết chết. Thậm chí Tử Dương Kinh Hồng đã chạy tới mà cũng không làm gì được hắn. Dù không ai biết tên Tiêu Phàm nhưng hung uy của hắn đã truyền khắp Đế Huyết Thành, hiển nhiên là hắn có thực lực để giết Nguyệt Thiên Hạo. Trước đó những người kia đều cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng, nhưng hiện tại không ai dám trào phúng hắn nữa. Ngay cả đám người Thanh Minh, Kiếm Tử cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Lục Vô Song và Nguyệt Thiên Hạo. Tử Dương Kinh Vân chết rồi ư? Nguyệt Thiên Hạo nghe đoàn người nghị luận, sắc mặt thay đổi. Tam công tử, Tử Dương Kinh Vân bị người kia giết chết. Một thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở Nguyệt Thiên Hạo, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Trong lòng Nguyệt Thiên Hạo hơi trầm xuống, cau mày nhìn Tiêu Phàm nói, các hạ, đây là ân oán giữa Huyền Thiên Cổ Vực và Thiên Vũ Vực, ngươi đừng nên nhúng tay, coi như ta nợ ngươi một nhân tình, thế nào? Sắc mặt mấy người Thanh Minh thay đổi, nếu như Kiếm Hồng Trần ra tay với bọn họ thì hôm nay bọn họ sẽ khó thoát khỏi tai kiếp. Ngay sau đó bọn họ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tiêu Phàm chỉ lạnh nhạt đáp, không. Ngươi muốn đối đầu với Huyền Nguyệt Cổ Vực ư? Nguyệt Thiên Hạo trầm giọng, dù hắn ta kiêng kỵ Tiêu Phàm nhưng cũng không e ngại. Hiện tại bên phe hẳn ta có hơn 100 người, có lẽ tiếp đó sẽ có thêm người đến đây, dù người này có mạnh thế nào đi chăng nữa thì hắn có thể tàn sát hơn 100 người sao? Nếu ngươi cho rằng như vậy thì cứ coi như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ngươi! Nguyệt Thiên Hạo nổi giận. Nếu ngươi động thủ, bọn họ có chết không thì ta không rõ, nhưng ngươi chắc chắn không sống được. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con ngươi Nguyệt Thiên Hạo co rụt lại, hắn ta có thể cảm nhận được khí tức nhiếp nhân tâm phách từ trên người Tiêu Phàm. Hắn ta biết rằng nếu mình thật sự động thủ thì Tiêu Phàm chắn chắn sẽ nói được làm được. Hắn ta không hoài nghi thực lực Tiêu Phàm, kẻ này đã giết chết Tử Dương Kinh Vân, đánh lui Tử Dương Kinh Hồng, đây chính là thực lực. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi lo lắng cái gì, hắn muốn chết thì cho hắn chết đi. Trong lúc Nguyệt Thiên Hạo đang do dự, một thanh âm băng lãnh truyền tới. Nghe được thanh âm này, nhiều người nhìn qua thì thấy một thanh niên mặc tử bào đi về phía này, trong mắt sát ý lập lòe. Tử Dương Kinh Hồng. Có người kinh hô, không ngờ Tử Dương Kinh Hồng lại đến đây vào lúc này, hơn nữa còn mang theo mấy chục người. Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cùng lắm là địch nổi Nguyệt Thiên Hạo và hơn trăm người kia mà thôi. Bây giờ Tử Dương Kinh Hồng xuất hiện, Tiêu Phàm tuyệt đối không địch nổi bọn họ. Dù sao Tử Dương Kinh Hồng cũng là một trong những thiên tài đỉnh cấp của Vạn La Đế Vực. Tiêu Phàm có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ tương đương gã ta mà thôi. Có lẽ Tiêu Phàm có thể trốn nhưng đám người Thiên Vũ Vực thì chưa chắc. Sắc mặt đám người Thanh Minh trở nên khó coi, Tiêu Phàm đã trấn nhiếp được Nguyệt Thiên Hạo, bọn họ nghĩ rằng hôm nay có thể thoát được kiếp này, không ngờ Tử Dương Kinh Hồng lại đột nhiên xuất hiện. Không phải Tử Dương Cổ Vực và Huyền Nguyệt Cổ Vực không vừa mắt nhau ư? Giờ bọn họ định liên thủ sao? Có gì đâu, tiểu tử kia giết Tử Dương Kinh Vân, Tử Dương Kinh Hồng muốn báo thù, Nguyệt Thiên Hạo cũng không bỏ qua cho đám người Thiên Vũ Vực. Tiểu tử kia lại muốn giúp đỡ, đương nhiên Nguyệt Thiên Hạo cũng sẽ không buông tha cho hắn. Địch nhân của địch nhân thì chính là bằng hữu, muốn trách thì phải trách tiểu tử kia đắc tội với người cả hai bên, lần này bọn họ khó thoát khỏi tai kiếp rồi. Đoàn người xì xào bàn tán, bọn họ cảm thấy Tiêu Phàm và đám người Thiên Vũ Vực đều chỉ còn một con đường chết. Tử Dương Cổ Vực liên thủ cùng Huyền Nguyệt Cổ Vực là chuyện chưa bao giờ có, đám người Tiêu Phàm không chỉ phải đối mặt với Tử Dương Kinh Hồng và Nguyệt Thiên Hạo, mà còn có gần 200 cường giả cổ thần cảnh dưới trướng bọn họ. Tiểu tử, ta đã nói rằng sẽ xé xác ngươi, chỉ không ngờ kết cục này lại đến nhanh như vậy. Tử Dương Kinh Hồng cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Khi gã ta biết Nguyệt Thiên Hạo định động thủ với tu sĩ Thiên Vũ Vực, thì vội vàng triệu hoán mấy chục người chạy đến đây, nhưng gã không ngờ người Nguyệt Thiên Hạo muốn đối phó lại là Tiêu Phàm. E rằng ngươi sẽ phải thất vọng thôi. Tiêu Phàm cười nhạt, thần sắc bình tĩnh như thường, căn bản không sợ hãi chút nào. Làm sao? Ngươi nghĩ mình có thể sống qua hôm nay ư? Hay ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi trong Đế Huyết Thành? Tử Dương Kinh Hồng cười gằn, kẻ khác không dám động thủ trong Đế Huyết Thành không có nghĩa Tử Dương Kinh Hồng không dám, 100 điểm quân công mà thôi, nó chẳng đáng là gì với gã. Ngươi yên tâm, trước đó ngươi giết người của ta như thế nào, bây giờ ta cũng sẽ làm y như thế với người của ngươi, ta muốn khiến ngươi tuyệt vọng, phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Tử Dương Kinh Hồng càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ.
Tiêu Phàm thì vẫn đạm nhiên như gió, không có giác ngộ của người ở trong tuyệt cảnh. Kiếm huynh, ta biết ngươi cường đại, chạy thoát khỏi đây không thành vấn đề, ta sẽ dùng hết sức ngăn chặn bọn họ. Thanh Minh hít sâu một hơi nói. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, đám người Long Phi Vũ, Kiếm Tử và Tần Sở đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn, chẳng lẽ người này có thể thoát khỏi vòng vây sao? Không cần, chúng ta đều sẽ sống sót. Tiêu Phàm cười nhìn Thanh Minh, cho đám người ánh mắt trấn an. Tiểu tử này vẫn còn đang nằm mơ à? Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện sống sót ư? Đoàn người lắc đầu. Tử Dương Kinh Hồng, Nguyệt Thiên Hạo, còn có Thần Vô Tâm giấu đầu lộ đuôi, ngại quá, lần này phải khiến các ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm không để ý tới lời nói của đám người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái gì? Thần Vô Tâm? Đoàn người kinh hãi. Chẳng lẽ Thần Vô Tâm đang lẩn trốn đâu đó quanh đây ư? Vậy chẳng phải là có đến ba cổ vực muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết sao? Đoàn người hít sâu một hơi. Giết hắn. Một tiếng hét lớn truyền đến, nơi xa, mấy thân ảnh bay tới, người cầm đầu là Thần Vô Tâm. Đám người Thanh Minh vô cùng khẩn trương lo lắng nhưng Tiêu Phàm chỉ cười nhìn đám người. Hắn lấy ra một khay ngọc nói, mọi người đừng phản kháng, lên đây cả đi. Dứt lời, Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ quyết, khay ngọc trong tay hắn đột nhiên phóng ra quang hoa hừng hực bao phủ đám người. Trận bàn truyền tống. Tử Dương Kinh Hồng nghe được thanh âm Thần Vô Tâm thì thầm nói không ổn, chắc chắn Tiêu Phàm còn hậu chiêu nào đó, biểu hiện của hắn quá vân đạm phong khinh. Nhưng gã không ngờ trong tay Tiêu Phàm lại có trận bàn truyền tống, chẳng trách hắn lại không sợ bọn họ. Giết hắn. Tử Dương Kinh Hồng bình tĩnh lại, gã gầm thét, dẫn đầu xông tới. Nguyệt Thiên Hạo cũng xông lên không chút do dự, hắn ta biết nếu đám người Tiêu Phàm thành công dùng trận bàn truyền tống chạy trốn thì về sau sẽ khó tìm được bọn họ. Thấy đám người Thanh Minh biến mất, mấy người càng thêm lo lắng. Mọi người cũng trợn tròn mắt, không ai ngờ Tiêu Phàm lại dùng đến chiêu này, bọn họ vốn đang chờ mong phe Tiêu Phàm sẽ đại chiến một trận với đám người kia. Tạm thời để cái đầu lại trên cổ các ngươi, lần sau ta sẽ lấy mạng chó của từng người. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua toàn trường, sau đó bước vào truyền tống trận. Oanh! Công kích của Tử Dương Kinh Hồng và Nguyệt Thiên Hạo đã đến, đánh nát trận bàn truyền tống, tiếc là đám người Tiêu Phàm đã thành công chạy trốn. Nguyệt Thiên Hạo ngửa mặt lên trời gầm thét, một cỗ hàn ý nhiếp nhân tâm phách bộc phát ra, hư không nổi băng xương, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn ta mang theo hơn 100 người chạy đến đây, vốn nghĩ rằng có thể giết sạch tu sĩ Thiên Vũ vực, nhưng hắn ta không ngờ Tiêu Phàm lại có thủ đoạn bậc này, có thể trực tiếp chạy trốn. Tử Dương Kinh Hồng, người kia rốt cuộc là ai? Nguyệt Thiên Hạo kiềm nén lửa giận, quay đầu nhìn về phía Tử Dương Kinh Hồng. Tử Dương Kinh Hồng rất khó chịu với ngữ khí của hắn ta, trầm giọng nói, Nguyệt Thiên Huyền mới có tư cách nói chuyện cùng ta, ngươi thì tính là thứ gì? Ngươi! Nguyệt Thiên Hạo sát ý tăng vọt, nhưng lời vừa đến miệng thì lại phải nuốt xuống. Xét về thực lực, hắn ta không phải đối thủ của Tử Dương Kinh Hồng, nếu thật sự động thủ thì hắn ta sẽ chẳng có chút lợi thế nào. Hai vị! Lúc này, Thần Vô Tâm đột nhiên đi tới chỗ hai người. Các ngươi đều muốn giết hắn, ta cũng muốn giết hắn, sao không hợp tác một lần? Hợp tác thế nào? Nguyệt Thiên Hạo nhíu mày, có chút kiêng kỵ Thần Vô Tâm. Tử Dương Kinh Hồng trầm mặc nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của Thần Vô Tâm. Có vẻ người kia rất quan tâm đến người Thiên Vũ vực, như vậy chúng ta chỉ cần bắt sống mấy tu sĩ Thiên Vũ vực, để dụ hắn đến không phải là được rồi sao? Thần Vô Tâm truyền âm cho hai người. E rằng tu sĩ Thiên Vũ vực bình thường không có tác dụng. Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu. Tiêu Phàm cường đại như thế, tâm tính chắc chắn không tầm thường, người bình thường có thể khiến Tiêu Phàm đến chịu chết sao? Có lẽ tu sĩ Thiên Vũ vực bình thường thì vô dụng, nhưng nếu là rất nhiều người bình thường thì sao? Nguyệt Thiên Hạo cười tà ác, con người băng lãnh. Hả? Thần Vô Tâm ngoài ý muốn nhìn Nguyệt Thiên Hạo. Nguyệt Thiên Hạo đắc ý nói, hơn nữa trong tay ta còn có một nữ nhân Thiên Võ Thần Sơn, chắc chắn có thể hấp dẫn những người kia, đến lúc đó chúng ta lại một mẻ hốt gọn. Biện pháp này không tồi. Thần Vô Tâm gật đầu, thấy Tử Dương Kinh Hồng không nói gì, gã lại nói, hai vị có thể cho tại hạ mặt mũi, tạm thời bỏ qua ân oán được không? Được. Nguyệt Thiên Hạo gật đầu, Tử Dương Kinh Hồng vẫn im lặng, nhưng không hề phản đối. Vậy bây giờ bắt đầu hành động đi, đầu tiên lan truyền tin tức trước. Thần Vô Tâm trầm giọng, gã hận không thể khiến Tiêu Phàm lập tức chết trước mặt mình. Sau khi đám người Tiêu Phàm rời đi thông qua truyền tống trận, bọn họ truyền tống không xa, chỉ đến bên ngoài Đế Huyết Thành. Trước khi tiến vào Đế Huyết Thành, Tiêu Phàm đã chuẩn bị sẵn, nếu không hắn cũng không dám giết người không kiêng nể gì bên ngoài Đế Huyết Thành. Cho dù có cường giả thần vương, thì Tiêu Phàm vẫn tự tin rằng mình có thể bình an chạy trốn. Mọi người không sao chứ? Tiêu Phàm nhìn về phía đám người. Đa tạ kiếm huynh xuất thủ. Đám người lắc đầu, sau đó chắp tay nói với Tiêu Phàm, bọn họ không ngờ hôm nay lại có thể tránh được một kiếp. Tiêu Phàm khoát tay, lơ đĩnh nói, mọi người đều là người Thiên Vũ vực, đừng khách khí như thế. Kiếm huynh là người Thiên Vũ vực ư? Kiếm Tử đám người nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ta và Tiêu Phàm là bằng hữu.
Tiêu Phàm gật đầu, hắn không muốn bại lộ thân phận chân chính của bản thân. Công tử, giờ chúng ta đi đâu? Lôi Viên Vương nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, bãn nãy gã vô cùng khẩn trương. Bọn họ muốn giết ta đương nhiên không thể buông tha cho bọn họ như vậy, đã muốn làm thì phải làm một trận lớn. Tiêu Phàm híp mắt, sát khí tỏa ra bốn phía. Kiếm công tử, Thanh Mộc Tuyển sư tỷ vẫn còn nằm trong tay bọn họ, nếu bọn họ mang Thanh Mộc Tuyển sư tỷ và những người khác ra uy hiếp ngươi thì sao? Thanh Dạ Vũ lo lắng hỏi. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn quên mất chuyện không ít tu sĩ Thiên Vũ vực rơi vào trong tay đám người Nguyệt Thiên Hạo. Sau khi trầm ngâm một lát, Tiêu Phàm nói, Tiểu Bạch, Tiểu Lôi và các vị nữa, các ngươi hãy ở lại đây, ta sẽ về Đế Huyết Thành một chuyến. Không được, quá nguy hiểm. Thanh Linh phản đối không chút do dự. Nếu ta đi, ngươi cảm thấy rất khó sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười, thấy bọn họ vẫn còn muốn nói gì đó thì hắn lại nói, hơn nữa ta muốn các ngươi ở lại đây cũng không phải là chờ đợi mà không làm gì, ta có chút việc cần các ngươi giúp. Kiếm huynh cứ việc phân phó. Long Phi Vũ đáp lại không chút do dự, hôm nay Tiêu Phàm cứu bọn họ một mạng, đương nhiên bọn họ sẽ không do dự giúp lại hắn. Đa tạ. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Ma, lấy ra một trận bàn nói, Tiểu Bạch, lần này ngươi đừng giả vờ không hiểu. Yên tâm, bản đế sẽ giải quyết trong một ngày, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Ánh mắt Bạch Ma lóe lên, cuối cùng vẫn tiếp nhận khay ngọc trong tay Tiêu Phàm. Đám người không biết Tiêu Phàm và Bạch Ma nói chuyện gì nhưng khi nghe thấy Bạch Ma nói chuyện thì trong lòng đều chấn động. Ánh mắt hai người Kiếm Tử và Thi Hoàng Tử lóe lên, bọn họ nhìn nhau, dường như đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Con chó trắng nhỏ của Tiêu Huynh cũng tên là Tiểu Bạch, hơn nữa còn tự xưng là bản đế đúng không? Kiếm Tử truyền âm hỏi Thi Hoàng Tử. Ngươi hoài nghi Kiếm Huynh là Tiêu Phàm ư? Ánh mắt Thi Hoàng Tử bồi hồi giữa Tiêu Phàm và Bạch Ma. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ sao? Kiếm Tử cười nhẹ truyền âm. Tiêu Phàm không biết hai người này nghĩ gì, giao phó cho Bạch Ma xong, hắn liền chuẩn bị chui vào Đế Huyết Thành. Kiếm công tử, ta đi với ngươi. Thanh Dạ Vũ khẽ cắn môi, hít sâu một hơi nói. Tiểu muội, ngươi đi thì chỉ làm liên lụy đến Kiếm Huynh mà thôi. Thanh Minh vội vàng cản lại, hắn tin rằng với thực lực Tiêu Phàm thì không ai có thể ngăn cản hắn rời đi. Nhưng Thanh Dạ Vũ đi cùng thì không biết sẽ ra sao. Cũng được, ta cũng không quen biết người Thiên Vũ vực. Thanh Minh không ngờ Tiêu Phàm lại gật đầu đáp ứng. Yên tâm, ta nhất định sẽ mang nàng bình an trở về. Tiêu Phàm đã nói như vậy thì Thanh Minh còn có thể nói gì nữa. Đám người đưa mắt nhìn Tiêu Phàm và Thanh Dạ Vũ rời đi. Sau đó bọn họ nhìn Bạch Ma, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Các ngươi hãy cứ gọi ta là Bạch Đế, vị này là Lôi Viên Vương. Bạch Ma ho khan một tiếng rồi nói. Bạch Đế, Lôi Viên Vương tiền bối. Hiện tại chúng ta cần làm gì? Thanh Minh không cảm thấy có gì không ổn, khí tức của hai người này đều mạnh hơn bọn họ nhiều. Bố trí một tuyệt thế sát trận, diệt đám người ba cổ vực kia. Bạch Ma lạnh lùng phun ra một câu, sát ý mãnh liệt, Tiêu Phàm và Thanh Dạ Vũ chui vào Đế Huyết Thành. Khi hai người còn cách cửa thành không xa, thì phát hiện có không ít đội ngũ tuần tra đang kiểm tra. Kiếm công tử, làm sao bây giờ? Thanh Dạ Vũ lo lắng hỏi, nàng không ngờ chuyện này lại thành như vậy, nàng cho rằng có Tiêu Phàm ở đây thì có thể tùy tiện tiến vào Đế Huyết Thành. Cứ nghe ta, không sao đâu. Tiêu Phàm cười nhạt. Dứt lời, hắn đột nhiên ôm lấy Thanh Dạ Vũ. A, Thanh Dạ Vũ sợ hãi kêu một tiếng, nàng không ngờ Tiêu Phàm lại ôm mình. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc như thế với nam nhân. Nhịp tim lập tức gia tốc như muốn vọt ra từ cuống họng, sắc mặt đỏ bừng như táo đỏ, kiều nộn ướt át. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, dung nhan mỹ mạo của Thanh Dạ Vũ rất nổi bật, xếp trên tất cả nữ nhân hắn từng gặp. Da thịt trắng như tuyết, eo thon yêu kiều một tay ôm trộn. Dáng người ngạo nghễ, không có điểm nào là không phải tuyệt thế vưu vật. Nhiều năm qua, ngoại trừ tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc như thế với một nữ tử, trong lòng khó tránh khỏi rung động. Thanh Dạ Vũ do dự, tay vòng quanh cổ Tiêu Phàm, khuôn mặt rúc vào trong ngực hắn, có cảm giác như chim non nép vào người, bộ dáng vô cùng mập mờ. Tiêu Phàm muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, trong lòng có chút hối hận vì đã mang Thanh Dạ Vũ đến đây. Đột nhiên, dưới chân Tiêu Phàm xuất hiện Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa, nhanh chóng lao về hướng cửa thành, tốc độ cực nhanh. Khi tới gần cửa thành, Tiêu Phàm đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, hóa thành một trận gió, không ai bắt được bóng dáng hắn. Tốc độ kia nhanh như thuấn di, trong nháy mắt Tiêu Phàm đã xông vào Đế Huyết Thành. Gió lớn quá, lạ thật. Tướng sĩ tuần tra nhìn bốn phía, cuối cùng phiền muộn than. Tiếp tục tuần tra, đừng buông tha cho bất kỳ người Thiên Vũ vực nào. Một tướng sĩ khác quát khẽ, không phát hiện chuyện dị thường. Ở một xó xỉnh trong Đế Huyết Thành, Tiêu Phàm ôm Thanh Dạ Vũ lách mình xuất hiện, thấy quanh đó không có ai thì thở dài một hơi. Này, xuống được rồi. Tiêu Phàm nhìn Thanh Dạ Vũ trong ngực, quát khẽ. Hà, đến rồi ư? Thanh Dạ Vũ quay mặt ra khỏi lồng ngực Tiêu Phàm, khi thấy cảnh sắc bốn phía, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đến rồi, ngươi có thể xuống rồi. Tiêu Phàm đã buông Thanh Dạ Vũ nhưng đôi tay nàng vẫn quấn quanh cổ hắn khiến Tiêu Phàm có chút buồn bực.
Thanh Dạ Vũ nghe vậy thì vội vàng buông tay, đúng lúc đôi mắt chạm phải ánh mắt Tiêu Phàm, có thể nghe được hơi thở nặng nề mơ hồ của hắn, cũng có thể ngửi được hương vị đặc thù trên người nam nhân. Thanh Dạ Vũ vụng trộm hít sâu vài hơi, như sợ không còn cơ hội tiếp xúc khoảng cách với hắn. Đột nhiên, Thanh Dạ Vũ phát hiện bản thân thật bị thứ gì đó chọc vào, dịu dàng nói, Kiếm công tử, kiếm ngươi chọc vào ta rồi. Kiếm của ta chọc ngươi. Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ run rẩy, lập tức nghĩ ra điều gì đó, trong lòng thầm mắng, cuối cùng bản thân vẫn là thanh niên huyết khí phương cương, tiếp xúc với tuyệt thế vư vật ở khoảng cách gần như vậy mà không có phản ứng, thì thật sự không phải nam nhân. Tiêu Phàm phiền muộn phát hiện nàng ta còn hiếu kỳ cúi đầu nhìn, một tay muốn đưa tới chỗ chuôi kiếm này. Ngươi không được sờ nó. Tiêu Phàm vội vàng quay người, vận chuyển thần lực chậm rãi ép huyết khí xuống, trong lòng xấu hổ không thôi. Nhiều năm qua, Tiêu Phàm chưa bao giờ gặp chuyện cẩu huyết như thế, chỉ có thể ra vẻ chấn định đi sâu vào trong ngõ. Thanh Dạ Vũ như nhớ tới điều gì đó, gương mặt thẹn thùng, sắc đỏ lan từ bên tai đến tận cổ, trong lòng ngượng ngập nói, Thanh Dạ Vũ, ngươi vừa làm cái gì vậy chứ? Thấy Tiêu Phàm đi xa, Thanh Dạ Vũ vội vàng đi theo, nếu đám người U Vân Phủ, nhìn thấy thiên chi kiều nữ trong mắt bọn họ lại như một thiếu nữ nhỏ bé thế này, thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm điềm nhiên như không có việc gì, tùy ý tìm một người ở trên đường hỏi vị trí cung điện huyền thiên cổ vực. Không lâu sau, hai người đã thấy một tòa cung điện tràn đầy khí tức cổ lão. Kiếm công tử, chúng ta cứ như thế đi đến đó ư? Thanh Dạ Vũ lo lắng. Vậy ngươi muốn qua đó thế nào? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Thanh Dạ Vũ, sau đó cười nói, yên tâm đi, có lẽ đám người Nguyệt Thiên Hạo đang truy sát chúng ta, nơi này không có ai đâu, ta tin ngươi. Thanh Dạ Vũ gật đầu, sự cường đại của Tiêu Phàm đã hoàn toàn chinh phục nàng, nhưng nàng không biết Tiêu Phàm vốn chẳng có ý nghĩ gì với mình. Tuy Tiêu Phàm nói vậy nhưng thân thể vẫn chậm rãi thay đổi. Khi thấy hắn thay đổi hình dạng, Thanh Dạ Vũ sợ hãi. Kiếm công tử, ngươi đây là... Thanh Dạ Vũ kinh hãi, bởi vì khuôn mặt Tiêu Phàm đã biến thành bộ dáng Nguyệt Thiên Hạo. Nếu không tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm biến hóa thì Thanh Dạ Vũ sẽ nghĩ kẻ trước mắt này chính là Nguyệt Thiên Hạo, bởi vì ngay cả dao động thần lực cũng giống y như đúc. Đi phía sau ta, ta mang ngươi đi vào. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Thanh Dạ Vũ còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Phàm đã đạp không bay lên, trực tiếp vào về hướng cung điện. Công tử, sao ngài lại trở về rồi? Mấy tu sĩ ở cửa cung điện thấy Nguyệt Thiên Hạo trở về thì vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Trông chừng nơi đây, đừng để bất cứ kẻ nào tiến vào. Tiêu Phàm lạnh lùng ra lệnh, thậm chí thanh âm cũng giống nhau như đúc. Vâng. Mấy người không dám phản bác, cung kính gật đầu. Bọn họ liếc thấy Thanh Dạ Vũ, dung nhan tuyệt thế kia khiến nội tâm bọn họ sao động, có xúc động muốn lập tức nhào lên. Đi, chúng ta hãy cùng nhau sung sướng một phen nào. Tiêu Phàm ôm vai Thanh Dạ Vũ, không kiêng nể gì đi vào cung điện. Thanh Dạ Vũ thẹn thùng mặc cho Tiêu Phàm ôm, đầu nhẹ nhàng tựa trên bờ vai hắn, bộ dáng hưởng thụ. Kỳ quái, không phải Thanh Dạ Vũ chạy rồi sao? Hơn nữa, không phải nàng kiên quyết không đi theo công tử sao? Sao lại như chim non nép vào người như vậy? Một tu sĩ thanh bảo nghi ngờ. Nhìn bộ dáng phóng đãng của nàng là biết trước đó chỉ cố ý câu công tử mà thôi, một nữ tử thiên vũ vực nho nhỏ có thể trở thành nữ nhân của công tử là phúc phận tu luyện mấy đời mới có được của nàng ta. Một tu sĩ khác ghen ghét nói. Nhỏ giọng lại, đừng để công tử nghe được, nhưng kể ra thì nếu ta được điên cuồng một đêm cùng nàng, thì dù giảm thọ 10 năm ta cũng vẫn nguyện ý. Tu sĩ thanh bào nói nhỏ. Ngừng, đối với tu sĩ cổ thần cảnh mà nói 10 năm thì tính là cái gì, bảo lão tử giảm thọ 100 năm ta cũng nguyện ý. Một tu sĩ khác cười nói. Lời nói của những người này rơi hết vào tai Tiêu Phàm và Thanh Dạ Vũ. Thanh Dạ Vũ vừa thẹn vừa giận, vừa định ra tay thì Tiêu Phàm đã đóng cửa điện. Trong đại điện không có một ai, Tiêu Phàm đã dùng lực lượng linh hồn dò xét vậy, nên mới tiến vào không kiêng nể gì như vậy. Nơi này có mấy gian thiên điện, xem có giam giữ người nào ở đây không. Tiêu Phàm giả vờ như không biết gì cả, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Thanh Dạ Vũ, bản thân thì đi đến một thiên điện. Được. Thanh Dạ Vũ gật đầu đi về một bên khác, bọn họ đến đây giải cứu tu sĩ thiên vũ vực, mọi chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên. Tiêu Phàm đi tới trước một gian thiên điện, cửa thiên điện bố trí mấy đạo cấm chế, nhưng chúng chẳng là gì đối với thần điêu sư như Tiêu Phàm. Nhanh tới chỗ ta. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Thanh Dạ Vũ, cấm chế này không là gì với hắn nhưng chưa chắc Thanh Dạ Vũ đã phá được, nhỡ đâu gây ra động tĩnh lớn thì khó tránh khỏi kinh động đến người bên ngoài. Thanh Dạ Vũ đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm kết ấn, cấm chế trên cửa lập tức tiêu tán. Ầm, cửa điện mở ra, mùi thối mục nát tốc thẳng vào mặt, Tiêu Phàm và Thanh Dạ Vũ biến sắc, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ánh sáng trong thiên điện lờ mờ nhưng hai người lại nhìn rõ toàn bộ cảnh vật bên trong, lửa giận lập tức sộc thẳng lên não. Tiêu Phàm còn phát ra sát khí, cả tòa đại điện như biến thành hầm băng vạn năm. Trong tầm mắt hai người là một thi thể đã thối rữa, có thể nhìn ra đó là một nữ tử. Trên người nữ tử này không mảnh vải che thân, toàn bộ thân thể bại lộ trong không khí, bộ dáng vô cùng thê thảm.
hèn hạ vô sỉ hạ lưu, đáng bầm thây vạn đoạn, không đáng được chết yên lành. Thanh Dạ Vũ run rẩy kịch liệt, răng nghiến kèn kẹt. Tiêu Phàm cũng không tốt hơn, tử trạng của nữ tử kia quá thê thảm, người bình thường không thể làm ra chuyện này, chỉ có thể là súc sinh. Thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Phàm càng thêm quyết tâm giết chết Nguyệt Thiên Hạo. Tiêu Phàm nhìn một vòng quanh thiên điện, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vỗ bả vai Thanh Dạ Vũ nói, mang thi thể nàng đi tìm chỗ nào đó an táng. Tiêu Phàm không khinh nhờn thi thể nữ tử kia, dù là người chết thì hắn vẫn sẽ tôn trọng. Thanh Dạ Vũ gật đầu, trong lòng nàng nghĩ xa hơn, nếu Tiêu Phàm không cứu được nàng thì có phải kết cục của nàng cũng sẽ như vậy, hay không? Chỉ tưởng tượng thôi mà Thanh Dạ Vũ đã run lên một cái, nàng nằm mơ cũng không muốn có loại kết cục này. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt Thanh Dạ Vũ lóe qua ánh sáng nhu hòa, trong lòng chậm rãi tự nhủ, nam nhân thì nên chính trực như kiếm công tử. Thanh Dạ Vũ hít sâu một hơi, quay người đến gần gian phòng, Tiêu Phàm đi tới thiên điện tiếp theo. Mở thiên điện ra, Tiêu Phàm hoàn toàn ngây ngốc, toàn thân run rẩy kịch liệt hơn, mặt lạnh như băng xương, trên trán nổi gân xanh. Tiêu Phàm khẽ cắn môi nhắm hai mắt lại, lúc này, Thanh Dạ Vũ ra khỏi thiên điện bên kia, trong mắt hàm chứa nước mắt, nghẹn ngào nói, kiếm công tử, người này là một sư tỷ tử Vũ Phong, nàng chết thật thê thảm. Nguyệt Thiên Hạo là súc sinh, giết hắn là tiện nghi cho hắn rồi. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, oán hận tránh ra, thân thể hơi run rẩy. Thanh Dạ Vũ không hiểu vì sao, chậm rãi đi về hướng thiên điện thứ hai, khi nàng nhìn thấy tất cả bên trong, thân thể mềm mại run lên, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Thanh Dạ Vũ, hắn có chút hối hận vì đã mang Thanh Dạ Vũ đến đây. Thanh Dạ Vũ ôm miệng, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào kêu lên, Vũ Nhu tỷ. Thanh Dạ Vũ ôm miệng, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào kêu lên, Vũ Nhu tỷ. Trong thiên điện thứ hai cũng có thi thể một nữ tử, váy dài nửa người trên vỡ nát, những chỗ khác cũng lộ ra trong không khí, máu tươi quanh đó đã biến thành màu đen. Không phải các ngươi nói Vũ Nhu tiên tử đã chết sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi. Thanh Minh nói rằng đã tận mắt chứng kiến Vũ Nhu tiên tử và Mặc Lâm bị giết, nhưng bây giờ tại sao thi thể Vũ Nhu tiên tử lại ở đây? Súc sinh, nàng chết rồi mà Nguyệt Thiên Hạo cũng không buông tha. Thanh Dạ Vũ oán hận gầm rú. Trong mắt Tiêu Phàm bắn ra hai cỗ lệ khí, tuy hắn đã có phỏng đoán, nhưng khi được Thanh Dạ Vũ chứng thực thì nội tâm vẫn không bình tĩnh nổi. Ngay cả người chết mà cũng muốn lăng nhục, đây không phải hành vi của súc sinh thì là cái gì? Rồi ta sẽ moi tim gã ra để xem gã có phải con người hay không? Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Hắn giết vô số người, cũng từng gặp không ít cảnh tượng máu chảy thành sông, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự tình thế này, chuyện này hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Là con người thì phải biết có việc nên làm, có việc không nên làm. Chỉ ít Tiêu Phàm cảm thấy hành động gây nên cảnh tượng trước mặt này tuyệt đối không phải chuyện mà một con người sẽ làm. Nguyệt Thiên Hạo tuyệt đối là một tên súc sinh. Không, gã còn không bằng súc sinh. Kiếm công tử, xin hãy giữ bí mật, đừng để ca ta biết việc này, nếu không hắn sẽ phát điên mất. Thanh Dạ Vũ sắc mặt trắng bệch khẩn cầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không biết mở miệng như thế nào, hồi lâu sau hắn mới nói, đứng ở góc độ của ta. Một nam nhân có quyền lợi biết mọi chuyện về nữ nhân mà mình thích, cũng có trách nhiệm báo thù cho nữ nhân mình âu yếm. Thanh Dạ Vũ khẽ run, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm chăm chú, cuối cùng nàng cắn răng không nói gì nữa, hiển nhiên là đã chấp nhận với ý nghĩ của Tiêu Phàm. Trong lòng nàng thì đang trầm tư, nếu chuyện này xảy ra với nàng thì chẳng lẽ nàng cũng muốn giấu giếm sao? Thanh Dạ Vũ hít sâu một hơi, đi vào thiên điện, cất thi thể Vũ Nhu tiên tử vào trong càn khôn giới. Tiêu Phàm lại tiến đến gian thiên điện tiếp theo, nhưng lần này hắn không dám mở ra. Nhỡ đâu bên trong lại là cảnh tượng như trước thì sao? Dù các nàng chết rồi thì vẫn nên yên nghỉ dưới lòng đất. Tiêu Phàm cắn răng nói. Những nữ tử chết đi cơ bản đều là người Thiên Vũ Vực, Tiêu Phàm cũng xem như tu sĩ Thiên Vũ Vực, có trách nhiệm mang thi thể các nàng đi. Tiêu Phàm vẫn mở ra thiên điện tiếp theo, quả nhiên như hắn sở liệu, bên trong cũng là thi thể nữ tử. Đây là một vị sư muội Bách Lý Nhất Mạch, từng gặp mặt một lần. Giọng Thanh Dạ Vũ hơi suy yếu, thân là nữ nhân, nàng rất đồng cảm với hoàn cảnh này. Nàng lại đưa thi thể nữ tử kia vào trong càn khôn giới. Đây là một vị sư tỷ Thanh Mộc Nhất Mạch. Đây là một vị sư muội Thất Tinh Phủ. Mỗi khi nhìn thấy một thi thể, giọng Thanh Dạ Vũ đều nhỏ đi một chút. Hai bên đại điện có 10 tòa thiên điện, Tiêu Phàm đã mở ra 9 tòa, trong mỗi tòa đều có một bộ thi thể. Tiêu Phàm đứng trước thiên điện cuối cùng, hắn có chút chần chừ, trong lòng bắt đầu kinh hoàng, không biết người chết bên trong là ai. 9 nữ tử kia vốn là thiên chi kiêu nữ số 1 số 2 của Thiên Vũ Vực, được tu sĩ Thiên Vũ Vực ái mộ. Nhưng bây giờ đều chết trong tay tên cầm thú Nguyệt Thiên Hạo kia. Nếu hiện tại nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ giết chết gã bất chấp quy củ Đế Huyết Thành. Nguyệt Thiên Hạo, hiện tại tốt nhất ngươi đừng nên trở về. Nếu không ta nhất định sẽ rút gân lột ra ngươi, nhưng làm vậy thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng thầm nhủ. Kiếm công tử, mở ra đi. Thanh Dạ Vũ cũng đã chết lặng, trên mặt không còn huyết sắc.
Tiêu Phàm gật đầu kết ấn, khi cấm chế của Gian Thiên Điện cuối cùng bắt đầu tiêu tán, Tiêu Phàm không dám mở cửa điện, để ta. Thanh Dạ Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, để ta đi. Tiêu Phàm lắc đầu, thấy Thanh Dạ Vũ đứng còn không vững, hắn biết rằng có vài chuyện nam nhân nên làm vẫn hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đưa tay chậm rãi đẩy cửa điện, động tác của hắn rất chậm, bởi vì trong lòng của hắn còn ôm chút tia may mắn, hy vọng người trong thiên điện này có thể sống sót. Cánh cửa không quá nặng nhưng Tiêu Phàm phải mất mấy tức mới mở ra một khe hở nhỏ. Vụt! Đúng lúc khe hở hé ra, một đạo lợi quang đột nhiên xông thẳng ra từ trong khe, lao về phía mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được lợi quang thì thân thể lui về phía sau theo bản năng, đồng thời xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đẩy, đạo lợi quang vỡ nát khi bị trưởng cương va chạm, đồng thời, khí thế trưởng cương của hắn không giảm chút nào, tiếp tục lao đi, cửa điện nổ tung. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, một cỗ khí tức mạnh mẽ tuyệt đối nghiền ép bao phủ cả tòa thiên điện, cảnh tượng bên trong lập tức bại lộ trước mắt hắn. Trên giường, một nữ tử toàn thân rách rưới đang đỡ thân ngồi dậy, thân thể gần như bại lộ hoàn toàn. Nhưng Tiêu Phàm không để tâm đến thân thể nàng mà là gương mặt nàng, hắn lộ vẻ vui mừng. Vẫn còn một người sống sót, hắn chưa đến quá muộn, nếu không nữ tử này chắc chắn cũng sẽ chết ở đây. Nhưng nụ cười của hắn ở trong mắt nữ tử kia lại chẳng khác gì nụ cười của ma quỷ. Nữ tử mặc kệ thân thể lõa lồ, bàn tay hóa chảo tấn công Tiêu Phàm. Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, ngươi còn sống. Khi nữ tử lao ra khỏi phòng, Thanh Dạ Vũ lập tức kinh hỉ hét lớn. Nữ tử này chính là Thanh Mộc Tuyền, sau khi bị Nguyệt Thiên Hạo bắt tới đây, mỗi ngày nàng đều bị Nguyệt Thiên Hạo trà đạp một lần. Dạ Vũ sư muội, sao ngươi lại ở đây? Thanh Mộc Tuyền nhìn thấy Thanh Dạ Vũ thì kinh hãi, đây cũng là câu nói đầu tiên của nàng sau mấy tháng bị cầm tù. Sau đó nàng dùng ánh mắt cừu hận, sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dù nàng đứng không vững, nhưng cỗ sát ý kia khiến Tiêu Phàm cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thù hận sâu sắc cỡ nào mới khiến nàng bộc phát ra sát khí lớn như thế? Không đợi Tiêu Phàm bình tĩnh lại, Thanh Mộc Tuyền đã lao đến, đánh một chưởng về hướng Tiêu Phàm. Nàng bị Nguyệt Thiên Hạo tàn phá mấy tháng, ở thời khắc này toàn bộ đều bại lộ ra. Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, dừng tay. Thanh Dạ Vũ kêu to, nàng không ngờ Thanh Mộc Tuyền lại muốn giết Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo còn không bằng cầm thú, ngươi mà che chở hắn thì ta sẽ giết cả ngươi. Thanh Mộc Tuyền lạnh lùng liếc Thanh Dạ Vũ, ra tay không chút do dự. Thanh Dạ Vũ sợ hãi nhưng vẫn vội vàng hét lớn, hắn không phải Nguyệt Thiên Hạo, hắn là Kiếm Hồng Trần Kiếm Công Tử. Thanh Mộc Tuyền không tin, một trường gần như dùng hết toàn bộ lực lượng đánh ra không chút do dự. Tiêu Phàm không muốn thương tổn Thanh Mộc Tuyền, hắn dùng một trường đẩy lui nàng, trầm giọng nói, Thanh Mộc Tuyền, ta không phải Nguyệt Thiên Hạo. Dứt lời, không đợi Thanh Mộc Tuyền phản ứng, Tiêu Phàm đã biến về bộ dáng Kiếm Hồng Trần. Thanh Mộc Tuyền định động thủ lần nữa, nhưng thấy bộ dáng Tiêu Phàm như vậy thì vội vàng ngừng lại. Nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi thật sự không phải Nguyệt Thiên Hạo ư? Không phải, ta là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó mở tay, một áo bào nam xuất hiện, hắn ném nó cho Thanh Mộc Tuyền. Sắc mặt Thanh Mộc Tuyền hơi đỏ lên, dù đã bị Nguyệt Thiên Hạo giày xéo nhiều lần, nhưng nàng vẫn không quen bại lộ thân thể trước mặt nam nhân. Tiêu Phàm quay đầu đi chỗ khác, yên lặng chờ đợi Thanh Mộc Tuyền mặc y phục. Ta đã là tàn hoa bại liễu, ô uế mắt kiếm công tử rồi. Thanh Mộc Tuyền đã tin tưởng Tiêu Phàm. Nếu như là Nguyệt Thiên Hạo thì ánh mắt kia sẽ không sạch sẽ như thế. Ngươi nói quá lời rồi, ở trong mắt ta, ngươi là nữ trung hào kiệt của Thiên Vũ Vực. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn không định bợ nàng mà thật sự nói ra lời tán thưởng xuất phát từ nội tâm. Từ chuyện vừa rồi, Tiêu Phàm cũng đã đoán được một chút. Trong lúc Thanh Mộc Tuyền bị Nguyệt Thiên Hạo giam cầm chắc chắn đã bị phong ấn tu vi, thậm chí bị cướp mất càn khôn giới, tình cảnh như Thanh Dạ Vũ lúc trước. Nhưng Thanh Mộc Tuyền lại nhịn nhục, cưỡng chế phá vỡ phong ấn tu vi. Muốn ám giết Nguyệt Thiên Hạo báo thù ở thời điểm then chốt, chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là tinh anh Tu La Điện, bồi dưỡng thì cũng hiếm có người nào có thể làm được đến bước này. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Thanh Mộc Tuyền ăn vào. Lát sau, thương thế của Thanh Mộc Tuyền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thanh Mộc Tuyền vốn nghĩ nam tử này sẽ khinh bỉ mình, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành từ lời nói và cử chỉ của Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, nàng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về nam tử này. Tuyền sư tỷ, nhanh đi với chúng ta. Thanh Dạ Vũ sợ Thanh Mộc Tuyền có suy nghĩ tiêu cực nên vội vàng khuyên giải. Nếu là nàng thì có lẽ đã không thể chịu nhục sống sót như thế. Ta không đi, ta muốn giết chết Nguyệt Thiên Hạo rồi mới kết thúc thân thể tàn tạ này. Thanh Mộc Tuyền lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã hoàn toàn coi thường tử vong, thân là một trong những thiên tài Thiên Võ Thần Sơn, nàng đương nhiên phải có ngạo khí của mình. Nguyệt Thiên Hạo lăng nhục thân thể nàng nhưng tâm nàng vẫn cô ngạo như xưa. Tên xúc sinh Nguyệt Thiên Hạo kia có tài đức gì để ngươi chôn cùng, ngươi không cảm thấy như vậy là xem trọng hắn sao? Tiêu Phàm lắc đầu, ta không còn mặt mũi để sống tiếp. Thanh Mộc Tuyền lắc đầu, nàng đã ôm quyết tâm liều chết, thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng đã bị Nguyệt Thiên Hạo chiếm hữu, lúc trước không tự sát đã là vô cùng hiếm có.
Nếu như nữ tử trên đời này đều suy nghĩ như ngươi, ai ai cũng muốn chuộc tội như vậy thì mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người chết. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Thanh Mục Tuyền, ta đại biểu Tu La Điện mời ngươi gia nhập. Tu La Điện. Thanh Mục Tuyền hơi kinh ngạc, nàng không biết Tiêu Phàm coi trọng điểm nào ở nàng mà lại nói như vậy, nhưng điều khiến nàng buồn bực hơn chính là không biết Tu La Điện là nơi nào. Nếu ngươi không muốn chết thì ta sẽ cho ngươi biết. Tiêu Phàm không trả lời, hắn cảm thấy Thanh Mục Tuyền có đủ tất cả phẩm chất để trở thành sát thủ chân chính, dù nàng là một nữ nhân. Thấy Thanh Mục Tuyền còn muốn nói gì đó, hắn giành nói trước, Thanh Mục Tuyền, trừ ngươi ra thì ở đây còn ai không? Có. Thanh Mục Tuyền gật đầu. Dứt lời, nàng lách mình đi đến trung ương cung điện, đẩy ra chỗ ngồi, vách tường phía sau đột nhiên di động, một thông đạo tối tăm xuất hiện trong tầm mắt ba người. Người Thiên Vũ vực đều bị nhốt ở bên trong. Thanh Mục Tuyền hít sâu một hơi nói. Bên trong có vài tỷ muội có lẽ cũng từng chịu khổ độc thủ của Nguyệt Thiên Hạo. Nguyệt Thiên Hạo là một tên súc sinh. Thanh Dạ Vũ phẫn nộ. Tiêu Phàm không nói gì, hắn đi vào trong thông đạo, bên trong có nhiều gian phòng nhốt không ít tu sĩ. Lực lượng linh hồn quét qua, có hơn 100 người hiện ra trong tầm mắt Tiêu Phàm, trong đó đa số đều là nữ tử. Nguyệt Thiên Hạo bắt nhiều nữ nhân như vậy làm gì? Tiêu Phàm buồn bực, hắn không cho rằng Nguyệt Thiên Hạo làm vậy chỉ để đùa giỡn, chắc chắn là có tác dụng nào đó. Tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn nhanh chóng giải cứu tất cả mọi người, việc cấp bách là rời khỏi đây, nếu người Huyền Nguyệt cổ vực phát hiện thì sẽ rất phiền toái. Tuyền sư tỷ, cuối cùng ngươi cũng tới cứu chúng ta, hai tên súc sinh Lục Vô Song và Lục Vô Trần bắt chúng ta đến cho Nguyệt Thiên Hạo, bọn họ nhất định sẽ chết không yên lành. Tuyền sư tỷ, các ngươi rời khỏi đây trước đi, không cần để ý đến chúng ta không trốn thoát được. Tuyền sư tỷ, cứu chúng ta. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Sau khi đám người nhìn thấy Thanh Mục Tuyền thì thần sắc trở nên kích động. Bọn họ bị giam giữ đã lâu, đa số đã coi nhẹ sinh tử, đương nhiên cũng có một số người tham sống sợ chết, chỉ muốn rời khỏi đây. Kiếm công tử, có thể cứu hết bọn họ không? Thanh Mục Tuyền hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Phàm hỏi, hiển nhiên là nàng không có khả năng cứu nhiều người như vậy rời đi. Nói không dễ nghe thì bản thân nàng cũng khó bảo toàn được bản thân, vậy nên nàng đành nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt cầu cứu. Thấy Tiêu Phàm trầm mặc hồi lâu, trong lòng Thanh Mộc Tuyền có chút thất vọng nhưng nàng cũng biết không thể trách Tiêu Phàm, dù sao sức lực một người cũng có hạn. Nhưng lời nói kế tiếp của Tiêu Phàm lại khiến ánh mắt Thanh Mộc Tuyền và đám người tỏa sáng. Ta có thể cứu bọn họ rời đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ư? Thanh Dạ Vũ kích động. Tiêu Phàm gật đầu, đột nhiên hỏi một câu. Nhưng lần này ta cứu được các ngươi, vậy lần sau các ngươi lại bị bắt thì sao? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi một câu. Nhưng lần này ta cứu được các ngươi, vậy lần sau các ngươi lại bị bắt thì sao? Đám người trầm mặc, thực lực bọn họ không có khả năng địch lại Huyền Nguyệt cổ vực, Nguyệt Thiên Hạo muốn đối phó với bọn họ thì quá đơn giản. Chúng ta bỏ chạy đến thành trì khác, Bách Sát chiến trường rất lớn, bọn họ không thể đuổi theo chúng ta. Không sai, ngoại vi Bách Sát chiến trường đã có đến 81 tòa thành, có người nhân tộc của cả Tam Thiên vực, chúng ta đến thành trì khác tuy hơi nguy hiểm nhưng còn tốt hơn là bị dằn vặt ở đây. Vị công tử này, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta rời đi, những chuyện khác ngài không cần lo nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân tình của ngài trong tâm khảm. Dù bị dị ma giết chết thì cũng tốt hơn là chết trong tay tên súc sinh Nguyệt Thiên Hạo kia. Đám người trong nhà lao nói lên suy nghĩ của mình, tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng. Trốn tránh không phải biện pháp. Tiêu Phàm lắc đầu. Dù các ngươi trốn khỏi Bách Sát chiến trường, nhưng sau khi trở về Thiên Vũ vực sẽ ra sao? Các ngươi cảm thấy Nguyệt Thiên Hạo sẽ không xuất thủ với Thiên Vũ vực ư? Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều luống cuống, nhất thời không biết làm sao. Muốn sống sót thì trốn tránh không phải biện pháp. Tiêu Phàm tiếp tục lên tiếng. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Một nữ tử trẻ tuổi mở miệng, những người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Diệt Huyền Nguyệt cổ vực. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Diệt Huyền Nguyệt cổ vực. Đám người hít sâu một hơi, Thanh Dạ Vũ và Thanh Mộc Tuyền cũng vô cùng kinh ngạc, các nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới biện pháp này. Huyền Nguyệt cổ vực, được gọi là cổ vực là bởi vì có cường giả cổ thần cảnh tọa trấn, Thiên Vũ vực là địa vực phổ thông, đến thần vương cảnh còn vô cùng ít hỏi thì có thể địch nổi sao? Nói không dễ nghe thì Thiên Vũ vực khai chiến với Huyền Nguyệt cổ vực, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không có chút phần thắng nào. Không ai ngờ Tiêu Phàm lại có dã tâm lớn như thế, hắn nói việc hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước vậy. Các ngươi không thử thì sao biết là không có khả năng? Tiêu Phàm lắc đầu nói, trốn tránh rồi cũng chết, khai chiến với Huyền Nguyệt cổ vực cũng sẽ chết, cả hai đều là chết thì các ngươi sợ cái gì? Tu sĩ chúng ta thà chết đứng chứ không sống quỳ, thà chết đứng chứ không sống quỳ. Lời Tiêu Phàm nói như một tiếng sấm vang vọng trong đầu tất cả mọi người, rất nhiều người đều lộ vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, dù sao cũng sẽ chết, vì sao phải quỳ chết, bọn họ đứng chết thì sao? Huyền Nguyệt cổ vực rất cường đại nhưng không phải là chúng ta không có chút phần thắng nào, hơn nữa chỉ cần đột phá thần vương, cảnh thì bọn họ muốn đến nơi nào trong thiên hạ mà chẳng được.
chỉ cần chờ thế lực đủ cường đại, quay về báo thù, bọn họ cũng có hy vọng diệt Huyền Nguyệt cổ vực. Thanh Dạ Vũ nhìn Tiêu Phàm, đôi mắt đẹp lấp lánh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, trong lòng thầm nói, nam nhân của Thanh Dạ Vũ ta nên là người đỉnh thiên lập địa như vậy. Ánh mắt Thanh Mộc Tuyền nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi. Mọi người đừng nghĩ quá tiêu cực, người Huyền Nguyệt cổ vực không phải vô địch, Bách Sát chiến trường đúng là thiên hạ của cường giả, nhưng nếu không có dũng khí nghênh chiến thì lấy được cơ duyên cũng có ích lợi gì. Giọng nói mạnh mẽ của Tiêu Phàm lại vang lên lần nữa, vị công tử này, chúng ta phải làm thế nào? Một nam tử trung niên mặc hắc bào mở miệng hỏi. Tại hạ Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm tự báo danh tính, cười đáp, chỉ cần mọi người có một trái tim không sợ gì cả thì ta tin rằng, thần vương cảnh sẽ nằm trong tầm tay của các ngươi, còn hiện tại thì chúng ta phải rời khỏi đây, sau đó diệt tu sĩ Huyền Nguyệt cổ vực trong Đế Huyết Thành. Ngay từ đầu Tiêu Phàm đã có ý nghĩ này, chính hắn đã nói với Thanh Minh rằng đã muốn làm thì phải làm lớn. Chỉ cần diệt Nguyệt Thiên Hạo và đám người Huyền Nguyệt cổ vực, thì Đế Huyết Thành sẽ có một cửa thành trống, có 1/4 thành chỉ đủ cho tu sĩ Thiên Vũ vực đặt chân. Về phần Tử Dương cổ vực và Huyết U cổ vực, nếu có thể diệt cả bọn họ thì Tiêu Phàm cũng không ngại ra tay. Đương nhiên hắn làm vậy không phải vì lòng bao dung cao thượng, mục đích của việc này cũng là để mở đường cho đám người Tu La Điện. Không lâu nữa, người Tu La Điện chắc chắn sẽ chạy tới chiến trường hắn không muốn Tu La Điện gặp phải tình cảnh như đám người Thiên Vũ vực. Đám người nghe lời Tiêu Phàm nói thì kích động hưng phấn, dù hiện tại Tiêu Phàm muốn bọn họ lao đến đánh một trận với Huyền Nguyệt cổ vực thì bọn họ cũng tuyệt đối không lùi bước. Tiêu Phàm nói đến điểm là dừng, sau đó lấy ra một truyền tống ngọc bàn, nhìn về phía đám người nói, mọi người rời khỏi đây trước đi, việc hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực cần bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời, Tiêu Phàm kích hoạt truyền tống ngọc bàn, một đạo truyền tống quang môn xuất hiện, dưới sự an bài của Tiêu Phàm, tu sĩ Thiên Vũ vực lần lượt bước vào truyền tống quang môn. Chốc lát sau, chỉ còn lại Tiêu Phàm, Thanh Mộc Tuyền và Thanh Dạ Vũ. Tiêu Phàm cao mày nhìn Thanh Mộc Tuyền, ngươi không đi ư? Ta muốn giết Nguyệt Thiên Hạo. Thanh Mộc Tuyền lắc đầu, nàng không dao động vì lời nói của Tiêu Phàm, nàng chỉ muốn giết chết Nguyệt Thiên Hạo. Ta cam đoan sẽ để ngươi tự tay giết chết gã ta, thế nào? Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Kiếm công tử, không phải là ta không tin tưởng ngươi, ân cứu mạng của ngươi ta chỉ có thể báo lại vào kiếp sau, nhưng Nguyệt Thiên Hạo nhất định phải chết. Thanh Mộc Tuyền vẫn lắc đầu. Thanh Dạ Vũ, ngươi đi trước đi, bảo đám tiểu bạch chuẩn bị xong sớm một chút, thuận tiện an bài những người kia. Tiêu Phàm biết mình không khuyên được Thanh Mộc Tuyền, hắn đành phải giục Thanh Dạ Vũ đi trước. Kiếm công tử, ngươi hãy cẩn thận. Thanh Dạ Vũ vốn định cự tuyệt nhưng thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Phàm, thì nàng đành gật đầu, sau đó bước vào quang môn. Thấy Thanh Dạ Vũ rời đi, Tiêu Phàm thu hồi truyền tống ngọc bàn, lần này đến phiên Thanh Mộc Tuyền kinh ngạc, kiếm công tử, ngươi không rời đi ư? Ngươi muốn giết Nguyệt Thiên Hạo, vậy ta sẽ đi cùng ngươi, thuận tiện chứng minh cho ngươi xem. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Kiếm công tử, ngươi không cần vì người như ta mà làm vậy, ta chỉ có một thân thể tàn bại mà thôi. Thanh Mộc Tuyền cảm động, thậm chí nàng còn nghĩ rằng có phải Tiêu Phàm coi trọng nàng hay không. Nhưng nhớ lại chuyện bản thân đã không còn hoàn mỹ, Thanh Mộc Tuyền biết rằng Tiêu Phàm không có khả năng để ý đến mình. Ta không vì mình ngươi, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người Thiên Vũ vực, thấy rằng kẻ yếu cũng có tôn nghiêm, kẻ yếu cũng có thể khiến cường giả phơi thây trăm dặm. Tiêu Phàm lắc đầu, sát khí nặng nề nói. Hắn không để ý tới Thanh Mộc Tuyền nữa, chân bước về phía bên ngoài. Kẻ yếu cũng có thể khiến cường giả phơi thây trăm dặm ư? Thanh Mộc Tuyền thầm lẩm bẩm lời Tiêu Phàm vừa nói, sau đó nàng cắn môi đi theo Tiêu Phàm. Công tử, sao ngài lại trở về rồi? Tiêu Phàm và Thanh Mộc Tuyền vừa trở lại đại điện thì bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm cung kính. Hai người nhìn nhau, Thanh Mộc Tuyền bỗng bộc phát ra sát khí đáng sợ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thanh Mộc Tuyền đã đạp không bay lên, không chút do dự lao ra ngoài cửa, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Ngoài đại điện, Nguyệt Thiên Hạo cao mày nhìn về phía hai tu sĩ canh cửa, hừ lạnh nói, làm sao? Các ngươi muốn ngăn bản công tử ư? Bên cạnh hắn ta là Thần Vô Tâm và Tử Dương Kinh Hồng, hai người đều lộ vẻ mặt cổ quái, thậm chí Tử Dương Kinh Hồng lộ ra một tia xem thường. Nguyệt Thiên Hạo đường đường là người Huyền Nguyệt cổ vực, vậy mà lại bị tu sĩ Huyền Nguyệt cổ vực ngăn cản bên ngoài, quả thật là quá mất mặt. Hai tu sĩ này hơi kinh ngạc, quỳ rạp trên mặt đất, một người lấy dũng khí nói, công tử, không phải ngài đã vào trong rồi sao? Vào trong. Nguyệt Thiên Hạo nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Ngài còn mang theo Thanh Dạ Vũ tiến vào. Tu sĩ kia khẳng định. Không tốt. Nguyệt Thiên Hạo hiểu ra có người đã giả mạo hắn ta, vừa rồi hắn ta mới thương lượng chuyện đối phó với Tiêu Phàm, cùng Thần Vô Tâm và Tử Dương Kinh Hồng, không ngờ lại tạo thành sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Nguyệt Thiên Hạo lập tức lao vào trong đại điện. Oanh! Cánh cửa đại điện bỗng nhiên nổ tung, một đạo khí tức mãnh liệt trào ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người Nguyệt Thiên Hạo, một bóng người vọt ra. Tiện nhân, sao ngươi thoát ra được? Nguyệt Thiên Hạo gầm thét, đánh một chưởng nghênh đón, khí thế đáng sợ bộc phát. Oanh!
Thanh Mộc Tuyền bị đánh bay, mặc dù nàng đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ nhưng vẫn không thể địch lại cường giả cổ thần cảnh đỉnh phong Nguyệt Thiên Hạo. Phụt, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược như diều đứt dây. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc hắc bào thoáng hiện, bàn tay vững chãi đỡ lấy Thanh Mộc Tuyền, trong nháy mắt đã xua tan cỗ lực lượng kia. Sắc mặt Thanh Mộc Tuyền trắng bệch, lộ ra nụ cười buồn thảm, "Kiếm công tử, ta lại làm phiền ngươi rồi." Nàng vốn định giết Nguyệt Thiên Hạo rồi kết thúc sinh mệnh bản thân, bất chấp tất cả để đồng quy vu tận với Nguyệt Thiên Hạo. Nhưng đến lúc này nàng mới nhận ra mình đã đánh giá bản thân quá cao, dù có 10 người như nàng thì cũng không phải đối thủ của Nguyệt Thiên Hạo. Tiêu Phàm không mở miệng, thần lực cuồn cuộn tràn vào thân thể Thanh Mộc Tuyền, giúp nàng chữa trị thương thế. Thanh Mộc Tuyền là một người đáng thương, Tiêu Phàm để nàng lại đây thì đương nhiên sẽ không để nàng chết ở đây. Kiếm Hồng Trần, không ngờ ngươi lại coi trọng cái giày rách này. Nếu ngươi thích thì chỉ cần nói một tiếng là được, cùng lắm thì ta sẽ vứt món đồ chơi này cho ngươi. Nguyệt Thiên Hạo thấy Tiêu Phàm ôm Thanh Mộc Tuyền thì ngửa mặt lên trời cười lớn. Dù hắn ta không phải đối thủ của Tiêu Phàm nhưng hắn không ngại châm chọc Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi đáng bị chém ngàn đao. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Thanh Mộc Tuyền đã phẫn nộ quát, Kiếm công tử là người mà ngươi có thể vũ nhục ư? Thanh Mộc Tuyền thật sự kính trọng Tiêu Phàm, bản thân nàng đã lưu lạc thành dạng này mà chẳng những Tiêu Phàm không xem thường nàng, lại còn luôn trợ giúp nàng. Nàng không cho phép người khác vũ nhục danh dự Tiêu Phàm. Tiện nhân, sao lại che chở nam nhân của ngươi dữ thế? Nguyệt Thiên Hạo cản rỡ cười to, không chút kiêng kỵ, Kiếm Hồng Trần, khi nữ nhân của ngươi hầu hạ dưới thân ta không hề gọi tên ngươi đâu, hơn nữa nàng vẫn luôn yên lặng hưởng thụ, ngươi không biết lúc ấy nàng thoải mái đến mức nào đâu. Thứ không bằng súc sinh. Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh, nổi lên sát tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ muốn giết một người đến thế, Nguyệt Thiên Hạo chính là kẻ đầu tiên, hơn nữa hắn ta đã thành công chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo, đừng nói nhảm với hắn, giết xong rồi nói, đừng để hắn lại thi triển thủ đoạn chạy trốn. Mặc dù Tử Dương Kinh Hồng cũng muốn Nguyệt Thiên Hạo tiếp tục nhục nhã Tiêu Phàm, nhưng gã lo rằng Tiêu Phàm sẽ chạy trốn. Dù sao trong tay Tiêu Phàm cũng có truyền tống ngọc bàn, nếu hắn muốn chạy trốn thì khả năng thành công là rất lớn. Ta đột nhiên phát hiện khiến hắn chết thế này thì quá lời cho hắn. Nguyệt Thiên Hạo nhe răng cười, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ yêu quý nữ nhân ngươi, đến khi chơi chết nàng mới thôi. Chết đi. Tiêu Phàm nổi giận, tính tình hắn không tệ nhưng hôm nay hắn đã bị Nguyệt Thiên Hạo chọc giận, lửa giận vô tận và sát khí cuồn cuộn mãnh liệt trào ra. Hắn ôm theo Thanh Mộc Tuyền lóe lên, một trưởng hung hăng đánh về phía Nguyệt Thiên Hạo. Trích Tinh Trưởng. Tốc độ của Tiêu Phàm rất nhanh, đến cảnh giới của hắn hiện tại, hiếm có người nào dưới thần vương cảnh có tốc độ so được với hắn. Dùng Trích Tinh Thủ của Nguyệt gia để đối phó với ta ư? Nực cười. Nguyệt Thiên Hạo khinh thường, hắn ta cũng đánh ra một trưởng, hai đạo trưởng cương đồng thời nổ tung trong hư không. Đúng lúc này, sát chiêu của Thần Vô Tâm và Tử Dương Kinh Hồng đã tới, thanh thế kinh người, hai người tấn công muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Tiêu Phàm không dám giao phong chính diện, hắn còn phải bảo hộ Thanh Mộc Tuyền. Hắn nhanh chóng dùng Thái Huyền Thần Du bộ cấp tốc lui lại. Lưu Kim Tuế Nguyệt. Thần Vô Tâm đánh tới một trưởng, không cho Tiêu Phàm cơ hội chạy trốn, hư không chấn động, mặt đất dưới chân run rẩy mãnh liệt. Một kích này không chỉ ẩn chứa lực lượng thời gian thần thông, mà còn hoàn mỹ phát huy cực hạn thân thể cổ thần cảnh. Ầm. Tiêu Phàm thi triển vô tận chiến thể, xung quanh xuất hiện mưa kim quang đầy trời tựa muôn ngàn vì sao chiếu sáng rạng rỡ, hắn dùng một trưởng nghênh đón, tay va chạm nắm đấm của Thần Vô Tâm, một tiếng nổ vang như tiếng sấm vang lên, thanh thế cuồn cuộn. Nhục thân của hắn đã đạt đến cực hạn cổ thần cảnh, mạnh hơn Thần Vô Tâm không ít, đương nhiên không sợ Thần Vô Tâm. Thần Vô Tâm bị chấn động bay ngược, sắc mặt đỏ lên, khí huyết trong thân thể cuộn trào, suýt nữa đã bị thương. Gã lộ vẻ kinh ngạc, gã là Tu La tộc. Tu La thần thể vô cùng cường hoành, vậy mà lại không bằng Tiêu Phàm ư? Đúng lúc này, Tử Dương Kinh Hồng tấn công từ phía sau, khống chế một tòa tháp lớn uy thế kinh người, từ hư không đánh xuống. Nếu Tiêu Phàm không tránh được công kích này thì cả hắn và Thanh Mộc Tuyền sẽ bị đè thành thịt nát. Oanh! Hư không xung quanh Tiêu Phàm suýt nữa đã nổ tung, quỷ dị là tốc độ Kinh Hồng Linh Tháp đã chậm lại, mưa kim quang bốn phía dung hợp thành một đạo kết giới cản trở thế công của Kinh Hồng Linh Tháp. Lực lượng không gian. Tử Dương Kinh Hồng kinh ngạc nhìn hư không xung quanh Tiêu Phàm, trong lòng không bình tĩnh nổi. Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như thường, dường như đã đoán được từ trước, vô tận chiến thể của hắn rút máu Vũ Văn Tiên, mặc dù không hoàn toàn nắm giữ lực lượng tinh thần thiên thể, nhưng cũng có thể kích phát ra thần thông tinh thần thiên thể, còn nắm giữ lực lượng không gian cường đại, chỉ là bình thường Tiêu Phàm không có cơ hội thi triển mà thôi. Lực lượng không gian thì sao? Cũng không ngăn được Kinh Hồng Linh Tháp của ta đâu. Tử Dương Kinh Hồng gầm thét, ngửa mặt lên trời giống to. Thần Vô Tâm, Nguyệt Thiên Hạo, ngăn chặn hắn cho ta, để ta làm thịt hắn. Được. Tuy hai người khó chịu với ngữ khí của Tử Dương Kinh Hồng nhưng vẫn gật đầu, chỉ cần giết chết được Tiêu Phàm thì chút cảm giác khó chịu này có là gì? Kiếm công tử,
không cần để ý đến ta, mau chạy đi. Thanh Mộc Tuyền khóc lên, nàng không ngờ một nam tử xa lạ lại bảo hộ nữ tử không còn thanh khiết như nàng. Ta đã nói là sẽ chứng minh cho ngươi thấy thì chắc chắn sẽ giữ lời. Tiêu Phàm lạnh nhạt lắc đầu, mặc dù lấy một địch ba, nhưng tình cảnh này vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể khống chế. Ta không muốn ngươi chứng minh, ta không đáng để ngươi làm như vậy. Thanh Mộc Tuyền hai mắt đỏ bừng, nước mắt không nhịn được chảy ra. Thanh Mộc Tuyền cảm thấy bản thân chỉ là tàn hoa bại liễu, bản thân nàng còn xem thường chính mình, tại sao Tiêu Phàm lại mạo hiểm mạng sống để bảo hộ nàng. Nàng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Nàng vốn nghĩ rằng tính mạng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nàng cứ nghĩ thế giới này sẽ không còn sắc thái nữa. Nhưng bây giờ nàng phát hiện thế giới này vẫn xinh đẹp, sinh mệnh là đáng quý, nước mắt vẫn sẽ rơi vì cảm động. Chúng ta đều là người Thiên Vũ vực, không phải sao? Lời nam nhân đã nói ra thì nhất định sẽ tuân thủ, cái này gọi là hứa hẹn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, hứa hẹn? Chỉ là hứa hẹn thôi sao? Thanh Mộc Tuyền tự hỏi bản thân, đột nhiên, nàng lộ ra nụ cười sán lạn, kiên định nhìn Tiêu Phàm nói, ta muốn sống sót. Tiêu Phàm nghe vậy cũng mỉm cười, sau đó con ngươi băng lãnh đảo qua Nguyệt Thiên Hạo, tội ác của gã không cần ngươi dùng mạng để trả, chỉ có máu của chính gã mới có thể xóa đi vết nhơ này. Tiêu Phàm chưa bao giờ cảm thấy Thanh Mộc Tuyền là một sự sỉ nhục, mà ngược lại, nữ nhân này đáng giá để hắn tôn kính. Trong tình huống này, người có thể kiên cường sống sót đều đáng giá để hắn bảo hộ. Đôi cẩu nam nữ các ngươi còn dám nhấc mắt đưa tình trong tình cảnh hiện tại, giờ ta sẽ thành toàn cho các ngươi, biến các ngươi thành đôi uyên ương bỏ mạng. Nguyệt Thiên Hạo giống to. Hắn ta vung tay lên, một đạo lợi quang xuất hiện trong hư không, đó là một con sông đen, nước sông do sương mù kết thành, phát ra khí tức ăn mòn. Minh Hà. Tiêu Phàm hít mắt, kinh ngạc vì cỗ khí thế kia. Kiếm công tử, Nguyệt Thiên Hạo tu luyện cửu khúc minh âm công, phải có 9981 nguyên âm nữ nhân, hơn nữa phải đầy đủ 9 loại thuộc tính thì mới có thể đại thành. Thanh Mộc Tuyền vội vàng nói cho Tiêu Phàm, cửu khúc minh âm công sao? Tiêu Phàm lộ vẻ thận trọng. Hắn nhớ rằng mình đã từng nghe đến cửu khúc minh âm công ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra. Tiêu Phàm không dám giao phong chính diện, tâm thần nhanh chóng tìm kiếm trong tu la truyền thừa. Sau đó hắn đã tìm được chút tin tức liên quan tới cửu khúc minh âm công trong tu la truyền thừa. Thanh Mộc Tuyển nói đúng, loại công pháp này vô cùng tà ác, cần nguyên âm chi khí của 9981 nữ nhân, hơn nữa nhất định phải đủ 9 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám thì mới có thể đột phá. Một khi tu luyện tới đại thành thì sẽ tự động lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đột phá thần vương cảnh. Tuy loại công pháp này rất tà ác nhưng Tiêu Phàm không thể không thừa nhận rằng nó rất bá đạo, người bình thường căn bản không phải đối thủ của người tu luyện loại công pháp này. Nguyệt Thiên Hạo cũng đã ngưng luyện ra một dòng minh hà, khí tức ăn mòn kia đã đủ để đánh bại cổ thần cảnh đỉnh phong bình thường, thậm chí là cường giả nửa bước thần vương. Nhưng loại công pháp này cũng có một nhược điểm chí mạng, có khả năng sẽ uổng công vì người khác. Sau khi biết rõ về nó, Tiêu Phàm thận trọng nhìn Thanh Mộc Tuyền hỏi, Thanh Mộc Tuyền, ngươi có nguyện ý gia nhập Tu La Điện không? Ta nguyện ý. Thanh Mộc Tuyền gật đầu không chút do dự. Tốt, hiện tại ta phong ngươi làm phó điện chủ Diêm La Điện thứ ba, bản điện chủ sẽ tặng ngươi một cơ duyên. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, Tu La Điện, điện chủ. Giọng Tiêu Phàm không nhỏ, nơi xa, Thần Vô Tâm lộ vẻ kinh hãi, ngươi là Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, Thần Vô Tâm lập tức hối hận. Bởi vì Tiêu Phàm vẫn đang nắm giữ một khối bách sát đế lệnh, hơn nữa còn có bí mật của thế giới kia. Nếu Nguyệt Thiên Hạo và Tử Dương Kinh Hồng biết về chuyện này thì có khả năng cuối cùng gã sẽ không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo lạnh giọng hỏi, Tiêu Phàm Thiên Vũ vực ư? Hay lắm, không ngờ ngươi cũng tiến vào bách sát chiến trường. Nguyệt Thiên Hạo không biết Tiêu Phàm đã tiến vào bách sát chiến trường bằng cách nào, chỉ có Thần Vô Tâm biết Tiêu Phàm đang nắm giữ bách sát đế lệnh. Tiêu Phàm. Thanh Mục Tuyền kinh ngạc nhìn nam nhân đang ôm mình. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tiêu Phàm, cái tên này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Vài ngày trước, một mình hắn đã đánh bại đám người Nguyệt Thiên Hạo và Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, tranh đoạt tư cách tiến vào bách sát chiến trường cho Thiên Võ Thần Sơn. Sau đó hắn trở mặt với Thiên Võ Phong, cùng một thuộc hạ tàn sát vô số tu sĩ lục gia, cuối cùng thành công chạy trốn. Thanh Mục Tuyền tưởng rằng mình sẽ không gặp lại Tiêu Phàm nữa, dù sao các nàng cũng sẽ tiến vào bách sát chiến trường còn Tiêu Phàm thì không có khả năng. Nhưng ai ngờ Tiêu Phàm cũng đã đến đây, hơn nữa còn trở nên cường đại như thế. Tiêu Phàm là hảo hữu của ta, cũng là điện chủ Tu La Điện, bản tọa là phó điện chủ Tu La Điện, Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm bình thản giải thích, nhưng trong lòng lại thầm than, suýt nữa hắn đã tự bại lộ thân phận mình. Điện chủ hay là phó điện chủ Tu La Điện thì cũng vậy thôi, dù sao ngươi cũng sẽ phải chết. Nguyệt Thiên Hạo tỏa ra sát khí nồng đậm, không đánh được ta mà còn đòi đối phó với điện chủ ư? Tiêu Phàm tỏ vẻ khinh thường, Thanh Mộc Tuyền, ngươi đi trước đi. Ta cam đoan cho ngươi lấy đầu Nguyệt Thiên Hạo. Vâng, Kiếm, phó điện chủ. Thanh Mộc Tuyền hoảng hốt, nàng không biết người trước mắt này có phải Tiêu Phàm hay không,
nhưng nàng không muốn ở lại gây phiền phức cho hắn. Lấy đầu ta ư? Ngươi ư? Dù Tiêu Phàm ở đây thì ta cũng sẽ giết không tha. Nguyệt Thiên Hạo khinh thường tuyên bố, Minh Hà điên cuồng bao lấy Tiêu Phàm. Tốc độ của Tiêu Phàm cực nhanh, đối phó với ba người nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Vạn trượng hồng trần. Tiêu Phàm hô lên trong lòng, hắn vung tay lên, vô số sợi chỉ đỏ bắn ra từ người hắn, không gian xung quanh bỗng trở nên vô cùng chậm chạp. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấy ra một khối truyền tống ngọc bàn, nhanh chóng kết ấn, một đạo quang môn hiện lên. Nhớ kỹ, khi nào bên kia chuẩn bị xong thì truyền tin cho ta. Tiêu Phàm truyền âm với Thanh Mộc Tuyền, không đợi Thanh Mộc Tuyền phản ứng, Tiêu Phàm đã dùng một chưởng đưa nàng vào truyền tống quang môn. Khi màn sáng đóng lại, Minh Hà của Nguyệt Thiên Hạo và Kinh Hồng Linh Tháp của Tử Dương Kinh Hồng cùng đánh tới, Tiêu Phàm chưa kịp thu hồi truyền tống ngọc bàn lập tức bị đánh nát. Tiểu tử, để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu truyền tống ngọc bàn. Tử Dương Kinh Hồng sát khí bừng bừng nói. Đương nhiên là Tiêu Phàm cần bao nhiêu truyền tống ngọc bàn thì có bấy nhiêu, nhưng bây giờ hắn chưa định rời đi, hắn tiễn Thanh Mộc Tuyền đi là để mình có thể chiến đấu mà không kiêng nể gì. Nhưng Tiêu Phàm không hề chủ quan, ba người này đều không tầm thường, hắn mơ hồ cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm, dù là thần vương tiền kỳ thì cũng có khả năng bị ba người vây khốn. Tử khí đông lai, Tử Dương Kinh Hồng giống to, từng đạo sương mù tím tràn ra, khí tức cực kỳ nguy hiểm, hư không liên tục nổ vang. Minh Hà Thiên Hạ. Nguyệt Thiên Hạo cũng hét lớn, Minh Hà hóa thành một trường long hắc sắc, mở cái miệng lớn cắn trời nuốt đất, cực kỳ đáng sợ. Tiêu Phàm kinh ngạc, cuối cùng hai người này cũng vận dụng sát chiêu, khí thế quá mức kinh người, còn mạnh hơn cả Lôi Viên Vương, Tuế Nguyệt Cổ Đăng, Vĩnh Hằng Không Gian. Lúc này, trong tay Thần Vô Tâm cũng xuất hiện thanh đồng cổ đăng, bắc đèn phát ra quang mang yếu ớt, nơi ánh sáng của nó chiếu đến đều bị phong tỏa. Mưa kim quang quanh thân Tiêu Phàm va chạm với đăng quang mà không địch lại được, chậm rãi đứt đoạn. Pháp bảo thật lợi hại. Không ngờ nó có thể định trụ hư không. Tiêu Phàm kinh hãi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, những người này không hổ là thiên tài cổ vực đỉnh cấp, không có kẻ nào là đèn cạn dầu. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không sợ, thân thể bành trướng, một đám vòng xoáy hắc sắc trào ra khuếch tán về bốn phía, đồng thời hắn hét lớn một tiếng. Thần thông, ngự, ầm ầm. Tiếng nổ vang truyền khắp bốn phía, hư không không trụ được nữa bắt đầu vỡ ra, uy áp đáng sợ càn quét bốn phía. Cách đó không xa. Hai tu sĩ Huyền Nguyệt cổ vực trực tiếp bị cỗ lực lượng này nghiền nát, đại điện cũng hóa thành bột mịn, không còn lại gì. Tiếng vang kinh động vô số tu sĩ trong Đế Huyết Thành, rất nhiều người chạy về phía này. Nhưng không gian nơi này đã trở nên hỗn loạn, hắc khí cuồn cuộn, đoàn người không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong không gian bạo loạn, Tiêu Phàm lấy một địch ba, giờ khắc này, hắn phát huy ra toàn bộ uy năng của thần thông ngự. Hơn trăm vòng xoáy hắc sắc nghiền áp bốn phía, dù Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng và Nguyệt Thiên Hạo xuất thủ toàn lực thì cũng không thể đến gần hắn. Từ khi cắn nuốt bảy mảnh pháp tắc, uy năng vòng xoáy hắc sắc của thần thông ngự đã tăng vọt, vượt xa phạm trù thần thông bình thường. Thậm chí vòng xoáy hắc sắc còn hàm chứa thời gian chi lực. Tiêu Phàm lĩnh ngộ thần thông vạn trượng hồng trần cũng là vì luyện hóa mảnh pháp tắc kia. Sao hắn lại mạnh như vậy? Tử Dương Kinh Hồng kinh hãi. Trước đó khi gã giao thủ cùng Tiêu Phàm, gã nghĩ thực lực Tiêu Phàm chỉ tương đương mình, ba người bọn họ hợp lực thì có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng bây giờ gã mới phát hiện thực lực Tiêu Phàm mạnh hơn gã tưởng tượng rất nhiều, ba người hợp lực mà không làm gì được hắn. Toàn lực giết hắn. Nguyệt Thiên Hạo gầm thét, hắn ta không tin thiên tài cổ vực như mình mà không giết được một tu sĩ thiên vũ vực. Bạo. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một tiếng quát lớn, Tiêu Phàm kích nổ hơn trăm vòng xoáy hắc sắc kia. Rầm rầm rầm. Toàn bộ vòng xoáy đều nổ tung, đao gió hắc sắc nghiền cắt hư không, cuồng phong càn quét tứ phương, cực kỳ khủng bố. Phụt phụt. Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng và Nguyệt Thiên Hạo bay ngược, miệng phun máu tươi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm trong hư không. Là Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng và Nguyệt Thiên Hạo, bọn họ bị đánh bay ư? Trời ạ, bọn họ đang chiến đấu với ai? Chẳng lẽ là trưởng lão Đế Huyết Thành, cường giả thần vương cảnh sao? Chắc chắn là vậy, bọn họ là thiên tài đứng đầu tam đại cổ vực, hơn nữa đều là cổ thần cảnh đỉnh phong, người khiến bọn họ phải liên thủ chỉ có thể là cường giả thần vương cảnh. Khi đám người nhìn thấy ba người Thần Vô Tâm thì kinh ngạc. Tất cả đều nhìn chằm chằm lên không trung. Bọn họ muốn biết ba người đang đấu với ai, sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Chốc lát sau, không gian trong bóng tối bại lộ, một thanh niên mặc hắc bào đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn NBA người Thần Vô Tâm. Mái tóc đen dài của hắn bay lên trong gió, khí thế bẽ nghễ, bá tuyệt hoàn vũ. Hắn đứng đó hệt như thần ma giáng lâm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Là hắn, người đã giết Tử Dương Kinh Vân. Có người nhận ra thân phận Tiêu Phàm, không nhịn được phải hít sâu một hơi. Nghe nói hắn tên là Kiếm Hồng Trần, đến từ Thiên Vũ Vực, không biết thật giả ra sao. Có tu sĩ thế hệ trước mở miệng. Những người khác nghe vậy thì đều kinh ngạc. Thiên Vũ Vực? Đùa gì vậy? Thiên Vũ Vực chỉ là một địa vực nhỏ mà thôi,
thần vương cảnh cũng chẳng có mấy người, sao lại có thiên tài mạnh như thế? Có lẽ chỉ có Vạn La đế vực mới có thể bồi dưỡng ra nhân vật đáng sợ như vậy. Tiêu Phàm bình tĩnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa rồi tự bạo vòng xoáy hắc sắc cũng khiến hắn chịu chút phản phệ, nhưng chút thương thế ấy đối với hắn mà nói thì chẳng đáng là gì. Thiên tài cổ vực cũng chỉ đến vậy thôi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng và Nguyệt Thiên Hạo, cuối cùng con người băng lãnh rơi vào trên người Nguyệt Thiên Hạo. Đoàn người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, giờ phút này, không ai cho rằng Tiêu Phàm đang cuồng vọng tự đại. Một mình hắn đã đẩy lui ba vị thiên tài đứng đầu, chỉ có người như hắn mới có tư cách xem thường thiên tài cổ vực. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí bị khí tức ngột ngạt đè nén, hô hấp đoàn người trở nên dồn dập. Hôm nay người sẽ không thoát được tai kiếp này đâu. Trong mắt Nguyệt Thiên Hạo lộ vẻ hung ác. Hắn ta biết Tiêu Phàm cường đại ra sao, bởi thế nên hắn ta càng không thể buông tha cho Tiêu Phàm. Giờ Tiêu Phàm mới chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, mà đã có thể đẩy lui ba người bọn họ, nếu đột phá, ba người có thể địch nổi hắn nữa không? Người như vậy tuyệt đối không thể giữ lại. Đừng nhiều lời, muốn chiến thì chiến, ta nhất định sẽ giết ngươi, Nguyệt Thiên Hạo. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, hắn phóng về phía Nguyệt Thiên Hạo. Sau lần giao thủ vừa rồi, Tiêu Phàm đã biết được đại khái thực lực ba người, Thần Vô Tâm và Tử Dương Kinh Hồng không dễ giết, Nguyệt Thiên Hạo thì dễ dàng hơn một chút, hắn cũng biết rằng không thể ra tay giết người trong Đế Huyết Thành. Nếu không đám lão bất tử thần vương cảnh sẽ ngồi không yên. Giết! Nguyệt Thiên Hạo gầm thét, Minh Hà xuất hiện bảo hộ quanh thân hắn ta, trên tay xuất hiện một chiếc gương cổ, phóng ra quang hoa nguy hiểm. Nơi quang huy chiếu đến, uy năng Minh Hà tăng vọt, cường đại gấp mấy lần. Đây là thần nguyệt cổ kính của Nguyệt gia ư? Có người kinh ngạc hô lên, nhận ra lai lịch cổ kính trong tay Nguyệt Thiên Hạo. Tiêu Phàm nhíu mày, cổ kính kia cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Nguyệt Thiên Hạo không hổ là đệ tử cổ vực, không ngờ hắn ta nắm giữ pháp bảo đáng sợ như thế. Nhưng hắn vẫn không e ngại chút nào, Tu La kiếm bỗng xuất hiện trong tay, kiếm hung hăng chém về phía Nguyệt Thiên Hạo. Mấy tức trước, trong một tòa phủ đệ nằm ở trung tâm Đế Huyết Thành, một lão giả hắc bào bỗng nhiên ngẩng đầu, quát khẽ, chuyện gì đang xảy ra? Ai dám động thủ trong Đế Huyết Thành? Trong một tòa phủ đệ nằm ở trung tâm Đế Huyết Thành, một lão giả hắc bào bỗng nhiên ngẩng đầu, quát khẽ, chuyện gì đang xảy ra? Ai dám động thủ trong Đế Huyết Thành? Hướng lão, tiểu tử kia đánh nhau với Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng và Nguyệt Thiên Hạo. Một người mặc áo xám đi vào đại điện, thần sắc hơi kích động. Kiếm Hồng Trần. Lão giả hắc bào thử hỏi, thông qua quân công điện, lão đã biết tên của Tiêu Phàm. Trước đó ba người Nguyệt Thiên Hạo, vây công tu sĩ Thiên Vũ vực đã gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ là không ai tử vong, vậy nên lão coi như không có chuyện gì xảy ra. Lão Vu, không phải hắn trốn rồi sao? Hướng lão nhíu mày. Không biết vì sao mà hắn lại trở về. Lão giả áo xám cười đáp. Đi nhìn xem. Lão Hủ cũng muốn biết mấy tên thiên tài cổ vực kia đã đến trình độ nào. Hướng lão rời khỏi đại điện, xuất hiện trên bầu trời, nhìn về nơi xa. Lão nhìn thấy cảnh Tiêu Phàm cầm kiếm chém về phía Nguyệt Thiên Hạo, lông mày lão không khỏi nhíu lại. Nhớ kỹ, tên ta là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm giống to, Tu La kiếm phóng ra sát khí cuồn cuộn, bầu trời bị nhuộm thành huyết sắc, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ chân trời. Sát khí thật đáng sợ. Đoàn người kinh hãi. Sát khí Tu La kiếm tỏa ra khiến bọn họ cảm nhận được một cỗ hàn ý khiếp người, tên hắn là Kiếm Hồng Trần. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhớ kỹ cái tên này. Những người ở đây đều biết rằng, sau hôm nay, tên của Tiêu Phàm nhất định sẽ truyền khắp Đế Huyết Thành. Ta có thần nguyệt cổ kính, ngươi sẽ không làm gì được ta. Thấy Tiêu Phàm đánh tới, Nguyệt Thiên Hạo cực lực thúc giục thần nguyệt cổ kính, Minh Hà cuồn cuộn cuốn lại, uy thế kinh thiên. Phá! Tiêu Phàm không e ngại, Tu La kiếm rung động, nó như hòa thành một thể với Tiêu Phàm. Kiếm thế vô cùng vô tận phá không lao ra như muốn chảm diệt tất cả. Trong thiên địa như chỉ còn lại chuôi lợi kiếm kia, tất cả mọi thứ đều ảm đạm phai mờ dưới ánh sáng này. Bạn đang xem sát thần vô thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Chiêu kiếm này chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Dù trời cản trước mặt thì cũng có thể dùng một kiếm chảm diệt. Tu sĩ bốn phía trợn mắt há hốc mồm quan chiến. Không ít tu sĩ dùng kiếm đột nhiên phát hiện trường kiếm trong tay mình run lẩy bẩy, hoàn toàn không nghe bản thân sai sử. Vương giả chi kiếm. Không, có lẽ đã siêu việt vương giả. Có người run rẩy mở miệng, khó nén nỗi rung động và sợ hãi trong lòng. Nguyệt Thiên Hạo cảm nhận được cỗ khí thế kia cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, toàn lực thúc giục thần nguyệt cổ kính trong tay, đồng thời khống chế Minh Hà hóa thành một đầu hắc long vồ giết Tiêu Phàm, phát ra uy áp kinh khủng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đoàn người tưởng như mình nghe được tiếng rồng ngâm, Minh Hà đen kịt tựa như thần long uy thế ngập trời. Ngươi phải chết. Nguyệt Thiên Hạo lộ vẻ dữ tợn. Nắm giữ thần nguyệt cổ kính, hắn ta tin rằng bản thân mình đứng ở thế bất bại. Ầm ầm, Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm xông vào Minh Hà, va chạm kịch liệt với Minh Hà, toàn bộ hư không đều bạo động, đoàn người không nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong,
chỉ thấy có một đạo huyết sắc nhanh chóng tới gần Minh Hà hắc sắc. Ai sẽ thắng? Nếu không có pháp bảo thì ta cho rằng Kiếm Hồng Trần sẽ thắng, dù sao trước đó hắn lấy một địch ba mà vẫn không rơi vào thế hạ phong, nhưng Nguyệt Thiên Hạo nắm giữ Thần Nguyệt Cổ Kính thì khó nói trước. Đúng vậy, Thần Nguyệt Cổ Kính không phải pháp bảo phổ thông, đó chính là đế binh, từng được cường giả đại đế gia chỉ luyện hóa. Đoàn người bị tiếng va chạm khổng lồ làm cho khiếp sợ, bọn họ chỉ có thể là người đứng xem trong trận chiến ở đẳng cấp này. Thần Vô Tâm và Tử Dương Kinh Hồng nhất thời cũng quên xuất thủ, dù muốn thì bọn họ cũng không biết nên xuất thủ thế nào, hỗn chiến cũng chưa chắc đã chiếm được thượng phong, hơn nữa còn khả năng ngộ thương. Hai người chặn hai hướng như đang sợ Tiêu Phàm chạy trốn, bọn họ nhìn chằm chằm hư không bạo loạn, dù ai thắng ai thua thì cũng đều là chuyện tốt với hai người. Hơn nữa, bọn họ đang chờ một cơ hội, dù Tiêu Phàm giết Nguyệt Thiên Hạo hay Nguyệt Thiên Hạo giết Tiêu Phàm thì bọn họ cũng sẽ giết chết người sống sót. Trong không gian bạo loạn hắc sắc, kiếm của Tiêu Phàm hung hăng chém lên Thần Nguyệt Cổ Kính trong tay Nguyệt Thiên Hạo, kiếm khí và quang mang xé rách lẫn nhau. Dao động thần lực cuồng bạo thổi tung y phục hai người, tóc dài bay múa trong không trung như tuyệt thế thần ma. Trận chiến này chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, bản công tử phải thừa nhận rằng thực lực ngươi rất mạnh, tiếc là ngươi không biết nội tình vương tộc hay cổ vực. Nguyệt Thiên Hạo ngông cuồng cười to. Thực lực hắn ta không bằng Tiêu Phàm nhưng có thể dùng Thần Nguyệt Cổ Kính để đối phó với công kích của Tiêu Phàm, ngang sức ngang tài với hắn, đây chính là nội tình cổ vực, nội tình vương tộc. Nguyệt gia Huyền Nguyệt cổ vực đã tồn tại vô số năm tháng, đương nhiên là có đạo lý của nó. Trong vô số năm tháng, Nguyệt gia đã sinh ra không biết bao nhiêu cường giả thần vương, thậm chí còn có cường giả cấp bậc đại đế tọa trấn, Thiên Vũ vực hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa Tiêu Phàm chỉ là một tiểu tử thế lực tam lưu của Thiên Vũ vực, so với vương tộc thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh, hắn cũng phải thừa nhận một điều, nếu hắn có vô số tài nguyên thì đâu chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, có lẽ hắn đã đột phá đến thần vương cảnh từ lâu hoặc thậm chí là trở thành đại đế cảnh. Nhưng Tiêu Phàm chưa bao giờ coi thường bản thân mình, từ một người bình thường tu luyện tới cảnh giới bây giờ, hắn không đi đường tắt mà là bước từng bước vững chắc tiến tới. Nội tình không bằng vương tộc, nhưng thiên phú và căn cơ của hắn lại không yếu hơn bất kỳ thiên tài vương tộc nào. Kiếm Hồng Trần, giờ ngươi biết sợ chưa? Giờ hối hận vẫn chưa muộn, chỉ cần ngươi thần phục bản công tử thì có lẽ ta. Thấy Tiêu Phàm im lặng, Nguyệt Thiên Hạo cười lạnh, tư thái cao ngạo lên tiếng, hắn ta tưởng rằng Tiêu Phàm đã sợ hãi. Nhưng lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đã cắt ngang, ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Vương tộc thì sao? Cổ vực thì thế nào? Đâu phải Nguyệt gia ngươi sinh ra đã là vương giả? Nguyệt Thiên Hạo, ngươi chỉ hơn người nhờ uy thế Nguyệt gia mà thôi, bỏ đi hậu trường thì ngươi còn lại gì, ta có thể giết ngươi dễ dàng như heo chó, giết ta như giết heo chó. Bản công tử sẽ chống mắt lên xem ngươi giết ta như thế nào. Nguyệt Thiên Hạo khinh thường, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nội tình vương tộc. Ta có một kiếm, không sợ thiên hạ. Tiêu Phàm đạm nhiên đáp lại, ta có một kiếm, không sợ thiên hạ. Tiêu Phàm đạm nhiên đáp lại, Tu La kiếm nhấc lên bộc phát ra quang mang sáng chói, đẩy lui Thần Nguyệt Cổ Kính trong tay Nguyệt Thiên Hạo, sau đó trường kiếm đâm về phía yết hầu hắn ta. Con ngươi Nguyệt Thiên Hạo co rụt lại, vội vàng lui về phía sau, đồng thời Thần Nguyệt Cổ Kính phóng ra lợi quang phong tỏa Tiêu Phàm. Phụt. Đúng lúc này, Nguyệt Thiên Hạo cảm giác phía sau mát lạnh, sau lưng hắn ta đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang đâm tới, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã bay lên, Thần Nguyệt Cổ Kính cũng thoát khỏi tầm tay. Lợi quang Thần Nguyệt Cổ Kính bắn ra trong nháy mắt đã đánh trúng lồng ngực Tiêu Phàm, khóe miệng Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Tiêu Phàm mặc kệ thương thế, chân hắn đạp mạnh, trong nháy mắt đã bắt lấy Thần Nguyệt Cổ Kính, ý niệm khẽ động, một vòng xoáy hắc sắc xuất hiện nuốt sống Thần Nguyệt Cổ Kính. Khốn kiếp! Nguyệt Thiên Hạo giống to, tức tối đến mức suýt thổ huyết. Cảnh tượng này quen thuộc biết bao, lần trước Định Hư đỉnh của Hoàng phủ Hoàng Tiêu cũng bị Tiêu Phàm cướp đi như vậy. Hắn ta không ngờ chuyện này cũng có ngày xảy ra với mình, Thần Nguyệt Cổ Kính trực tiếp bị cướp đoạt. Phải biết rằng đây chính là đế binh, gia tộc muốn bảo hộ hắn ta nên cố ý giao Thần Nguyệt Cổ Kính cho hắn ta dùng một thời gian, nhưng bây giờ nó đã bị người khác cướp được. Hắn ta không rảnh nghĩ nhiều, đưa tay đánh một chưởng về phía sau lưng, nhưng hắn lại thấy ở đó có một kiếm hồng trần khác xuất hiện. Phân thân ư? Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ, ra chưởng đánh nát linh hồn phân thân của Tiêu Phàm, sau đó muốn đoạt lại cánh tay cụt của mình, nhưng Tiêu Phàm sẽ cho hắn ta được như ý sao? Tu La kiếm vung lên, kiếm khí phủ đầy trời. Cánh tay cụt của Nguyệt Thiên Hạo trong hư không bỗng nhiên nổ tung, hóa thành xương máu. Nguyệt Thiên Hạo, đa tạ đế binh của ngươi. Tiêu Phàm cười to, tiếp tục lao đến tấn công Nguyệt Thiên Hạo, nhưng vừa bước ra một bước, hắn đã ngừng lại, bỗng nhiên phun ra hai ngụm máu đen. Kiếm Hồng Trần, ngươi đã bị Thần Nguyệt Cổ Kính đả thương, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nguyệt Thiên Hạo thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Phàm thì lập tức bình tĩnh lại. Hắn ta phất tay, Minh Hà biến mất, cảnh tượng bên trong lộ ra, vô số ánh mắt lập tức chú ý đến hai người. Tiêu Phàm thấy vậy thì sắc mặt đại biến,
lập tức chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ lao về hướng chân trời. Đám người còn chưa bình tĩnh lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng chạy xa của Tiêu Phàm. Nhanh đuổi theo giết hắn, hắn đã bị thương. Nguyệt Thiên Hạo gầm thét, đuổi theo không chút do dự, giọng hắn ta còn vang vọng lại. Người Huyền Thiên cổ vực lập tức đi theo bản công tử. Người Tử Dương cổ vực đi theo ta. Tử Dương kinh hồng không bỏ lỡ cơ hội này, gã cũng gầm thét một tiếng rồi vội vàng đuổi theo. Đi theo ta. Thần Vô Tâm sát khí nặng nề phun ra một câu, mang theo 6 người biến mất. Tiêu Phàm che ngực nhanh chóng chạy về hướng cửa thành, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng lúc càng tái đi. Nhưng khóe miệng Tiêu Phàm lại nhếch lên ý cười tà tựa như âm mưu đã được như ý. Người hiểu rõ về Tiêu Phàm đều biết khi hắn có biểu lộ này thì chắc chắn sẽ có người phải xui xẻo. Kiếm Hồng Trần, ngươi chạy không thoát được đâu. Giọng nói băng lãnh của Nguyệt Thiên Hạo truyền đến từ phía sau, lạnh lùng đến cực điểm. Người chưa đến mà sát khí đáng sợ vẫn luôn tập trung vào Tiêu Phàm. Chạy ư? Nếu ta muốn chạy thì ai đuổi được ta? Tiêu Phàm tự nhủ trong lòng, âm thầm khinh thường. Quả thật nếu Tiêu Phàm thật sự muốn chạy trốn, thì hoàn toàn có thể dùng truyền tống ngọc bàn trốn thoát, sao lại phải chật vật thế này? Hơn nữa với tốc độ của hắn, nếu dùng toàn lực bỏ chạy thì đám người Nguyệt Thiên Hạo căn bản không thể đuổi kịp. Nhưng Tiêu Phàm thực sự đã bị thương, quang mang thần nguyệt cổ kính đã đả thương lục phủ ngũ tạng của hắn, một cỗ lực lượng băng lãnh lan tràn kinh mạch toàn thân. May mà thân thể của hắn mạnh hơn xa thường nhân, nếu là người khác thì không chết cũng tàn phế. Điều này cũng chứng minh được rằng thần nguyệt cổ kính thật sự rất cường đại. Tiêu Phàm vừa vận chuyển vô tận chiến điển, thôi động vô tận chi hỏa, phần luyện cỗ lực lượng kia, khôi phục thương thế, vừa khống chế tốc độ dụ đám người Nguyệt Thiên Hạo đuổi theo. Thí thần, mau chóng luyện hóa linh hồn ấn ký trên thần nguyệt cổ kính. Tiêu Phàm quát khẽ trong lòng. Thần nguyệt cổ kính không đơn giản, dù hắn không cần thì cũng có thể cho những người khác trong Tu La Điện, Tiêu Phàm sẽ không từ bỏ nó. Gào thí thần truyền gầm nhẹ lộ vẻ sốt ruột. Trên thần nguyệt cổ kính có 2 đạo ấn ký ư? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn tâm ý tương thông với thí thần, lập tức hiểu ý thí thần. Không ngờ trên thần nguyệt cổ kính không chỉ có ấn ký của Nguyệt Thiên Hạo, mà còn có một đạo ấn ký cực kỳ cường hoành khác, đến thí thần cũng không làm gì được. Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thần nguyệt cổ kính là đế binh, chắc chắn có linh hồn ấn ký cường giả Nguyệt gia lưu lại, rất có khả năng là cường giả đại đế. Tuy thí thần rất mạnh, nhưng cũng không thể ma diệt linh hồn ấn ký của cường giả đại đế trong thời gian ngắn. Ngươi cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, sau đó nhanh chóng có được câu trả lời chắc chắn từ thí thần. Tiêu Phàm nhíu mày, 1 năm ư? 1 năm cũng được, dù sao bách sát chiến trường cũng phải mở ít nhất 10 năm, thậm chí là dài hơn, ngươi cứ chậm rãi luyện hóa đi. Dứt lời, Tiêu Phàm không để ý tới thí thần nữa, giao thần nguyệt cổ kính cho thí thần thì hắn cũng yên tâm. Mở lòng bàn tay, trong tay Tiêu Phàm bỗng xuất hiện một ngọc phù, Tiêu Phàm đưa vào một tia thần lực, nói, Tiểu Bạch, các ngươi còn cần bao lâu? Tiêu Phàm muốn biết đám bạch ma đã bố trí ra sao, hắn dụ dỗ đám người Nguyệt Thiên Hạo, thậm chí cố ý để Nguyệt Thiên Hạo đả thương chính là vì dẫn bọn họ vào bẫy, sau đó một mẻ hốt gọn. Nếu những người khác biết âm mưu của Tiêu Phàm thì chắc chắn sẽ mắng hắn là kẻ điên. Hắn muốn tàn sát 100-200 cường giả cổ thần cảnh Huyền Nguyệt cổ vực, chắc chắn sẽ kết thù với cùng Huyền Nguyệt cổ vực, không chết không ngừng. Nhưng Tiêu Phàm không quan tâm, bách sát chiến trường vừa mới bắt đầu, hắn kiên trì ở trong bách sát chiến trường, dù không địch lại Huyền Nguyệt cổ vực thì cũng có đủ thực lực để bảo hộ người bên cạnh mình. Thái cổ thần giới rộng lớn như thế, Huyền Nguyệt cổ vực muốn giết Tiêu Phàm có dễ dàng không? Tiêu Phàm nhanh chóng đi tới vị trí cửa thành, tướng sĩ ở cửa thành cảm nhận được khí tức mãnh liệt lao đến, thì đều chạy trốn vô ảnh vô tung. Tiêu Phàm lập tức xông ra cửa thành, tiến vào cổ lâm. Đám vô dụng. Nguyệt Thiên Hạo thấy những tướng sĩ kia tránh ra một con đường để Tiêu Phàm chạy trốn thì phẫn nộ đến cực điểm. Nếu bọn họ có thể ngăn cản thì Tiêu Phàm chắc chắn đã bị giữ lại đây rồi. Ngươi bị thần nguyệt cổ kính đánh trọng thương thì sẽ không sống được bao lâu, ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến bao giờ. Nguyệt Thiên Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Phàm, sợ hắn chạy thoát. Thần Vô Tâm, Tử Dương Kinh Hồng và đám cổ thần cảnh đỉnh phong Lục Vô Trần đi theo phía sau hắn ta. Cách đó không xa là hơn 200 cường giả cổ thần cảnh của 3 cổ vực, nhiều người truy sát một người như vậy là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử bách sát chiến trường. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi có chắc là hắn đã trọng thương không? Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng hỏi, thấy Tiêu Phàm vẫn có thể chạy trốn, trong lòng gã cảm thấy nghi ngờ. Yên tâm, hắn chạy không thoát được đâu, thần nguyệt cổ kính hàm chứa lực lượng cực băng, chậm rãi thấm nhuần kinh mạch và thần lực hải của hắn, ngươi không thấy tốc độ của hắn càng ngày càng chậm sao? Nguyệt Thiên Hạo vô cùng tự tin nói. Hắn ta đã nối lại cánh tay cụt của mình, một đạo thần lực nhanh chóng chữa trị vị trí vết thương kia, trông không khác gì lúc trước, chỉ là tạm thời không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Ta không cảm thấy tốc độ hắn chậm hơn. Thần Vô Tâm mở miệng, bọn họ không bị thương, tốc độ cực nhanh, vậy mà vẫn không đuổi kịp Tiêu Phàm. Tốc độ của Tiêu Phàm rõ ràng là không hề thay đổi.
các ngươi không biết tốc độ hắn ra sao? Trong cảnh giới cổ thần, ngoại trừ đại ca ta và vài người am hiểu tốc độ, thì không ai có thể so được với hắn. Nguyệt Thiên Hạo lắc đầu nói. Tử Dương Kinh Hồng và Thần Vô Tâm không phục nhưng không phản bác, bọn họ biết Nguyệt Thiên Huyền mà Nguyệt Thiên Hạo nhắc đến có tốc độ kinh khủng đến mức nào. Hai người tự tin rằng ngoại trừ tốc độ ra thì bọn họ không sợ Nguyệt Thiên Huyền, dù sao bọn họ và Nguyệt Thiên Huyền cũng là người dùng cấp bậc. Ba người trầm mặc, khí tức tập trung vào Tiêu Phàm, không cho hắn trốn thoát. Chốc lát sau, Nguyệt Thiên Hạo lộ vẻ đắc ý, các ngươi nhìn xem, hiện tại hắn đang chạy trối chết, có lẽ lực lượng cực băng đã đến tim, không cần chúng ta động thủ, không lâu nữa hắn cũng sẽ chết. Hy vọng là như thế. Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng, gã không tin lời Nguyệt Thiên Hạo nói, nhưng nghĩ đến thần Nguyệt cổ kính, trong mắt gã lộ vẻ kiêng dè. Phía trước, Tiêu Phàm nhanh chóng chạy trốn trong sơn lâm, hắn không ngừng kéo dài thời gian, cỗ lực lượng cực băng trong thân thể đã bị vô tận chi hỏa phần luyện sạch sẽ, sắc mặt hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn luôn chạy quanh trong cổ lâm như vậy là bởi vì nếu chạy lung tung, thì có thể sẽ khiến sự tồn tại của đám người Bạch Ma bị bại lộ, đến lúc đó, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Ngoài ra hắn còn muốn điều tiết trạng thái bản thân đến tình trạng tốt nhất, chuẩn bị ứng đối mọi chuyện sắp xảy ra. Đột nhiên, truyền âm ngọc phù trong tay Tiêu Phàm lóe lên, hắn đưa vào một đạo thần lực, bên trong lập tức truyền đến thanh âm, "Tiểu tử, chúng ta chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu con mồi đến chịu chết thôi." Tiêu Phàm nghe vậy nở nụ cười tà, đáp lại, "Ta mang bọn họ đến ngay đây." Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Phàm thay đổi, trở nên ngoan tuyệt, hắn lạnh giọng nói, "Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực, Huyết U cổ vực, các ngươi muốn giết người của ta thì hôm nay đừng kẻ nào mong được thoát chết." Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên thay đổi phương hướng, chạy vào sâu trong cổ lâm. Sao hắn đổi hướng rồi? Không phải đang chạy vòng vo sao? Tử Dương Kinh Hồng nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Thì sao chứ? Hắn cũng không thoát được, ta đã cho người bao vây cổ lâm này rồi. Nguyệt Thiên Hạo cười lạnh, lộ vẻ đắc ý. Trong mấy canh giờ, Tiêu Phàm chỉ dạo quanh trong rừng, Nguyệt Thiên Hạo đã an bài hơn 100 cường giả cổ thần cảnh phong tỏa tứ phương. Nếu Tiêu Phàm đang ở trạng thái tốt nhất thì có khả năng tìm được cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại có lẽ kinh mạch của hắn đã bị lực lượng cực băng đông kết, không thể thi triển thần lực, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Thần Vô Tâm và Tử Dương Kinh Hồng im lặng, bọn họ không cảm thấy mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, từ khi bắt đầu, bọn họ đã không tin Tiêu Phàm đang bị trọng thương. Dù sao bọn họ cũng đều từng giao thủ với hắn, biết thực lực hắn ra sao, có lẽ thần Nguyệt cổ kính rất mạnh nhưng chưa chắc có thể giết chết được bọn họ. Tương tự, thần Nguyệt cổ kính có thể khiến Tiêu Phàm bị thương nặng. Nhưng muốn đưa hắn vào chỗ chết thì hiển nhiên là không có khả năng. View. Đúng lúc này, một vệt sáng bay lên trời, Tiêu Phàm chạy ra khỏi cổ lâm, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần. Sao lại như vậy? Nguyệt Thiên Hạo trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao tốc độ của Tiêu Phàm đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Hắn chắc chắn sẽ chết đấy ư? Tử Dương Kinh Hồng khinh thường nhìn Nguyệt Thiên Hạo. Mặc dù khinh thường Nguyệt Thiên Hạo nhưng trong lòng gã cũng rất kinh ngạc, tốc độ của bọn họ hoàn toàn không thể sánh bằng tốc độ của Tiêu Phàm lúc này. Kiếm Hồng Trần luôn dạo quanh cổ lâm này nhất định là để kéo dài thời gian chữa thương, hiện tại hắn đã khôi phục rồi. Thần Vô Tâm híp mắt, trong lòng gã ta có chút hối hận, đáng lẽ vừa rồi nên toàn lực ứng phó đuổi giết Tiêu Phàm mới đúng. Hừ, dù hắn có thể ma diệt lực lượng cực băng của thần Nguyệt cổ kính thì thần lực cũng chẳng còn bao nhiêu, hắn sẽ không thoát được. Nguyệt Thiên Hạo cắn răng nói, sắc mặt hắn ta tái nhợt, có cảm giác như bị trêu đùa, trong lòng bổ sung một câu, người mà Nguyệt Thiên Hạo ta muốn giết chưa từng có kẻ nào trốn được. Dứt lời, tốc độ của Nguyệt Thiên Hạo cũng tăng lên, hiển nhiên là đã bỏ ra cái giá không nhỏ để thi triển một loại bí pháp nào đó. Đuổi theo, Thần Vô Tâm không muốn buông tha cho Tiêu Phàm, mấu chốt là gã ta không muốn bỏ lỡ Bách Sát Đế lệnh trong tay Tiêu Phàm. Tử Dương Kinh Hồng trầm ngâm, không lập tức đuổi theo, gã đang chờ đợi đám người Tử Dương cổ vực, mãi đến khi mấy chục người Tử Dương cổ vực đến đông đủ, gã mới tiếp tục đuổi theo. Mọi chuyện xảy ra ở phía sau đều hiển hiện rõ ràng trong mắt Tiêu Phàm. Thấy Tử Dương Kinh Hồng không đuổi sát, trong lòng hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Tử Dương Kinh Hồng quá cẩn trọng, xem chừng sẽ khó giết gã đây, cũng được, diệt Nguyệt Thiên Hạo và người Huyền Nguyệt cổ vực rồi tính. Trong đầu Tiêu Phàm lập tức có quyết định, không phải là hắn không có thực lực giết chết Thần Vô Tâm, nếu muốn giết gã ta thì lần trước Tiêu Phàm đã động thủ rồi. Đến lúc này Tiêu Phàm cũng không có ý niệm giết Thần Vô Tâm, bởi vì hắn nhất định sẽ đến Huyết U cổ vực, nếu Thần Vô Tâm chết vì hắn thì có thể trở thành mối họa cho hắn sau này. Chí ít Tiêu Phàm sẽ không nghĩ tới chuyện giết chết gã ta, trước khi hắn đến Tu La tộc Huyết U cổ vực. Nhưng nếu Thần Vô Tâm hung hăng càn quấy thì Tiêu Phàm không ngại cho gã ta một bài học. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm dõi về sơn cốc phía trước, bên trong sơn cốc mờ ảo sương khói, bầu trời bị che khuất, mơ hồ có hai bóng đen lấp lóe. Khóe miệng Tiêu Phàm nhếch lên, không nghĩ ngợi đã lao đến. Một lát sau, Nguyệt Thiên Hạo và Thần Vô Tâm mang theo mấy chục người đuổi theo, đứng ngoài sơn cốc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên trong, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Bao vây sơn cốc này cho ta. Nguyệt Thiên Hạo phất tay,
Điềm Nhiên nói. Vâng, công tử. Mấy chục người bay đi tứ phương không chút do dự. Nơi xa vẫn còn không ít tu sĩ đạp không lao tới, càng ngày càng nhiều người, trong chốc lát đã tập hợp được gần 200 người. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Nguyệt Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, các ngươi đi theo ta, canh phòng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không được buông tha. Nguyệt Thiên Hạo. Thần Vô Tâm đột nhiên nhíu mày kêu lên. Làm sao? Nguyệt Thiên Hạo khó hiểu nhìn Thần Vô Tâm. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sương khói trong sơn cốc rất cổ quái sao? Thần Vô Tâm nhắc nhở, vừa rồi gã ta dùng lực lượng linh hồn để điều tra, nhưng lực lượng linh hồn không thể thẩm thấu vào. Gã vốn không muốn nhắc nhở Nguyệt Thiên Hạo, nhưng nghĩ đến chuyện phải mượn sức Nguyệt Thiên Hạo để giết chết Tiêu Phàm, cuối cùng gã ta vẫn nói ra. Thần Vô Tâm, sao ngươi lại nhát gan như thế, chúng ta có hơn 200 người, chẳng lẽ không thể giết được một kẻ đang bị thương sao? Nguyệt Thiên Hạo lộ vẻ cực kỳ khinh thường. Nếu mục đích chỉ là giết chết Tiêu Phàm thì hắn ta sẽ không bức thiết như thế, nhưng vấn đề là hắn ta đã bị cướp mất thần nguyệt cổ kính, nhất định phải lập tức tìm lại. Nửa canh giờ trước, hắn ta đã mất đi liên hệ với thần nguyệt cổ kính, không cần nghĩ cũng biết Tiêu Phàm đã xóa bỏ ấn ký hắn ta lưu lại trên cổ kính. Nguyệt Thiên Hạo đột nhiên nhìn về phía Tử Dương Kinh Hồng chậm chạp đến muộn, chào phúng nói, Tử Dương Kinh Hồng, ngươi cũng sợ đấy ư? Ngươi còn không sợ thì ta sợ cái gì? Tử Dương Kinh Hồng khịt mũi coi thường, nhưng gã không có dấu hiệu sẽ tiến vào sơn cốc. Tiêu Phàm thủ đoạn bất phàm, không dễ giết, dù giết chết được Tiêu Phàm nhưng nếu hắn liều mạng phản kích, thì có khả năng bọn họ sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Nếu không sợ thì cùng ta vào đó. Nếu các ngươi muốn hãm hại sau lưng ta thì đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Thiên Hạo trầm giọng. Không đợi Tử Dương Kinh Hồng phản ứng, hắn ta đã dẫn theo 20 người xông vào sơn cốc. Cùng lúc đó, hơn 100 cường giả cổ thần cảnh xung quanh sơn cốc cũng đồng thời áp sát sơn cốc, tiến hành giả soát. Đi vào. Tử Dương Kinh Hồng ra lệnh. 67 người sau lưng gã tiến vào sơn cốc nhưng gã lại bất động. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi không đi vào mà cho thuộc hạ đi vào là có ý gì? Thần Vô Tâm nhìn Tử Dương Kinh Hồng bằng ánh mắt cổ quái. Vậy tại sao ngươi không đi vào? Tử Dương Kinh Hồng cười nhạt. Thần Vô Tâm do dự, gã ta có cảm giác bất an khi đối diện với sơn cốc này, nhất thời không thể hạ quyết tâm. Nhất định phải lấy được Bách Sát Đế lệnh, nếu Nguyệt Thiên Hạo thật sự giết được hắn thì nó sẽ rơi vào trong tay Nguyệt Thiên Hạo. Thần Vô Tâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Gã ta lập tức có quyết định. Ta sẽ vào. Thần Vô Tâm hùng hồn tuyên bố, thân hình lóe lên, mang theo 6 thuộc hạ biến mất trong sương khói. Nụ cười trên mặt Tử Dương Kinh Hồng cứng đờ, gã không ngờ Thần Vô Tâm thật sự tiến vào, chẳng lẽ gã không bằng Thần Vô Tâm và Nguyệt Thiên Hạo sao? Ta chỉ muốn giết Tiêu Phàm để báo thù cho nhị đệ mà thôi, bọn họ đã tiến vào, Kiếm Hồng Trần chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết, thiếu ta cũng chẳng sao. Tử Dương Kinh Hồng âm thầm suy tính. Chân đạp mạnh, trong nháy mắt đã hạ xuống sơn lâm, không tiến vào sơn cốc. Trên một cây cổ thụ trong sơn cốc có hơn 10 thân ảnh đang đứng. Kiếm huynh, bọn họ tiến vào rồi. Thanh Minh trầm giọng nói, y sốt ruột muốn báo thù, hận không thể lập tức động thủ. Tiêu Phàm híp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, không có thứ gì thoát được pháp nhãn của hắn. Thấy Tử Dương Kinh Hồng không tiến vào, Tiêu Phàm có chút thất vọng. Con mồi đã vào bẫy, Tiểu Bạch, bắt đầu đi. Tiêu Phàm gật đầu, sâu trong đáy mắt lóe qua một tia ngoan tuyệt, ong ong. Tiêu Phàm vừa ra lệnh, xung quanh sơn cốc đột nhiên xuất hiện vô số tia sáng bắn thẳng lên trời, bao phủ không trung sơn cốc, sau đó hình thành một màn sáng. Nhìn từ xa, nó như một cái lồng màu sắc rực rỡ úp lấy cả tòa sơn cốc. Cái này, Tử Dương Kinh Hồng thấy vậy thì con ngươi co rụt lại. Gã định nhắc nhở người Tử Dương cổ vực, nhưng lời đã đến khóe miệng lại bị nuốt trở về. Nếu ta nhắc nhở bọn họ thì đám người Nguyệt Thiên Hạo và Thần Vô Tâm cũng sẽ nghe thấy. Tử Dương Kinh Hồng nhíu mày. Sau khi do dự, cuối cùng gã quyết định không nhắc nhở người Tử Dương cổ vực ở trong sơn cốc, phải thừa nhận một điều rằng Tử Dương Kinh Hồng quả là một kẻ hung ác, vì muốn Nguyệt Thiên Hạo, Thần Vô Tâm và Tiêu Phàm tàn sát lẫn nhau, gã tình nguyện để mười mấy thuộc hạ của mình đi mạo hiểm. Một lát sau, màn sáng bao phủ sơn cốc hòa làm một thể, dù lúc này Tử Dương Kinh Hồng muốn nhắc nhở thì có lẽ người bên trong cũng không nghe được. Sau đó màn sáng chậm rãi biến mất, như hòa làm một thể với hư không. Đồng thời, sương trắng trong sơn cốc càng lúc càng dày. Bốn phía trắng xóa, người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy gì ở bên trong. Trong sơn cốc phát ra khí tức nhiếp nhân tâm phách, dù cách nhau rất xa nhưng vẫn cảm nhận được lãnh ý. Đây là trận pháp gì? Cảm nhận được cỗ khí tức trong sơn cốc, Tử Dương Kinh Hồng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, cảnh tượng trong sơn cốc đã thay đổi, đám người Nguyệt Thiên Hạo có cảm giác thế giới xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa. Sương trắng mênh mông đang dần biến mất, không gian vặn vẹo, một cỗ lực lượng xuất hiện trói buộc đám người, khiến bọn họ không thể động đậy. Cỗ lực lượng này khiến đám người vô cùng kinh hãi, bọn họ đều là cổ thần cảnh nhưng lại bị một cỗ lực lượng trói buộc. Không ổn, có mai phục. Nguyệt Thiên Hạo kêu to, muốn mang người của mình lui lại. Nhưng khi hắn ta nhìn cảnh vật xung quanh, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc,
bởi vì hắn ta phát hiện các thuộc hạ vốn ở bên cạnh mình đã biến mất. Đi đâu hết rồi? Sao lại như vậy được? Dù là thần vương cảnh thì cũng không thể xóa sổ hơn 20 cổ thần cảnh trong nháy mắt. Nhưng sự thật là hơn 20 cường giả cổ thần cảnh kia đã biến mất một cách quỷ dị. Người đâu? Nguyệt Thiên Hạo có dự cảm không tốt, sắc mặt tái nhợt. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.